Các nàng tại hỗn loạn gió lốc trong tinh vực, thành lập nên một cái trật tự thế giới, có rừng rậm, dòng sông, hoa tươi, cỏ xanh, các nàng sinh hoạt trong rừng rậm, dùng cánh hoa thực vật vì y phục, mỗi ngày tiếng cười cười nói nói. Mãi đến viễn cổ chư thần chiến tranh, ảnh hưởng đến nơi này, phá hủy hết thảy trật tự, nhường rừng rậm hủy diệt, thế giới thành khư. Nguyên linh tộc thủ lĩnh phong bạo nữ vương, đem chính mình cùng 10 cái thân thể linh hồn tinh khiết nhất tộc nhân, phong ấn đến đặc chế trong thủy tinh, chôn sâu dưới mặt đất, chìm ngủ tới, tránh né chiến loạn tai họa, khẩn cầu tương lai tô tỉnh. Tại các nàng còn không có chưa tỉnh lại, một thanh niên nam tử, mang theo đại lượng thiên tài địa bảo tài nguyên, tới đến khu này gió lốc tinh vực phế tích, cũng thành lập một tòa phong bạo chi thành, tự xưng là chúa tể, thành lập đạo thống trật tự, thu lấy đồ đệ tín đồ. Chờ sâu chôn dưới đất thủy tinh nứt ra, phong bạo nữ vương cùng con dân của nàng nhóm tỉnh lại, lại phát hiện mình gia viên bị người khác chiếm cứ, hết thảy tranh chấp bắt đầu từ nơi này. Diệp thần tại thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh về sau, một đôi mắt, xỏ xuyên qua thời không luân hồi, nhìn rõ hết thảy thiên cơ. Này mảnh gió lốc tinh vực đại địa, quá khứ phát sinh từng màn, đều ánh vào hắn trong đồng tử. Không, còn có chút thiên cơ không nhìn thấy, bị người dùng thủ đoạn thần bí xóa đi, ngay cả ta luân hồi song đồng, đều không thể nhìn trộm. Diệp thần tầm mắt cô đọng, phát hiện phiến đại địa này thiên cơ, có thiếu sót địa phương, có chút đặc thù dấu vết, bị người tận lực xóa đi, liền ánh mắt của hắn đều nhìn không thấu. Đoán chừng là cùng sửu thần bảy ác mộng trận có quan hệ. Diệp thần tâm nghĩ đến, này bị xóa đi thiên cơ, chắc chắn cùng sửu thần bảy ác mộng trận có quan hệ. Xem ra, ta phải nghĩ biện pháp nhìn một chút cái này phong bạo nữ vương. Diệp thần nói thầm lấy, liền móc ra ân tố chân cho hắn ngọc phù, linh khí quán chú đi vào, trực tiếp bóp nát đi. Ngọc phù bóp nát về sau, một luồng màu xanh linh quang bay vút lên, biến mất vào hư không bên trong. Diệp thần tĩnh tâm chờ, chờ trong chốc lát, chỉ nghe tiếng chân luật luật. Một thiếu nữ cưỡi một thất độc giác thú, từ tiền phương gió lốc trong sương mù, chạy đạp tới. Thiếu nữ tóc đen mắt đen, bề ngoài không có gì chỗ đặc thù, liền là làn da phá lệ trắng nõn, tướng mạo tú mi, tư thái cũng so với người thường nhỏ bé yếu đuối, nhưng hai đầu lông mày mang theo một vệt phong mang, có thể không có nửa điểm yếu đuối chi ý. Ngươi chính là Diệp Thí Thiên sao? Thiếu nữ lạc ngừng độc giác thú, tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Đúng. Các hạ chính là nguyên linh tộc Tuyết Liên Mặc cô nương sao? Diệp thần chắp tay, hỏi. Nguyên linh tộc bề ngoài đặc thù, là tóc bạc lắng tai, thiếu nữ này bề ngoài, lại cùng phổ thông nhân tộc nữ tử, không có gì sai biệt, nghĩ đến là vì ẩn nấp thân phận, cố ý che giấu dung mạo của mình. Thiếu nữ ngữ khí thanh lãnh mà nói, là ta, còn có, đừng nói cái gì nguyên linh tộc, tộc ta luôn luôn điệu thấp, không muốn cùng bên ngoài phân tranh, cho nên không muốn bại lộ thân phận. Hy vọng ngươi chú ý. Diệp thần đạo, đúng, Diệp mỗ hiểu rõ, đây là lễ gặp mặt, thỉnh cô nương vui vẻ nhận. Hắn móc ra một cái túi đựng đồ, ném cho Tuyết Liên Mặc. Này trong túi chữ vật, trang phục chính thức lấy 30 vạn nguyên ngọc. Tuyết Liên Mặc tiếp nhận túi chữ vật, quét nhìn liếc mắt, biểu lộ lập tức nhu hòa nhiều, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, nói, rất tốt, ta nghe Thanh Vân Thương Hội người nói, người muốn cầu kiến phong bạo nữ vương. Diệp thần đạo, đúng vậy, thỉnh cô nương dẫn kiến. Tuyết Liên Mặc hỏi, người đi cầu thấy nữ vương, là có chuyện gì khẩn yếu sao? Diệp thần trầm tư một lát sau trả lời, ta muốn trao đổi sự tình phi thường trọng yếu, cần cùng phong bạo nữ vương tự mình nói chuyện với nhau, bây giờ lại là không tiện nói tỉ mỉ. Tuyết Liên Mặc cũng không có truy đến cùng xuống, nói, được a, bất quá, nữ vương bệ hạ không tiếp kiến người ngoài, người muốn gặp nàng, không dễ dàng như vậy. Trưa mai thời điểm, nữ vương bệ hạ sẽ đi gió lốc đấu trường, quan sát chiến đấu diễn xuất, ta có khả năng mang ngươi lẫn vào gió lốc đấu trường, ngươi đến lúc đó lên đài quyết đấu, nếu là biểu hiện tốt, ta sẽ cùng nữ vương bệ hạ nói tốt vài câu, cầu nàng lòng từ bi tiếp kiến ngươi, cũng cho ngươi một chút khen thưởng. Đến lúc đó, ngươi có chuyện gì, có thể trực tiếp nói với nàng. Ha ha, ta nghe nói ngươi có thể là luân hồi người thừa kế A, cũng chính là ở kiếp này luân hồi chi chủ. Thậm chí đã thức tỉnh ra thiên hỏa mệnh tinh, nếu là ngươi biểu hiện ra đủ lực chiến đấu mạnh mẽ, tin tưởng nữ vương bệ hạ cũng là nguyện ý gặp ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Tuyết Liên Mặc đôi mắt mang theo ý cười, ngắm nhìn Diệp Thần, nàng cũng rất tò mò Diệp Thần chân thực sức chiến đấu. Diệp Thần khẽ cau mày,
hỏi, lên đài quyết đấu. Ta muốn cùng người nào quyết đấu? Tuyết Liên Mặc nói, không xác định, gió lốc đấu trường là chúng ta gió lốc tinh vực lớn nhất đích xác đấu tràng, mỗi ngày đều có rất nhiều cường giả báo danh tham gia, tranh đoạt giác đấu trường ban thưởng. Quan sát quyết đấu, liền là nữ vương bệ hạ lớn nhất niềm vui thú. Ta có thể giúp người báo danh tham gia, đến mức đối thủ của ngươi là ai, cái kia muốn đợi ngày mai trọng tài an bài, mà lại cũng không phải đánh một vòng, có nhiều vòng. Diệp Thần sơ bộ hiểu rõ, trong lòng suy nghĩ, lại hỏi, báo danh tham gia quyết đấu người, bình thường là tu vi gì? Tuyết Liên Mặc nói, đều là thần đạo cảnh cùng thiên nguyên cảnh, không có cửu đỉnh cảnh tồn tại, bởi vì cửu đỉnh cảnh là thượng vị thần, đây chính là cao cao tại thượng nhân vật, bọn hắn là ngồi trên khán đài, xem các ngươi như là dã thú chém giết mà tìm niềm vui, cũng sẽ không chính mình xuống tràng. Phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, cửu đỉnh cảnh thượng vị thần, đều có thể được xưng là cao thủ, triệu tỷ tỷ triệu trong dân cư, thượng vị thần nhân số không đủ nửa thành, mỗi một cái đều có được thống ngự một phương. Độc bộ một giới năng lực, tự nhiên không phải bình thường thế hệ. Diệp Thần gật gật đầu, không có thượng vị thần tốt nhất, nếu như chẳng qua là đối mặt thần đạo cảnh cùng thiên nguyên cảnh, dùng hắn thực lực trước mắt, có thể nghiền ép quét ngang hết thảy. Đã thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh Diệp Thần, sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, thần đạo cảnh cùng thiên nguyên cảnh phạm vi bên trong, đã không có mấy người có thể thắng được qua hắn. Vậy thì tốt, Tuyết cô nương, người giúp ta báo danh là được. Diệp Thần dự cảm đến, ngày mai gió lốc đấu trường quyết đấu, lại là một cái có thể tiếp cận phong bạo nữ vương cơ hội. Tuyết Liên Mặc cười nói, phí báo danh cùng cho ta chỗ tốt, cộng lại muốn 10 vạn nguyên ngọc. Diệp Thần nghe được nàng lại thường muốn chỗ tốt, khóe miệng không khỏi giật giật, may mắn hắn cũng có chút vốn liếng, nói tốt, vậy liền xin nhờ cô nương. Hiện tại lại lấy ra 10 vạn nguyên ngọc, giao cho Tuyết Liên Mặc. Tuyết Liên Mặc cười khanh khách. Nói, không hổ là luân hồi chi chủ, ra tay có thể thật là hào phóng đâu, lên đây đi, ta dẫn ngươi đi phong bạo chi thành. Hướng Diệp Thần vẫy tay. Diệp Thần cũng không khách khí, trực tiếp phi thân nhảy lên độc giác thú lưng, ngồi tại Tuyết Liên Mặc đằng sau, to gan ôm nàng eo thon thân, xách kỵ hướng phía trước phương chạy đi. Tuyết Liên Mặc lại là một hồi yêu kiều cười, bị Diệp Thần ôm, cũng không kháng cự, chỉ về đằng trước nói, cái kia chính là phong bạo chi thành. Người một đường chạy tới chính là. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, liền thấy đường chân trời phần cuối, đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga cự thành, chân áp đầy trời gió lốc cùng đầy đất hỗn loạn, tại đây mảnh gió lốc bừa bãi tàn phá ranh giới, thành lập nên ổn định trật tự. Ngay sau đó, Diệp Thần liền xách lấy độc giác thú, một đường chạy vội, hướng về phong bạo chi thành tiến đến. Hoang dã phía trên, khắp nơi đều là phong bạo loạn lưu, xương độc khói mù. Còn có đủ loại hung thú ác trùng. Nhưng, Tuyết Liên Mặc đầu này độc giác thú, tựa hồ là cái gì viễn cổ thần thú, huyết mạch mang theo năng lượng kỳ dị, toàn thân tản mát ra thần hy hào quang, chảy xuôi mà ra, rất nhiều gió lốc xương độc, hung thú mãnh cầm, dồn dập tránh lui. Dọc theo con đường này, Diệp Thần không có gặp được nguy hiểm gì, rất nhanh liền đi tới phong bạo chi thành. Phong bạo chi thành là một tòa bị sa mạc cùng hắc ám vần quanh thành thị. Thành thị công trình kiến trúc cao vút trong mây, như là lưỡi đao một dạng sắc bén, để cho người ta không khỏi liên tưởng đến một tòa pháo đài to lớn. Thành thị chung quanh có một cái rộng lớn sông hộ thành, sông bên cạnh là một mảnh vô biên vô tận cát vàng mạc, cuồng phong gào thét, khí thế bàng bạc. Đi vào cửa thành, Diệp Thần phát hiện cái thành phố này vô cùng phồn hoa, đường đi rộng rãi, dòng người nối liền không dứt, cửa hàng lâm lập, không ngừng có tiểu thương chào hàng lấy đủ loại quý hiếm dị bảo. Trong thành có một tòa thật to quảng trường bên trên có thật nhiều bán hàng rong, bán lấy đủ loại thiên tài địa bảo. Làm người khác chú ý nhất, liền là phong bạo chi thành phần cuối, đứng sừng sững lấy một tòa thật to nguy nga thành bảo, tòa thành kia toàn thân đen nhánh, lượn lờ lấy từng sợi ma khí, có ác ma quỷ hồn xoay quanh trong đó, nhưng lại bị một cỗ lực lượng thần bí chấn áp lại, vô pháp bừa bãi tàn phá. Cái đó là, thiên ma cổ bảo. Diệp Thần tâm bên trong run lên. Lập tức liền nhận ra, đó chính là thiên ma cổ bảo. Xem ra, thiên ma cổ bảo cuối cùng một mảnh vụn, đã bị người đoạt đi, Ô Liên đạo tổ cho hắn tàng bảo đồ, đã mất đi giá trị. Người đang nhìn cái gì? Tòa thành kia a? Tuyết Liên Mặc cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt dị dạng, thản nhiên nói. Đó là tinh đồng thiên tôn phủ đệ, là đại danh đỉnh đỉnh thiên ma cổ bảo, đã từng hồn thiên đế kiến trúc,
truyền thuyết vẫn là khí thiên đế tự tay chế tạo. Xem ngươi ánh mắt, ngươi sẽ không nghĩ ra tay cướp đoạt a. Ta khuyên ngươi đừng tìm chết. Tinh Đồng Thiên Tôn là gió lốc tinh vực chúa tể, cũng là này tòa phong bạo chi thành vô thượng chí tôn, Diệp Thần nghĩ chiếm lấy thiên ma cổ bảo, trừ phi trước đem Tinh Đồng Thiên Tôn giết, nhưng này là không thể nào. Tuyết Liên Mặc rất rõ ràng, coi như Diệp Thần thực lực cường đại tới đâu, cũng không có khả năng khiêu chiến Tinh Đồng Thiên Tôn. Tên nghịch đồ này, ngay tại này thành bảo bên trong. Đáng tiếc a, mộ chủ, ngươi cùng hắn tu vi chênh lệch quá xa, trăm triệu không phải địch thủ của hắn. Luân hồi mộ địa bên trong, Huyết Kiêu Ngục Hoàng thấy cái kia thiên ma cổ bảo, cũng là da mặt run run, mắng lên. Hắn biết rõ cảm nhận được, đồ đệ của hắn Tinh Đồng, vào ngày hôm đó ma trong pháo đài cổ. Nhưng mà, Diệp Thần tu vi, cùng Tinh Đồng chênh lệch quá xa, báo thù khả năng không lớn. Đến mức Huyết Kiêu Ngục Hoàng, coi như mượn lực cho Diệp Thần, tại Tinh Đồng trên địa bàn, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể diệt sát Tinh Đồng báo thù, thắng bại chỉ ở 5 năm số lượng, một khi khai chiến, hắn sợ liên lụy Diệp Thần. Tiền bối chớ hoảng sợ, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Diệp Thần tinh thần câu thông Huyết Kiêu Ngục Hoàng, nói thầm. Gió lốc tinh vực cũng không phải là Tinh Đồng một nhà độc đại, hắn chẳng qua là kẻ ngoại lai, chân chính dân bản địa là Nguyên Linh tộc. Nếu như có thể lôi kéo Nguyên Linh tộc vị kia phong bạo nữ vương, muốn báo thù cũng không phải là chuyện không thể nào. Huyết Kiêu Ngục Hoàng gật đầu nói, mộ chủ, người vạn sự cẩn thận, tận lực không muốn cùng cái kia phản đồ lên xung đột, người tương lai đạo đường còn dài hơn, không cần gấp tại nhất thời. Hắn biết Diệp Thần đã thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, tương lai thành tựu không thể đoán trước, chỉ cần có đầy đủ thời gian, không sớm thì muộn có khả năng siêu việt Tinh Đồng, cũng không phải vội lấy báo thù. Diệp Thần gật đầu, liền hướng Tuyết Liên Mặc nói, Tuyết cô nương, ta không muốn cướp đoạt thiên ma cổ bảo, người không phải nói muốn mang ta đi gió lốc đấu trường. Tuyết Liên Mặc nói, đúng vậy a, người đi theo ta đi. Nàng mang theo Diệp Thần, theo độc giác thú bên trên nhảy xuống, đi bộ đi tới gió lốc đấu trường. Rất nhanh, hai người liền đi tới gió lốc đấu trường. Đây là một tòa kiến trúc hùng vĩ, chiếm diện tích to lớn, chung quanh là cao ngất tường đá, hiển lộ ra một cỗ dã man cùng bạo lực khí tức. Lối vào hai phía đứng đấy từng dãy cao lớn vạm vỡ khôi ngô hán tử, trong tay nắm trầm trọng thiết chùy cùng xích sắt, cảnh giác quét mắt đến đây người quan chiến bày. Vừa tiến vào đấu trường bên trong, liền có thể nghe được khán giả phát ra khinh bạc tê tiếng cười cùng tiếng thán phục, một cỗ bầu không khí ngột ngạt xông thẳng lên trán. Gió lốc đấu trường sân bãi, trung ương là một khối to lớn đất cát, chiếm cứ lấy toàn bộ sân bãi 3/5, bốn phía dùng hình tròn cột đá vây quanh, ước chừng có cao 5, 6 trượng, bốn phương tám hướng đều có thính phòng, đã sớm ngồi đầy người. Gió lốc đấu trường quyết đấu, là không hạn chế sinh tử chi chiến. Ngươi trước xem tình huống một chút, không có vấn đề gì, ta liền thay ngươi báo danh. Tuyết Liên Mặc tìm hai chỗ ngồi, cùng Diệp Thần tọa hạ quan chiến, từ tốn nói. Diệp Thần tầm mắt nhìn về phía đấu trường bên trong, liền thấy bên trên một nhóm hai cái người quyết đấu, song song bỏ mình, đẫm máu thi thể bị người mang xuống, lại có hai cái người quyết đấu lên sàn, tu vi đều là thần đạo cảnh. Nương theo lấy trọng tài gõ vang tiếng chuông, hai cái này người quyết đấu, giống như dã thú. Hướng về đối phương xông tới giết. Hai người đều không dùng binh khí, thuần túy là nắm đấm va chạm, lẫn nhau chém giết, từng quyền nện như điên tại đối phương thân thể bên trên, đánh cho máu thịt bắn tung tóe. Chung quanh người xem không ngừng hò hét, dồn dập đem một chút cực phẩm nguyên ngọc ném vào trong sân chính là khen thưởng, tràng diện rất là điên cuồng. Diệp Thần nhíu nhíu mày, như vậy như dã thú quyết đấu, thật sự là hung tàn cực kỳ, hơi không cẩn thận liền muốn mất mạng. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, dĩ nhiên không sợ, liền là giống con dã thú, bị nhiều người như vậy vây xem, soi mói, trong lòng có chút không quen thôi. Tuyết cô nương, ta không có vấn đề. Diệp Thần thản nhiên nói. Tuyết Liên Mặc cười nói, rất tốt, cái kia chờ hôm nay quyết đấu kết thúc, ta giúp người báo danh. Diệp Thần gật đầu, liền tiếp theo ngồi tại trên khán đài, quan sát chiến đấu. Gió lốc đấu trường mỗi một tràng, đều 10 điểm thảm liệt. Ngoại trừ người với người chiến đấu bên ngoài, còn có người cùng hung thú, ma thần chiến đấu, đủ loại chém giết, khiến cho người hoa cả mắt. Chỉ là quan sát này chút máu tanh chiến đấu, là có thể mang cho người ta to lớn khoái cảm, là cực tàn khốc tiêu khiển giải trí.
Các ngươi gió lốc tinh vực, có nhiều cao thủ như vậy. Mỗi ngày dạng này đánh tới đánh lui, người quyết đấu không chết cũng tàn phế, sao có thể bền bỉ. Diệp Thần quan sát trong chốc lát, liền nhíu mày hỏi. Tuyết Liên mặc cười một tiếng, nói, người đây liền không hiểu được, báo danh người dự thi còn nhiều, rất nhiều, đều an bài không đến, ta ngày mai muốn an bài cho ngươi, vẫn phải vận dụng chút quan hệ đây. Không không lúc nào không lớn như vậy, môn phái thế lực không thể đếm, gió lốc tinh vực cùng rất nhiều môn phái, đều có liên lạc, các đại môn phái vì rèn luyện đệ tử, thường thường sẽ đem một chút đệ tử tinh anh, điều động đến gió lốc đấu trường đến, trải qua chân chính liều mạng tranh đấu. Hơn nữa còn có không ít tán tu, cũng ngưỡng mộ gió lốc đấu trường uy danh, sẽ mạo hiểm tới dự thi, rèn luyện tự thân, tóm lại người chỉ có nhiều, tuyệt sẽ không thiếu, người ghi danh đều xếp tới sang năm đi. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế. Hắn còn tưởng rằng, gió lốc đấu trường bên trong quyết đấu, người dự thi chỉ là đến từ gió lốc tinh vực một chỗ, không nghĩ tới lại đến từ toàn bộ không không lúc nào không. Vậy liền không lo không ai, mỗi ngày đều có thảm liệt chém giết chiến đấu. Tuyết Liên mặc lại nói, tại gió lốc đấu trường bên trong người thắng trận, có thể đạt được rất nhiều nguyên ngọc ban thưởng, còn có gió lốc tinh vực đặc sản khoáng vật gió lốc tinh thạch, cơn bão táp này tinh thạch, mặc kệ là lấy ra luyện chế binh khí vẫn là pháp bảo, đều thật là tốt tài liệu. Diệp Thần gật gật đầu, coi như không có ban thưởng, gió lốc đấu trường máu tanh quy tắc, dã man quyết đấu, cũng đủ để hấp dẫn người. Lại là mấy vòng quyết đấu kết thúc, một kẻ thân thể khôi ngô, vai khiêng cự chùy tráng hán, thắng được thắng lợi. Mà đối thủ của hắn, đã bị hắn cự chùy nện thành thịt vụn, tất cả thời gian đường đoạn diệt. Toàn trường khán giả, đều vì cái này cự chùy tráng hán hoan hô, tiếng hò hét chấn thiên. Trọng tài lớn tiếng nói, chúc mừng vị này Triệu Trường Trinh tuyển thủ chiến thắng, người đã có khiêu chiến đài chủ tư cách, có hay không muốn khiêu chiến đài chủ? Nếu là chiến thắng, người có khả năng đạt được 10 vạn cực phẩm nguyên ngọc ban thưởng, còn có 3.000 khối gió lốc tinh thạch. Cự chùy tráng hán Triệu Trường Trinh cười hắc hắc, nói, nghe nói đài chủ là Hàn gia đại thiếu gia A, kiếm ma chuyển thế, ta có thể là ngưỡng mộ rất A. Gọi cái kia Hàn kiếm ma cút ra đây đi, lão tử theo vạn dặm thời không bên ngoài tới, liền là muốn khiêu chiến hắn. Trọng tài gật gật đầu, nói, được rồi, xin chờ một chút. Cúi đầu hướng bên cạnh một cái chấp sự dì tai vài câu, cái kia chấp sự liền xoay người vào bên trong. Toàn trường khán giả, rối loạn tưng bừng cùng hưng phấn, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Diệp Thần nhướng mày, hướng Tuyết Liên Mặc hỏi, cái gì là đài chủ? Tuyết Liên Mặc nói, mỗi ngày quyết đấu cuối cùng người chiến thắng, chỉ muốn lựa chọn lưu lại thủ lôi, là có thể trở thành đài chủ. Đài chủ có đặc thù ban thưởng, thủ lôi thành công thiên số càng nhiều. Ban thưởng liền càng phong phú. Tại đi qua một tháng thời gian bên trong, đài chủ đều là thiên đao gia tộc thiếu chủ Hàn Diễm, truyền thuyết hắn là kiếm ma chuyển thế, giết người chỉ dùng nhất kiếm, rất lợi hại. Này tháng, phàm là nghĩ người khiêu chiến hắn, đều bị hắn vô tình giết chết, mà lại đều là nhất kiếm, tuyệt không dùng kiếm thứ hai. Bây giờ hắn tích lũy thủ lôi ban thưởng, đã phong phú đến lệnh người đỏ mắt mức độ, gió lốc tinh vực mở đấu trường đến nay. Ngoại trừ danh xưng bất bại chi vương Tô Dương bên ngoài, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công thủ lôi dài đến một tháng. Cái này Hàn kiếm ma, so với bất bại chi vương Tô Dương, mặc dù còn kém một chút hỏa hầu, nhưng cũng là phi thường cường hãn. Gió lốc đấu trường chém giết cực kỳ tàn khốc, bình thường thủ lôi người có thể chống đỡ 4-5 ngày bất bại, cũng đã là hết sức lợi hại, bình thường đều sẽ chuyển biến tốt liền tốt, chọn rời đi. Nếu như còn tiếp tục cưỡng ép lưu lại thủ lôi, mỗi ngày cường độ cao chiến đấu, đủ để đem người kéo sụp đổ, cuối cùng nếu như bị người khiêu chiến vô tình chém giết, cái kia tích lũy hết thảy thủ lôi ban thưởng, đều muốn vì người khác tố giá y, người chết tài mất, xuống chàng cực kỳ thê thảm. Đài chủ là ta, chấm, Hàn Diễm sao? Diệp Thần chấn động trong lòng, nghĩ không ra gió lốc đấu trường đài chủ, thế mà liền là Hàn Diễm, hơn nữa còn đã thủ lôi dài đến một tháng lâu. Hàn Diễm tính thích chiến đấu. Thiên sinh kiếm si cùng võ si, cơn bão táp này đấu trường với hắn mà nói, đích thật là cái cực lạc sân khấu. Bất bại chi vương Tô Dương là ai? Diệp Thần hỏi. Hàn Diễm thành công thủ lôi một tháng, gặp được người khiêu chiến, đều là nhất kiếm miểu sát, này đã phi thường cường hãn. Nhưng nghe Tuyết Liên Mặc nói, tựa hồ còn có cao thủ lợi hại hơn. Kỳ danh là, bất bại chi vương, Tô Dương.
Tuyết Liên mặc tầm mắt nhìn chăm chú hướng gió lốc đấu trường một cái lối đi, chậm một chút lại nói, Hàn kiếm ma ra tới. Tại nàng tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Diệp Thần cũng là cảm nhận được một hồi thấu xương băng lãnh. Cỗ này băng lãnh, cũng không là nhiệt độ bên trên băng lãnh, mà là sát khí băng lãnh, có thể trực thấu người cốt tủy, để cho người ta không rét mà run. Toàn bộ to lớn gió lốc đấu trường, liền bị cỗ này sát khí lạnh lẽo bao phủ, vừa mới vẫn là huyên náo ầm ĩ khán giả, lập tức toàn bộ an tĩnh lại. Tất cả mọi người tầm mắt, nhìn chăm chú hướng gió lốc đấu trường lối đi, liền thấy một thanh niên nam tử, ở trần hoàn toàn, nghiêng nắm lấy một thanh sáng loáng kiếm sắt, chậm rãi đi ra. Hắn dáng người cao to mà tráng kiện, toàn thân tản ra một loại cường ngạnh khí tức, như cùng một đầu như dã thú uy vũ bất phàm. Trên mặt của hắn khắc lấy thật sâu góc cạnh, sóng mũi thật cao, thâm thúy con mắt, nhìn về nơi xa như diều hâu. Cái kia một thân trần trụi trên thân, làn da phảng phất đã hòa hợp thiết giữ cương, biểu lộ ra ra hung mãnh lực lượng. Chính là Hàn Diễm. Diệp Thần cách rất nhiều thiên, một lần nữa nhìn thấy Hàn Diễm, không khỏi trong lòng giật mình. Trước kia Hàn Diễm, luôn là một bộ tùy tiện, thoải mái không bị trói buộc, phi dương hoạt bát bộ dáng. Nhưng hắn hôm nay, khí tức sâu lắng đến đáng sợ, đôi mắt tràn đầy như chim ưng sắc bén sát khí, không mang theo mảy may tình cảm. Cái kia cự trùy tráng hán Triệu Trường Trinh, thấy Hàn Diễm đi tới, cảm nhận được Hàn Diễm lăng lệ khí tức, hắn thân thể cũng là cứng ngắc lại một thoáng, như là phát giác được nguy hiểm dã thú, bắp thịt cả người căng cứng, sau đó cười hắc hắc nói. Ngươi chính là Hàn kiếm ma. Quả nhiên, khí tức lăng lệ, không là phàm nhân. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi, vận mệnh của ngươi, hôm nay liền để ta tới chung kết. Dứt lời, Triệu Trường Trinh vung cự trùy, thanh thế hung mãnh, cuồng nhiên hướng về Hàn Diễm bạo nện mà đi. Xem cái kia cự trùy cuồng bạo uy thế, hắn là muốn một cái búa đem Hàn Diễm nện thành thịt vụn. Nhưng, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ thấy một đạo tinh mang lóe lên, Triệu Trường Trinh chạy nhanh thân thể, lập tức liền cứng đờ không động, trong mắt lộ ra kinh khủng, nghi hoặc, không tin vẻ mặt, triệt để dừng lại. Xuy, đầu của hắn, vô thanh vô tức tuột xuống, cuối cùng bịch một tiếng rớt xuống đất. Hắn không đầu thi thể, tại cứng ngắc mấy giây sau, cũng đi theo chậm rãi ngã xuống đất, máu tươi như nước suối ảo ạt chảy ra. Mà Hàn Diễm, không biết lúc nào, đã theo biến mất tại chỗ. Xuất hiện ở Triệu Trường Trinh sau lưng, duy trì cầm kiếm động tác. Trên thân kiếm của hắn, nhưng không có tiêm nhiễm một điểm máu tươi. Nhưng người người đều biết, là Hàn Diễm nhất kiếm miểu sát Triệu Trường Trinh. Hắn kiếm quá nhanh, nhanh đến chặt đứt Triệu Trường Trinh đầu, còn không dính lên một điểm vết máu, nhanh đến Triệu Trường Trinh đầu tiên là chỗ có sinh mệnh đường, đều bị chém đứt về sau, đầu mới trượt xuống. Này kinh khủng kiếm tốc, kiếm thế, đúng là có thiên đế chi tư. Nhưng Hàn Diễm còn xa xa không tới thiên đế cảnh giới, lại có bén nhọn như vậy nhất kiếm. Diệp Thần mắt thấy một màn này, ngốc ngốc xuất thần, nghĩ thầm, Hàn Diễm kiếp trước kiếm ma đạo thống, đã cùng hắn dung hợp, hắn kiếm, có kiếp trước kiếm ma uy lực, thật không biết là họa hay phúc. Hàn Diễm biến đến lợi hại, Diệp Thần tự nhiên là mừng thay cho hắn, nhưng lại sợ hắn không nắm được kiếm ma lực lượng, sẽ mất lý trí, biến thành chỉ biết sát lục máy móc. Toàn trường người xem. Đang trầm mặc một lát sau, liền bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng gọi ầm ĩ cùng lớn tiếng khen hay, tất cả mọi người hô to tên Hàn Diễm, vô số bảo thạch cùng nguyên ngọc bị ném ra trận bên trong, nhưng Hàn Diễm nhìn cũng không nhìn, tại nhất kiếm chớp nhoáng giết chết Triệu Trường Trinh về sau, hắn liền xoay người lại. Tại sắp tiến vào lối đi thời điểm, hắn tựa hồ lại cảm ứng được cái gì, đột nhiên nhìn lại, ánh mắt nhìn về phía ngồi tại trên khán đài Diệp Thần. Làm thấy Diệp Thần mang theo mặt nạ gương mặt, Hàn Diễm cái kia lạnh lùng trong con ngươi, lộ ra một hồi to lớn tâm tình chập chờn, nhưng ở ngắn trong nháy mắt, cái kia cỗ gợn sóng lại quy về tịch diệt, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, quay người rời đi. Chúc mừng Hàn Diễm thiếu gia, tiếp tục bảo vệ Vương Miện đài chủ. Các vị khán giả nhóm, hôm nay gió lốc quyết đấu đến đây là kết thúc, ngày mai tiếp tục hoan nghênh đại gia đến. Trọng tài cao giọng tuyên bố kết quả, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Khán giả còn đắm chìm trong vừa mới Hàn Diễm nhất kiếm vô địch phong thái bên trong, thật lâu không muốn rời đi. Diệp Thần cũng là suy nghĩ muôn vàn, yên lặng không nói. Tuyết Liên Mặc nhìn xem Diệp Thần, mỉm cười nói, Diệp công tử, sợ hãi sao? Diệp Thần đạo, cái gì? Tuyết Liên Mặc nói,
ngày mai nữ vương bệ hạ muốn tới quan chiến, ngươi nếu là muốn hấp dẫn chú ý của nàng, trừ phi có thể chiến thắng Hàn Kiếm Ma, trở thành đài chủ mới có thể có đến nàng tiếp kiến. Diệp Thần Tâm Hạ nói thầm, mặc kệ thành bại, hắn đều không muốn cùng Hàn Diễm khai chiến, hiện tại nhân tiện nói. Ngươi trước thay ta báo danh, ngày mai lại nói. Tuyết Liên mặc cười nói tốt, hy vọng ngươi đừng chết ở chỗ này, nếu quả như thật đánh không lại Hàn Kiếm Ma, nhận thua không mất mặt. Coi như ngươi lợi hại hơn nữa, nói cho cùng, tu vi cũng chỉ là thần đạo cảnh 4 tầng thôi, trăm triệu không phải Hàn Kiếm Ma địch thủ. Diệp Thần lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Gió Lốc đấu trường hôm nay quyết đấu kết thúc, Tuyết Liên mặc vận dụng quan hệ, thay Diệp Thần báo danh, cũng trực tiếp xếp tới ngày thứ hai. Diệp Thần tại Gió Lốc đấu trường phụ cận, thuê một cái phòng, tạm thời dàn xếp lại. Trước kia ta tại Phong Ngữ Tiên Trì, trồng một khỏa thất bảo tính tâm liên hạt giống, nếu là thất bảo tính tâm liên có thể ấp ra tới, cũng là có thể áp chế Hàn Diễm ma khí. Diệp Thần nghĩ đến Hàn Diễm dung hợp kiếp trước kiếm ma đạo thống, 10 phần nguy hiểm, nếu như không giải quyết thích đáng, hắn tùy thời đều có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Tại trước đây thật lâu, Diệp Thần ngay tại Phong Ngữ Tiên Trì bên trong, trồng một khỏa thất bảo tính tâm liên hạt giống. Thất bảo tính tâm liên là một loại chân quý nguyên sơ dược liệu, cũng là hoa tổ Mạn Đà Sơn Trang bên trong, tiên thảo trong viên, tối vi dược liệu quý giá, ẩn chứa nồng đậm tinh hoa, có thể áp chế ma khí. Loại dược liệu này là hoa tổ theo nguyên sơ thế giới bên trong mang ra, không không lúc nào không chủ thế giới cũng không có, ban đầu là Thanh Liên đạo tổ chỗ bồi dưỡng, vô cùng hiếm hoi. Diệp Thần tinh thần trở lại luân hồi mộ địa, nhìn xem Phong Ngữ Tiên Trì, liền thấy cái kia hạt giống, tại hắn thời gian dài bồi dưỡng phía dưới, đã mơ hồ có nảy mầm dấu hiệu. Không sai biệt lắm nảy mầm, lại đổ vào một điểm luân hồi máu. Diệp Thần Tâm nghĩ đến, trực tiếp vạch phá tay cầm, lòng bàn tay xuất hiện một vết thương, máu tươi tí tách rơi vào Phong Ngữ Tiên Trì bên trong. Tại thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh về sau, Diệp Thần luân hồi huyết mạch, năng lượng nội tình tăng lên rất nhiều, máu tươi bên trong ẩn chứa linh khí, cũng là vô cùng nồng đậm bàng bạc. Khi hắn luân hồi máu tươi, nhỏ xuống đến Phong Ngữ Tiên Trì bên trong, lập tức toàn bộ ao nước, đều là sôi trào lên, ao nước theo trong veo trở nên tinh hồng, ục 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 nổi lên. Sau đó, một cỗ tiếng xèo xèo, theo trong ao toát ra, gieo trồng tại ao nước chỗ sâu thất bảo tính tâm liên hạt giống, điên cuồng thôn phệ lấy Diệp Thần luân hồi máu năng lượng. Rất nhanh, tinh hồng ao nước, lại lần nữa trở nên trong suốt tinh khiết lên, một gốc hoa sen, chậm rãi theo đáy ao hạ đâm chồi sinh trưởng. Đó là một gốc kim thanh sắc hoa sen, như bảo ngọc như lưu ly tản ra thần quang, hà thải tràn ngập, ôn nhuận hào quang bầy khắp toàn bộ ao nước, 10 điểm lộng lẫy, từng tia yên tĩnh an tường khí tức, không ngừng theo cái kia kim thanh sắc hoa sen bên trên lan tràn ra, thấm vào ruột gan. Thành công, cái này là thất bảo tính tâm liên. Diệp Thần nhìn xem sinh ra mà ra thất bảo tính tâm liên, nội tâm một hồi vui sướng, khuôn mặt lại là một hồi tái nhợt. Vừa mới dùng máu tươi nuôi nấng thất bảo tính tâm liên, cũng là tiêu hao hắn không ít linh khí. Bất quá, nhìn xem thuận lợi đản sinh ra thất bảo tính tâm liên, Diệp Thần tâm tình là vui vui mừng. Có này gốc hoa sen, có lẽ có khả năng áp chế Hàn Diễm ma khí. Diệp Thần bình tĩnh lại tâm tình, chậm rãi điều tức, khôi phục vừa mới tiêu hao hết khí huyết. Mà lúc này đây, một cái tin tức kinh người, theo gió lốc đấu trường bên trong truyền ra. Trong truyền thuyết luân hồi người thừa kế Diệp Thí Thiên, vào khoảng ngày mai tham dự gió lốc đấu trường quyết đấu. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức, toàn bộ phong bạo chi thành, đều là tao chuyển động, vô số người kinh ngạc cùng chấn động, không thể tin được luân hồi chi chủ sẽ buông xuống. Gió lốc đấu trường ngày mai vé vào cửa, giá cả cũng là trong thời gian thật ngắn, tăng vọt mười mấy lần, lại như cũ cung không đủ cầu, rất nhanh liền bị cướp đoạt hết sạch. Luân hồi buông xuống quyết đấu tin tức, cũng dùng tốc độ nhanh nhất, truyền đến Thiên Ma Cổ Bảo. Thiên Ma Cổ Bảo chỗ sâu, một tòa trong điện phủ, một cái nam tử tóc đen ngồi xếp bằng, hắn khí tức cùng thiên địa cộng minh, ma khí xâm nhiên, huyết khí vần quanh, sau lưng mơ hồ ngưng tụ ra máu me đầy đầu kiêu đồ đằng, 10 điểm dữ tợn hung mãnh. Trước mặt hắn có cái trưởng lão ăn mặc lão giả, vừa mới bẩm báo luân hồi buông xuống tin tức. Nam tử tóc đen nghe được tin tức này, mở mắt, hai mắt đúng là trọng đồng, có vô tận quầng sáng, như ẩn chứa vô tận vũ trụ tinh không, mảnh nhìn xuống, có thể cảm nhận được hắn hai mắt cuồn cuộn, tựa như ẩn chứa muôn vàn tinh huy,
khiến cho người nhìn thoáng qua, liền muốn hãm sâu đi vào, không chiếm được rút. Nam tử tóc đen này, chính là gió lốc tinh vực chúa tể, Tinh Đồng Thiên Tôn. Đang nghe trưởng lão bẩm báo về sau, Tinh Đồng Thiên Tôn như pho tượng gương mặt, lộ ra một vệt gợn sóng, nói, luân hồi chi chủ thế mà tới. Trưởng lão kia nói, đó là Diệp Thí Thiên, không lúc trước luân hồi chi chủ, xem như bây giờ luân hồi đạo thống người thừa kế. Tinh Đồng Thiên Tôn nói, Diệp Thí Thiên rất có thể liền là Diệp Thần, cái tên này bất quá giả chết thôi, thiên hỏa mệnh tinh đã thức tỉnh, dối trá thiên cơ sợi tơ toàn bộ bị đốt đứt, thân phận của hắn đã bại lộ, có thể giấu giếm được người khác, không thể gạt được con mắt của ta. Tinh Đồng Thiên Tôn song đồng, tựa như tinh không cuồn cuộn, mang theo vô tận phát sáng, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy thiên cơ, nhìn trộm hết thảy vận mệnh huyền bí. Trưởng lão kia chấn kinh, nói Thiên Tôn, nếu là luân hồi chi chủ giả chết, vậy hắn nhất định có nặng đại đồ mưu a. Hắn vì sao muốn tới chúng ta nơi này? Tinh Đồng Thiên Tôn yên lặng, tầm mắt muôn vàn tinh huy tụ lại, phát ra hai vệt thần quang, sâu xuyên ra ngoài, động phá tầng tầng thời không, muốn nhìn trộm sau lưng chân tướng. Thật lâu, Tinh Đồng Thiên Tôn nhíu mày, bởi vì hắn ngưng thần nhìn trộm phía dưới, thế mà chỉ có thấy được tầng tầng hư vô, không nhìn thấy có vật gì đặc biệt. Ta tinh không thần đồng, không nhìn thấy có cái gì chỗ đặc thù. Khả năng này luân hồi chi chủ, tới chúng ta gió lốc tinh vực, chỉ là muốn lịch luyện đi. Tinh Đồng Thiên Tôn nghĩ đến, gió lốc đấu trường tại không không lúc nào không, cũng là có vang dội thanh danh. Không ít người đều sẽ mạo hiểm tới này bên trong quyết đấu lịch luyện. Diệp Thần đơn thuần đến rèn luyện, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Trưởng lão kia cau mày nói, chỉ sợ phiền phức tình không đơn giản. Tinh Đồng Thiên Tôn gật gật đầu, cũng là 10 điểm cẩn thận, nói, an bài cho ta một thoáng, ta ngày mai cũng đi quan chiến. Trưởng lão kia nói, đúng. Dòng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần sớm nghe được gian phòng bên ngoài, có người đang quay môn. Uy, Diệp Thí Thiên, còn thức không? Là Tuyết Liên Mặc thanh âm. Diệp Thần rời giường, mở cửa, liền thấy Tuyết Liên Mặc ăn mặc một thân thanh nhã quần áo, đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy hắn ra tới, liền mặt mày hớn hở nói. Đi nhanh đi, người hôm nay nhất định phải thắng, ta ở trên thân thể ngươi, có thể là rơi xuống trọng chú. Diệp Thần yên lặng, liền theo Tuyết Liên Mặc ra cửa, sau đó liền thấy vô cùng hùng vĩ cảnh tượng. Chẳng qua là sáng sớm, nhưng toàn bộ phong bạo chi thành, đã sôi trào lên, vô số người tranh nhau chen lấn hướng về gió lốc đấu trường dũng mãnh lao tới. Làm sao nhiều người như vậy? Diệp Thần lấy làm kinh hãi. Tuyết Liên Mặc hì hì cười một tiếng, nói còn không phải là bởi vì ngươi, ngươi có thể là một đời mới luân hồi chi chủ a, ngươi đi vào gió lốc đấu trường, người nào không muốn nhìn ngươi một chút phong thái. Tuyết Liên Mặc lôi kéo Diệp Thần, tránh đi đám người. Theo một con đường khác đi tới gió lốc đấu trường, lại từ một đầu đặc thù lối đi tiến vào. Tuyết tiểu thư, gió lốc đấu trường bên trong, dọc đường thủ vệ, nhìn thấy Tuyết Liên Mặc tới, đều cung kính vấn an, rõ ràng thân phận nàng không thấp. Tuyết Liên Mặc mang theo Diệp Thần, một đường đi vào gió lốc đấu trường hậu trường, nơi này đã có không ít võ giả đang chuẩn bị. Làm thấy Diệp Thần đến, cái kia rất nhiều võ giả, đều là lộ ra thần sắc sợ hãi. Diệp Thần mang tính tiêu chí mặt nạ, làm cho tất cả mọi người vừa nhìn thấy hắn, liền nhận ra thân phận của hắn. Tốt, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi, quyết đấu đại khái tại sau nửa canh giờ bắt đầu, tổng cộng chia làm ngũ luân đều người thắng, là có thể khiêu chiến đài chủ. Ngươi nghe được trọng tài gọi tên của ngươi, ngươi liền theo cái thông đạo này ra ngoài. Tuyết Liên Mặc cho Diệp Thần giảng một điểm quy củ, vừa chỉ một cái thông đạo. Dọc theo cái thông đạo này, có thể từ phía sau đài ra đến đấu trường, chính thức bắt đầu quyết đấu. Ta đi trước, nữ vương bệ hạ cùng Tinh Đồng Thiên Tôn, hôm nay đều sẽ tới quan chiến, Diệp Thí Thiên, người có thể được biểu hiện tốt một chút. Tuyết Liên Mặc cười vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, liền xoay người rời đi. Diệp Thần tìm một chỗ ngồi xuống, ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện Hàn Diễm tung tích. Hắn biết nơi này không phải Hàn Diễm xuất hiện địa phương, liền bình tĩnh lại tâm tình. Chuyên chú chờ đợi quyết đấu bắt đầu. Muốn nhìn thấy Hàn Diễm, khả năng trước muốn phía trước ngũ luân trong quyết đấu trổ hết tài năng, trở thành cuối cùng người thắng. Chỉ có dạng này, mới có cơ hội chân chính khiêu chiến Hàn Diễm. Chung quanh đám võ giả, trong mắt y nguyên mang theo thần sắc sợ hãi, không dám nhìn thẳng Diệp Thần, trong lòng chỉ trông đợi chờ một lúc quyết đấu bắt đầu,
chính mình đừng đụng đến Diệp Thần cho thỏa đáng. Như vậy lẳng lặng chờ, Diệp Thần nghe phía bên ngoài đấu trường thính phòng, tiếng ầm ĩ càng lúc càng lớn, có mặt người xem càng ngày càng nhiều. Không chỉ như thế, tại gió lốc đấu trường bên ngoài, cũng là đầy ắp người, đều nghĩ mắt thấy luân hồi phong thái. Tại Diệp Thần thức tỉnh ra thiên hỏa mệnh tinh về sau, thanh danh của hắn, có thể nói là truyền khắp toàn bộ không không lúc nào không, khiến cho vô số người rung động rung chuyển. Cuối cùng, đang đợi sau nửa canh giờ, Diệp Thần nghe được trọng tài gõ vang tiếng chuông, có gió lốc đấu trường chấp sự đi tới, nói, gọi vào tên liền ra ngoài, hôm nay quyết đấu cùng sở hữu 32 người tham gia, chia làm ngũ luân, mỗi vòng 22 quyết đấu, cuối cùng người thắng liền có tư cách khiêu chiến đài chủ. Ngũ luân quyết đấu, 32 tiến vào 16, 16 tiến vào 8, 8 tiến vào 4, 4 nhà 2, sau đó là trận chung kết, cuối cùng là đài chủ khiêu chiến. Gió lốc đấu trường mỗi ngày quyết đấu, nói chung như thế, cơ hồ mỗi ngày đều muốn chết người, cực kỳ huyết tinh thảm liệt. Diệp Thần nhìn chung quanh, tăng thêm hắn, chung quanh cũng chỉ có 16 người, xem ra mặt khác 16 người tại nơi khác. Phía dưới, cho mời vòng thứ nhất trận đầu người quyết đấu lên sàn. Bọn hắn phân biệt là, trong truyền thuyết luân hồi người thừa kế, Diệp Thí Thiên. Còn có tự xưng tới từ hư không quỷ giới. Từ nhỏ tại trong địa ngục sinh hoạt Kinh Vân Hành, cho mời hai vị. Trọng tài âm thanh vang dội, truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai. Diệp Thí Thiên, gọi ngươi, nhanh. Cái kia chấp sự thúc giục Diệp Thần đạo. Diệp Thần sửng sốt một chút, không nghĩ tới vòng thứ nhất trận đầu, chính là mình ra sân. Đối thủ của ta, Kinh Vân Hành, thế mà tới từ hư không quỷ giới. Nơi này cất giấu nhân quả gì? Diệp Thần tâm bên trong cực kỳ kỳ dị. Hư không quỷ giới, là lục đạo cổ thần bên trong, hư không quỷ diện đã từng lãnh địa. Hư không quỷ diện hậu nhân cùng tín đồ, liền ở tại hư không quỷ giới bên trong, một mực ẩn nấp. Theo Diệp Thần biết, Viêm Thiên Đế Đầu, cũng có thể là tại hư không quỷ giới bên trong. Chỉ bất quá, cái kia hư không quỷ giới hung hiểm tầng tầng, 10 phần nguy hiểm, dùng Diệp Thần thực lực trước mắt, tùy tiện đi trước lời, rất có thể gặp bất trắc, cho nên hắn còn chưa từng đi hư không quỷ giới. Hiện tại, nghe được đối thủ của mình, thế mà tới từ hư không quỷ giới, Diệp Thần tâm bên trong liền lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Cái này Kinh Vân Hành, chẳng lẽ là hư không quỷ diện hậu nhân sao? Diệp Thần nói thầm lấy, dọc theo lối đi, từ phía sau đài đi đến gió lốc trong đấu trường. Trên trời ánh nắng, chiếu vào trên đấu trường, một mảnh ánh sáng chói mắt. Diệp Thần con mắt híp lại, đánh giá bốn phía, liền thấy chung quanh người xem. Tại hắn ra sân về sau, lập tức bộc phát ra như núi kêu biển gầm lớn tiếng khen hay cùng tiếng vỗ tay. Quyết đấu còn chưa bắt đầu, đã có vô số người xem, đem đại lượng bảo thạch cùng cực phẩm nguyên ngọc ném xuống, chính là cho Diệp Thần khen thưởng, phủ lên hạt cát đấu trường, lập tức liền trở nên tinh lóng lánh. Diệp Thần rất nhanh tại trong thính phòng, bắt được hai cỗ cường đại cùng đặc thù khí tức, đều tại chỗ khách quý ngồi. Trong đó một cỗ, là cái ung dung hoa quý nữ tử. Tóc đen mắt đen, ngọc bội ngân quan, tướng mạo tuyệt lệ, như chiều dương rạng mây đỏ, da trắng nõn nà, lại như sau cơn mưa tế mây, xem xét cũng không phải là người bình thường. Tuyết Liên Mặc liền đứng tại đây cái cao quý nữ tử bên người, cảm thấy được Diệp Thần tầm mắt, nàng còn cười hướng Diệp Thần nhướng nhướng lông mi. Diệp Thần lập tức liền có thể xác định, cái này khí chất cao quý nữ tử, khẳng định liền là phong bạo nữ vương Triệu Ngưng Mộng. Một cỗ khác khí tức. Cũng tại chỗ khách quý ngồi, khoảng cách Triệu Ngưng Mộng cũng không xa. Đó là cái song đồng như tinh không thâm thúy, ăn mặc long văn hắc bào nam tử. Diệp Thần chỉ nhìn thoáng qua, liền xác định cái này long văn áo bào đen nam tử, là huyết kiêu ngục hoàng đã từng đồ đệ, bây giờ gió lốc tinh vực chúa tể, tinh đồng thiên tôn. Cái kia nghịch đồ an vị ở phía trên, khí tức so trước kia còn mạnh hơn. Mộ chủ, người nhớ lấy điệu thấp, ngàn vạn không thể cùng hắn lên xung đột. Luân hồi mộ địa bên trong, huyết kiêu ngục hoàng cũng phát hiện tinh đồng thiên tôn tồn tại, cẩn thận cảnh cáo Diệp Thần nói ra. Bây giờ Diệp Thần, tu vi cùng tinh đồng thiên tôn so sánh, không thể nghi ngờ còn có chênh lệch cực lớn. Diệp Thần nghe huyết kiêu ngục hoàng cảnh cáo, âm thầm gật đầu, cũng là thấy tinh đồng thiên tôn mạnh mẽ, nếu là đơn đả độc đấu, hắn không có phần thắng. Nhưng nếu như, có thể lôi kéo phong bạo nữ vương. Đạp, đạp, đạp. Ngay tại Diệp Thần suy tư thời khắc, đối diện truyền đến một hồi tiếng bước chân,
đem suy nghĩ của hắn kéo lại. Toàn trường người xem như thế ầm ĩ, nhưng tiếng bước chân kia, lại như cũ vô cùng rõ ràng, truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai, thậm chí giống như là trực tiếp từng bước một đạp tại hắn trên linh hồn. Tiếng bước chân cũng không lớn, lại tựa như đến từ u minh địa ngục, khiến cho người có cỗ không hiểu đè nén. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy tại hắn một bên khác trên lối đi, đi tới một người nam tử, mang theo một cái hắc thiết mặt nạ quỷ. Cái mặt nạ kia, kiểu dáng cùng Diệp Thần mặt nạ, lại có thể là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, Diệp Thần cái mặt nạ này, là hư không quỷ diễn lưu lại, dùng đặc thù viễn cổ thanh đồng rèn đúc mà thành, có thể ẩn nấp thiên cơ, có loại loại diệu dụng. Nam tử kia đen mặt nạ sắt, cũng chỉ là bình thường mặt nạ. Nhưng hai cái mặt nạ giống nhau như đúc kiểu dáng, làm cho toàn trường người xem gặp được, cũng không nhịn được phát ra một hồi tiếng ổ lên. Người này là ai? Nghe nói là quỷ đế hậu duệ, nghĩ không ra thế mà cũng xuất hiện ở gió lốc đấu trường. Quỷ đế hậu duệ xuất thế, chẳng lẽ là bởi vì luân hồi chi chủ? Rất nhiều suy đoán nghị luận thanh âm vang lên. Hư không quỷ diện một cái khác tôn hiệu, liền là quỷ đế, gọi quỷ đế thiên tôn, vô thượng quỷ đế, quỷ đạo tổ sư các loại, là quỷ đạo đế vương, một tay sáng lập viễn cổ quỷ đạo tồn tại. Diệp Thần mắt sáng như đuốc, nhìn xem chậm rãi hướng mình đi tới mặt nạ nam tử, từ sau người trên thân, hắn quả nhiên nhìn thấy đủ loại viễn cổ quỷ đạo bí pháp, đều cùng hư không quỷ diện có quan hệ, giống như là quỷ ảnh thuật, u hồn thuấn di, thâm uyên chi nhãn, ác quỷ quấn thân, quỷ chập chi thuật, ác mộng quỷ hỏa, u linh chi dực, u quỷ hỏa trụ các loại. Ta thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, luân hồi chi đồng tử sâu xuyên qua thiên cơ, chiến đấu còn chưa bắt đầu, ta liền đã xem thấu đối thủ thần thông nội tình, quả thật kỳ diệu. Diệp Thần cảm thụ được chính mình thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh về sau, con mắt đủ loại biến hóa, trong lòng rất là hài lòng. Kể từ đó, là hắn có thể liệu địch tiên cơ. Cái kia gọi Kinh Vân Hành nam tử, đi vào Diệp Thần trước người hai trượng chỗ, liền đứng vững bước chân, cùng Diệp Thần rằng co lấy. Ngươi là luân hồi chi chủ. Kinh Vân Hành tầm mắt nhìn chăm chú Diệp Thần con mắt, nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm, khí chất của hắn như u minh lạnh lẽo. Thanh âm cũng như tới từ địa ngục nhỏ bé, nhưng lạ thường chính là 10 phân rõ ràng. Diệp Thần nghe được rất rõ ràng, từ chối cho ý kiến mà nói, xem như thế đi. Hắn biết mình thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh về sau, thân phận càng khó mà che giấu, coi như Nhậm Phi Phàm sửa đổi đi qua, nhưng đi qua dấu vết, hết thảy thiên cơ giả tượng, hết thảy sương mù, tại thiên hỏa mệnh tinh đốt cháy dưới, đều muốn yên diệt, chân tướng muốn bạo lộ ra. Kinh Vân Hành nhìn xem Diệp Thần mặt nạ, thanh âm âm trầm nói, ngươi không có tư cách mang cái mặt nạ này. Diệp Thần đạo, cái gì? Kinh Vân Hành nói, ta nói, quỷ đế tổ sư mặt nạ, ngươi không có tư cách đeo. Diệp Thần hỏi, vì cái gì? Cho ta một cái lý do. Kinh Vân Hành trong đồng tử, hiện ra thật sâu thống hận cùng thống khổ, nói, thời đại viễn cổ, quỷ đế tổ sư bị sử thần truy sát, chịu đủ tra tấn chết thảm thời điểm, ngươi lại ở đâu? Ngươi thấy chết không cứu, ngươi không có tư cách đeo mặt nạ của hắn. Diệp Thần lập tức nhíu mày, nói quỷ đế tiền bối ngã xuống thời điểm, ta cũng còn không có sinh ra, lại thế nào cứu vớt hắn. Kinh Vân Hành cười nhạo nói, ngươi không phải luân hồi chi chủ sao? Ngươi có được xuyên qua quá khứ tương lai, sửa đổi hết thảy vận mệnh năng lực, ngươi vì sao không cứu vớt quỷ đế tổ sư? Diệp Thần nghe Kinh Vân Hành chỉ trích, chỉ cảm thấy không hề có đạo lý. Nói ta tu vi còn chưa đủ, vô pháp trở lại thời đại viễn cổ như vậy xa xôi đi qua. Kinh Vân Hành âm điệu cao lên, nói, đã như vậy, vậy ngươi không xứng chấp trưởng luân hồi đạo thống, dứt khoát nhường cho ta đi. Tiếng nói vừa ra, Kinh Vân Hành đôi mắt bỗng nhiên bộc phát ra xâm nghiêm sát khí, bao phủ toàn trường khán giả, đều có thể cảm nhận được hắn sát khí lạnh như băng, còn có phẫn nộ suy nghĩ. Suy, Kinh Vân Hành thân thể bạo xông mà ra. Lại như quỷ mị mau lẹ, trong nháy mắt bóp méo thời không, tại đấu trường bên trong thổi lên không gian phong bạo, uy thế cực kỳ hung mãnh. Cái này Kinh Vân Hành, làm sao lợi hại như vậy? Toàn trường người xem xôn xao, chỉ cảm thấy Kinh Vân Hành khí thế, rộng rãi vô thượng, chỉ sợ so với thủ lôi trông một tháng hàn diễm, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Diệp Thần nhìn xem bạo sông mà đến Kinh Vân Hành, vẻ mặt lập tức chìm xuống. Đột nhiên, vào tới một nửa Kinh Vân Hành, bước chân quỷ dị dừng lại. Tại hắn dừng lại trong nháy mắt, Diệp Thần sau lưng cái bóng, như ác ma bắt đầu vặn vẹo.
ác quỷ quấn thân. Kinh Vân Hành tầm mắt âm tàn, liền có vài đầu ác quỷ âm hồn, dương nanh múa vuốt, theo Diệp Thần cái bóng bên trong chui ra ngoài, điên cuồng hướng về hắn đánh giết mà đi. Nguyên lai Kinh Vân Hành nhìn như cuồng bạo thế công, chẳng qua là hư chiêu, hắn chân chính sát chiêu, là này chiêu ác quỷ quấn thân. Quỷ đế đạo thống, thần thông chủ yếu có 36 loại, xưng là quỷ môn 36 tuyệt kỹ, mỗi một môn đều có độc bộ viễn cổ uy năng. Môn này ác quỷ quấn thân, chính là quỷ môn 36 tuyệt kỹ một trong, có thể điều khiển kẻ địch cái bóng, để cho người ta cái bóng biến thành ác quỷ, đánh lén giết người, vô cùng lợi hại. Thử nghĩ một hồi, chiến đấu thời điểm, lại có ai sẽ nghĩ tới, cái bóng của mình, thế mà lại biến thành mãnh quỷ giết người. Nhưng mà, thấy cái bóng của mình, biến thành ác quỷ đánh giết tới, Diệp Thần cũng không có lộ ra mảy may vẻ kinh hoàng. Bởi vì tại trước khi bắt đầu chiến đấu, hắn đã nhìn rõ thiên cơ, dựa vào luân hồi song đồng năng lực, thăm dò Kinh Vân Hành thần thông nội tình. Thậm chí, tại Kinh Vân Hành ra tay trong nháy mắt, Diệp Thần từ nơi sâu xa, liền có một loại hỏa phúc cát hung nắm chắc dự cảm, biết chân chính nguy hiểm ở nơi nào. Thiên hỏa mệnh tinh năng lượng nổ tung, Diệp Thần điều động ra một tia thiên hỏa mệnh tinh lực lượng, hóa thành mấy đạo kiếm khí, chém tới ác quỷ. Tại cái bóng của hắn, còn không có vặn vẹo toát ra ác quỷ thời điểm, Diệp Thần kiếm khí liền đã chạm ra, lại có thể là dự phán. Ác quỷ vừa mới toát ra, liền bị Diệp Thần kiếm khí chạm diệt đi, phát ra bén nhọn kêu thảm. Toàn trường người xem thấy cảnh này, lập tức xôn xao kinh hô, một mảnh rung động, không thể tin. Kinh Vân Hành ra tay như thế mãnh liệt, lại như thế xảo trá sử dụng hư chiêu, nhưng Diệp Thần thế mà liệu địch tiên cơ, dự cảm người trước sát chiêu. A! À, chỗ khách quý ngồi, phòng bạo nữ vương Triệu Ngưng Mộng thấy thế, phát ra một tiếng kinh y, hướng bên cạnh Tuyết Liên Mặc nói, cái này Diệp Thí Thiên có ít đồ. Tuyết Liên Mặc cười nói, đó là dĩ nhiên, hắn nhưng là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ a. Triệu Ngưng Mộng cười một tiếng, tầm mắt dâng lên nồng đậm hứng thú chi sắc, tiếp tục quan chiến. Mà một bên phong bạo chúa tể tinh đồng thiên tôn, vẻ mặt liền trở nên kinh ngạc cùng khó xem, rõ ràng Diệp Thần chiêu này dự phán động tác, cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiểu tử này, tốt nhất có thể lôi kéo tới. Tinh đồng thiên tôn trong lòng thầm nghĩ, lúc này hắn còn không biết, huyết kiêu ngục hoàng liền giấu ở Diệp Thần trong cơ thể, còn tưởng rằng Diệp Thần là có thể lôi kéo đối tượng. Trong đấu trường, Kinh Vân Hành cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn vốn còn muốn dựa vào đánh lén ám sát, trực tiếp một chiêu miểu sát Diệp Thần, không nghĩ tới nhất định phải được một chiêu, thế mà bị Diệp Thần dự phán đi. Quỷ đạo, u quỷ hỏa trụ. Kinh Vân Hành bóp thủ quyết, Diệp Thần dưới chân đại địa, liền cuồng nhiên phun lên một đạo nóng rực hỏa trụ, muốn đem hắn đốt thành cho bụi. Nhưng, Diệp Thần lại dự đoán trước, tại Kinh Vân Hành thủ quyết vừa mới bóp ra, còn chưa hoàn thành thời điểm, Diệp Thần liền thả người nhảy ra. Kinh Vân Hành u quỷ hỏa trụ, đốt cháy thất bại. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là thật tốt nói chuyện, người khả năng đối ta có hiểu lầm gì đó. Diệp Thần tầm mắt nhìn chăm chú lấy Kinh Vân Hành, nói chuyện thời điểm, tay cầm giấy lên nóng rực thiên hỏa, một chưởng hướng Kinh Vân Hành đầu vai chộp tới. Kinh Vân Hành trong lòng chấn động. Hai đạo sát chiêu đều bị Diệp Thần dự phán tránh đi, hắn trong lòng sản sinh ra một cỗ không hiểu khủng hoảng, mắt thấy Diệp Thần thiên hỏa tay cầm giết tới, hắn không dám sơ suất, lập tức một chiêu quỷ ảnh thuật, thân thể hóa thành quỷ ảnh độn đi mà ra. Diệp Thần liền nhìn cũng không nhìn, giống như biết Kinh Vân Hành muốn bỏ chạy đi nơi nào, thân thể nhất chuyển, quả nhiên liền thấy Kinh Vân Hành vây quanh sau lưng của hắn, đang nắm lấy một thanh quỷ độc dao găm mong muốn đánh lén. Cái gì? Kinh Vân Hành lần thứ ba bị dự phán, người đều choáng váng, nhìn xem Diệp Thần cái kia thiêu đốt lên liệt hỏa hai tay, hắn hoảng sợ lui lại. Quỷ đạo, quỷ chập chi thuật. Kinh Vân Hành một cắn đầu lưỡi, bắn ra một cỗ máu tươi hóa thành xương máu tỏ khắp mà ra, màu đỏ xương máu rất nhanh thành u màu đen của bóng đêm, tựa như có vô số ác quỷ ẩn giấu trong đó, bao phủ đấu trường. Diệp Thần cùng Kinh Vân Hành thân ảnh, lập tức liền bị quỷ vụ che lại. Toàn trường người xem đều thấy không rõ tình huống, lại là rối loạn tưng bừng. Thân ở quỷ vụ bên trong Diệp Thần, vẻ mặt không thay đổi, nói, vô dụng, động tác của ngươi, ta đều có thể dự phán. Kỳ thật nếu như là bình thường địch thủ, coi như Diệp Thần có thể liệu địch tiên cơ, cũng khó có thể làm đến liên tục dự phán. Hắn đối phó Kinh Vân Hành có khả năng, đại khái là bởi vì hắn mang theo quỷ đế mặt nạ, mà Kinh Vân Hành lại là quỷ đế hậu nhân,
nhận lấy khắc chế, bị hắn gắt gao bắt chẹt. Ta không tin. Kinh Vân Hành thanh âm, theo quỷ vụ bốn phương tám hướng chuyển tới, để cho người ta không phân rõ hư thực. Theo thanh âm này hạ xuống, quỷ vụ vù vù rung động, ngưng tụ ra trăm ngàn đầu quỷ ảnh, gào thét gầm thét hướng Diệp Thần vồ giết tới, tràng diện 10 điểm khủng bố. Nhưng Diệp Thần thần sắc tự nhiên, tại trăm ngàn quỷ ảnh bên trong, trong nháy mắt phán đoán rõ ràng Kinh Vân Hành chân thân, bàn tay lớn vồ một cái, thiên hỏa đốt cháy, xùy một tiếng, quỷ ảnh tiêu tán. Diệp Thần bắt được một người, cái kia thoạt nhìn liền là Kinh Vân Hành chân thân. Bị bắt lại Kinh Vân Hành, khóe miệng lại lộ ra một vệt nhe răng cười. Diệp Thần sau lưng, bỗng nhiên tiếng xé gió sức lực gấp, có một vệt bóng đen như độc toản, hướng hắn cái ót xuyên tới. Đạo hắc ảnh kia, nguyên lai mới là Kinh Vân Hành chân thân. Diệp Thần trong tay nắm lấy Kinh Vân Hành, chẳng qua là một đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt liền hóa thành sương mù tán loạn. Hắn cái ót hắc ảnh, cũng đã tập giết tới đây. Tại hắc ảnh sắp đánh xuyên Diệp Thần cái ót thời điểm, trong hư không thanh quang tuôn ra đáng, xuất hiện một mặt tấm chắn, phía trên in Mỹ lệ hoa sen đổ đằng, là Thanh Liên đạo tổ 81 loại tuyệt học một trong, Liên Thuẫn chi quang. Hắc ảnh đâm vào Liên Thuẫn phía trên, lập tức bị bắn ngược rơi xuống đất, chính là Kinh Vân Hành, trong tay còn cầm một cây chủy thủ. Lọt vào Liên Thuẫn bắn ngược, Kinh Vân Hành mũi mặt sưng thanh, triệt để bối rối. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà còn có thể dự phán đánh giết. Ta nói, động tác của ngươi, đều đã bị ta xem thấu. Diệp Thần quay đầu, nhàn nhạt nhìn xem hắn. Kỳ thật, Diệp Thần đã sớm dự liệu được, Kinh Vân Hành sẽ từ phía sau lưng đánh giết, cho nên sớm làm xong phòng bị. Vì cái gì, không, điều đó không có khả năng. Kinh Vân Hành triệt để choáng váng, to lớn rung động cùng hoảng hốt phía dưới, mặt nạ của hắn rớt xuống đất, lộ ra một tấm tái nhợt lạnh lùng khuôn mặt. Hắn tự phụ thiên tài, nhưng cùng Diệp Thần quyết đấu, lại hoàn toàn bị bắt chẹt, một điểm năng lực phản kháng đều không có. Hiện tại có khả năng nói chuyện rồi sao? Diệp Thần ấm áp cười nói, hắn cũng là hết sức muốn biết hư không quỷ giới tình huống cụ thể. Viêm Thiên Đế đạo thống, hắn chẳng qua là sơ bộ bù đắp, cũng không hề hoàn toàn bù đắp, còn kém một cái đầu lâu. Nếu như có thể đạt được đầu, hắn thiên hỏa mệnh tinh, có thể tiến một bước trở nên mạnh mẽ. Mà lại, hư không quỷ giới cũng là quỷ đế lãnh địa, nếu như đi tới, liền có cơ hội thức tỉnh quỷ đế, đối Diệp Thần chỗ tốt to lớn. Nghe Diệp Thần, Kinh Vân Hành khẽ cắn môi, lộ ra vô cùng oán hận vẻ mặt, nói. Ngươi thấy chết không cứu. Trơ mắt nhìn xem quỷ đế tổ sư chết đi, ta cùng ngươi không có gì để nói. Ngươi là luân hồi chi chủ, quả nhiên như trong truyền thuyết vô địch, ta lại tu luyện vạn vạn năm, cũng không phải địch thủ của ngươi. Bất quá, nếu như ngươi muốn từ ta trong miệng, bộ lấy vật gì tình báo, đó là si tâm vọng tưởng. Dứt lời, Kinh Vân Hành giơ lên mang độc dao găm, cánh tay một lần, cắm ở trong trái tim của chính mình, lập tức kêu rên ngã xuống đất. Diệp Thần kinh hãi. Vội vàng tiến lên xem xét, đã thấy Kinh Vân Hành đã khí tuyệt bỏ mình, cái kia dao găm bên trên mang theo mãnh liệt quỷ đạo độc tố, chạm vào tức tử, hắn tuyến thời gian đã hoàn toàn đoạn tiêu diệt. Thế mà tình nguyện tự sát, cũng không muốn cùng ta nói chuyện với nhau nửa câu. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, nghĩ thầm quỷ đế hậu nhân, khẳng định đối với mình có to lớn hiểu lầm. Hiện tại Kinh Vân Hành chết rồi, hắn dựa vào luân hồi huyết mạch cùng túc mệnh chi hoàn năng lực. Cưỡng ép nghịch chuyển sinh chết, cũng là có cơ hội đưa hắn phục sinh, nhưng đại giới to lớn, mà lại phục sinh sau Kinh Vân Hành, khả năng đối với hắn vẫn sẽ có cửu hận. Đối mặt như thế tình huống, Diệp Thần cũng chỉ có thể trước ghi lại Kinh Vân Hành vận mệnh ký hiệu, nghĩ đến về sau thời cơ phù hợp, lại đem hắn phục sinh. Ở đây người xem, thấy Kinh Vân Hành thế mà tự sát, lập tức xôn xao, chỉ cho là hắn là bị Diệp Thần bức tử. Luân hồi chi chủ quả nhiên lợi hại. Thế mà mạnh mẽ bức tử đối thủ. Đúng vậy a, đổi thành ta, ta cũng muốn chết, chiêu chiêu bị người dự phán. Này luân hồi chi chủ, quả thật là hung mạnh a, may mắn ta ở trên người hắn áp trọng chú, xem ra gió lốc đấu trường đài chủ muốn đổi chủ. Thế thì chưa hẳn, hàn kiếm ma kiếp trước có thể là kiếm ma a, ta cảm thấy vẫn là hàn kiếm ma lợi hại một chút. Rất nhiều tiếng nghị luận vang lên, nhưng Diệp Thần cũng không tâm tư để ý tới. Tâm tình hơi có chút phức tạp, yên lặng thu hồi Kinh Vân Hành thi thể, trước cất giữ đến vạn hoa đồng huyễn giới bên trong. Sau đó,
Diệp Thần liền thối lui đến bên sân, yên lặng quan chiến. Quyết đấu tiếp tục, bởi vì tại gió lốc đấu trường quyết đấu, đều là sinh tử chiến, không có bất kỳ cái gì hạn chế, hết thảy thắng bại rốt cuộc cực nhanh, bình thường thời gian một nén nhang là có thể kết thúc một trận. Rất nhanh, vòng thứ nhất 16 chàng quyết đấu kết thúc, Diệp Thần tự nhiên là thuận lợi tấn thăng vòng thứ hai. Sau đó vòng thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư quyết đấu, Diệp Thần đều là phi thường thuận lợi thông qua, không có gặp được cái gì đối thủ lợi hại, căn bản là nhất kích miểu sát. Cuối cùng, tại qua sau 2 canh giờ, Diệp Thần thuận lợi tấn cấp đến vòng thứ 5 trận chung kết, đối thủ là gió lốc tinh vực người địa phương, là đến từ Thiên Ma Cổ Bảo đệ tử, xem như Tinh Đồng Thiên Tôn đồ đệ. Tinh Đồng Thiên Tôn thân là gió lốc tinh vực chúa tể, cửa đối diện đồ đệ con bồi dưỡng yêu cầu 10 điểm nghiêm ngặt, mỗi người đều phải tại gió lốc đấu trường bên trong lịch luyện. Chỉ có thể tại gió lốc trong đấu trường, chém giết ra tới người, mới xứng đáng đến hắn tự mình chỉ bảo. Diệp Thần cuối cùng đối thủ, tên gọi Giang Nhai Vân, có thể nói là thiên ma trong pháo đài cổ đệ tử tinh anh. Tinh vẫn thuật, đấu chuyển tinh di, cửu thiên gió lốc, gió không tinh vũ, tinh chấn gió nứt. Thần thông tu vi cũng là cường hãn, bất quá còn uy hiếp không được ta. Diệp Thần đạm mà con ngươi nhìn chăm chú lấy Giang Nhai Vân, mơ hồ nhìn thấy trên người đối phương thần thông nội tình, trong lòng hơi định. Cái này Giang Nhai Vân, tại thế hệ trẻ tuổi trong hàng đệ tử, xem như thiên tài, nhưng còn so ra kém Diệp Thần. Diệp Thần có lòng tin, có thể tại trong vòng 10 chiêu, đem đối phương giải quyết hết. Giải quyết cái này người, ta là có thể nhìn thấy Hàn Diễm. Diệp Thần tâm bên trong âm thầm nghĩ. Người xem đài chỗ khách quý ngồi, nhìn xem Diệp Thần cùng Giang Nhai Vân rằng co chàng diệt, phong bạo nữ vương Triệu Ngưng Mộng cười một tiếng, hướng một bên Tinh Đồng Thiên Tôn nói. Tinh Đồng Thiên Tôn, vẫn là gọi môn đồ của ngươi nhận thua đi, ta sợ hắn đánh không lại luân hồi chi chủ, nếu là không may mắn bị giết chết, đã có thể phí phạm ngươi nhiều năm như vậy vun trồng. Nghe Triệu Ngưng Mộng, Tinh Đồng Thiên Tôn không mặn không nhạt mà nói, chiến đấu còn chưa bắt đầu, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, cái này Diệp Thí Thiên lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là thần đạo cảnh 4 tầng thôi, chẳng lẽ còn có thể lật trời rồi. Triệu Ngưng Mộng cười nói, vậy liền rửa mắt mà đợi đi, ta ngược lại thật ra xem trọng Diệp Thí Thiên. Tinh Đồng Thiên Tôn không nói gì thêm, tầm mắt yên lặng nhìn xem đấu trường. Trong đấu trường, Giang Nhai Vân vẻ mặt lạnh lùng, nhưng vẫn là lễ tiết tính hướng Diệp Thần chắp tay, nói. Lâu nghe luân hồi chi chủ uy danh, xin chỉ giáo. Diệp Thần gật gật đầu, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, mau sớm nhìn thấy Hàn Diễm, cũng lời nói nhảm, nói các hạ không cần khách khí như thế, gió lốc đấu trường, sinh tử quyết đấu, người thắng sinh, kẻ bại chết, ra chiêu đi. Giang Nhai Vân tầm mắt thoáng nhìn chỗ khách quý ngồi Tinh Đồng Thiên Tôn, nghĩ thầm, hôm nay sư tôn quan chiến, trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại. Hướng Diệp Thần đạo, rất tốt. Luân hồi chi chủ, ta đây liền đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Tiếng nói vừa ra, Giang Nhai Vân thân thể bạo sông mà ra, xen lẫn cửu thiên gió lốc khí thế, mỗi một bước lao ra, đều cuốn lên cuồn cuộn cát bụi, tại đấu trường bên trong hình thành kinh người vòi rồng, tràng diện hùng vĩ. Giang Nhai Vân trong tay, một thanh trường đao, khỏa vòng quanh muôn vàn gió lốc uy thế, hung hăng hướng về Diệp Thần chém đi. Bước liên tục thần thông. Diệp Thần không chút hoang mang thi triển Thanh Liên đạo tổ truyền thừa bí pháp, bộ bộ sinh liên, từng đóa hoa sen tại Diệp Thần dưới chân nở rộ, mặc cho quanh mình gió lốc bao phủ, cũng không thể phá hủy một chút. Trong chớp mắt, Diệp Thần chân đạp Thanh Liên, thân thể mau lẹ như quỷ mị, trong chớp mắt vọt tới Giang Nhai Vân bên người. Giang Nhai Vân toàn thân gió lốc khí chàng khủng bố, bình thường thần đạo cảnh võ giả, nếu là tới gần hắn, sợ rằng sẽ bị sống sờ sờ xé nát. Nhưng Diệp Thần không sợ chút nào, Giang Nhai Vân khí chàng hoàn toàn không áp chế nổi hắn. Giang Nhai Vân kinh hãi, không nghĩ tới dễ dàng như vậy, liền bị Diệp Thần cận thân, hắn vội vàng một đao hướng Diệp Thần bổ tới. Diệp Thần bày ra bước liên tục, dễ dàng tránh qua, tránh né hắn một đao. Thanh Liên đạo tổ lưu lại thần thông, mỗi một môn đều có so sánh tam thập tam thiên thần thuật uy lực, vô cùng lợi hại, là nguyên sơ thế giới hết thảy đạo thống đầu nguồn. Diệp Thần bước liên tục thần thông, liền là Thanh Liên đạo tổ ngày xưa sáng tạo bộ pháp, 10 điểm tinh diệu, vừa thi triển ra, có thể dễ dàng tránh né chư thiên sát phạt. Biểu liên hoa, thiên xoáy. Tại tránh qua, tránh né Giang Nhai Vân một đao về sau,
Diệp Thần không lưu tình chút nào, thừa dịp hắn khí tức còn không có hỏa hoãn lại, lập tức một cước đá bay, đem thân thể của hắn đá phải bầu trời. Không tốt! Bị đá thượng thiên Giang Nhai Vân, chỉ cảm thấy xương cốt đau nhức, trong lòng hô to không ổn. Chỉ thấy tiếp theo sát, Diệp Thần cũng đi theo phóng lên tận trời, ôm lấy Giang Nhai Vân thân thể, sau đó hung hăng xoay tròn, mang theo thân thể của hắn, điên cuồng hướng mặt đất va chạm mà đi. Hai người từ trên không trung xoay tròn hạ xuống, liền như bão táp như con thoi, cuốn lên hung mãnh vòi rồng, tại sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, Diệp Thần buông tay bay ngược, Giang Nhai Vân thân thể, cũng bởi vì quán tính, dùng đầu rơi xuống đất phương thức, hung hăng bị đập vào mặt đất lên. Đấu trường dưới đất là bùn cát trải thành, nhưng Giang Nhai Vân từ trên không trung xoay tròn mãnh liệt rơi mà xuống, lực trùng kích hạng gì hung mãnh, coi như là đất cát, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, đầu của hắn cùng xương cổ, liền nhận lấy to lớn trùng kích, xương cổ răng rắc một tiếng nứt gãy, cũng không biết có bao nhiêu thời gian đường trong nháy mắt đoạn diệt, cả người liền cùng cắm ngược hành như thế cắm trên mặt đất, tràng diện thảm liệt. Một chiêu này biểu liên hoa thiên xoáy, là Thanh Liên đạo tổ chém giết gần người tuyệt học, 10 điểm dã man hung tàn. Diệp Thần cùng Giang Nhai Vân giao thủ, chẳng qua là vừa đối mặt, hắn liền thi triển tuyệt học, trực tiếp đả thương nặng đối phương. Một chiêu bại địch, toàn trường người xem thấy cảnh này, đều là choáng váng. Tinh Đồng Thiên Tôn bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, đôi mắt bên trong tràn đầy che lấp, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần. Một bên phong bạo nữ vương Triệu Ngưng Mộng, mỉm cười cười nói, Tinh Đồng Thiên Tôn, xem ra ngươi cái cửa này đồ, xa hoàn toàn không phải luân hồi chi chủ địch thủ, lúc này mới một chiêu, liền bị đánh bại, còn bị bại khó coi như vậy. Tinh Đồng Thiên Tôn khí nhét suy nghĩ trong lòng, không nói gì với nhau. Giang Nhai Vân cái cửa này đồ, hắn cũng hao phí không ít tâm huyết bồi dưỡng, nào nghĩ tới vừa vừa giao phong, không chịu nổi một kích, dễ dàng như vậy liền bị Diệp Thần hạ gục. Không, không phải hắn tu vi kém cỏi, là cái này luân hồi chi chủ, thực lực vượt xa khỏi người thường a. Như hắn lại trưởng thành tiếp, sẽ như thế nào? Tinh Đồng Thiên Tôn nội tâm phẫn nộ nghĩ đến, hắn nguyên bản còn có lôi kéo Diệp Thần dự định, nhưng thấy Diệp Thần biểu lộ ra mạnh mẽ như vậy thực lực, hắn liền biết, như thế chói mắt thiên tài, tuyệt không phải mình có thể khống chế, không có lôi kéo cùng thuần phục khả năng. Đấu trường bên trong, thụ trọng thương Giang Nhai Vân, thân thể chậm rãi ngã oặt, sau đó lại chậm rãi đem đầu theo đất cát bên trong rút ra, kịch liệt ho khan ra mấy ngụm máu đen, gương mặt đã là hoàn toàn trắng bệch. Diệp Thần một chiêu này, tiêu diệt hắn chín thành tuyến thời gian, nếu như không phải hắn tu vi nội tình hùng hậu, nơi đây lại là gió lốc tinh vực địa bàn, hắn chỉ sợ đã chết hết. Chẳng qua là một chiêu, liền thua ở Diệp Thần thủ hạ, Giang Nhai Vân có chút khó mà tiếp nhận, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt, mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ, còn có một cỗ khó mà che giấu kinh khủng. Một chiêu này giao phong, hắn đã biết, Diệp Thần chân thực sức chiến đấu, vượt qua hắn quá nhiều, coi như cưỡng ép chiến đấu tiếp, cũng chỉ có một con đường chết. Đa tạ. Diệp Thần hướng về Giang Nhai Vân chắp tay, cũng không có đuổi tận giết tuyệt, dù sao Tinh Đồng Thiên Tôn liền ở bên trên nhìn xem, hắn không muốn vạch mặt. Nếu như vạch mặt, rất có thể bại lộ chính mình đối Tinh Đồng Thiên Tôn địch ý, tiến tới bại lộ huyết kiêu ngục hoàng tồn tại. Diệp Thần không muốn bại lộ nhanh như vậy, thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận một điểm, tổng không có sai. Giang Nhai Vân mặt âm trầm, không có ứng tiếng. Toàn trường khán giả, tại dừng lại chẳng mấy chốc về sau, chính là bộc phát ra một hồi kịch liệt lớn tiếng khen hay cùng gieo hò, hô to tên Diệp Thần, vô số hoa tươi cùng nguyên ngọc bảo thạch theo bốn phương tám hướng ném xuống. Diệp Thần hướng bốn phía chắp tay, đáp lại khán giả tán thưởng, lại hướng chỗ khách quý ngồi, phong bạo nữ vương Triệu Ngưng Mộng cùng Tinh Đồng Thiên Tôn vị trí khom mình hành lễ, xem như gửi lời chào. Lúc này, Giang Nhai Vân nhìn thấy Diệp Thần hành lễ thời điểm, phía sau lưng không môn mở rộng, trong mắt lập tức lướt qua sâm sâm sát cơ. Thiên tinh vẫn diệt kiếm, đi. Giang Nhai Vân quát to một tiếng, liều mạng toàn thân còn sót lại khí huyết năng lượng, điên cuồng tuôn ra nhất kiếm, tinh quang nổ tung, dùng tấn lôi oai, hung hăng hướng về Diệp Thần phía sau lưng phá giết mà đi. Gió lốc đấu trường sinh tử quyết đấu, không có bất kỳ cái gì hạn chế, hắn còn chưa chết, chiến đấu không coi là kết thúc. Thấy Giang Nhai Vân bỗng nhiên đánh lén, toàn trường xem người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhưng mà tiếng kinh hô chưa rơi, Diệp Thần đã trở tay một trường, tinh chuẩn bắt lấy Giang Nhai Vân bắn mạnh mà đến phi kiếm.
Thanh phi kiếm này, mang theo thiên tinh vẫn diệt lăng lệ sát phạt, nhưng tổn thương chút nào không đến Diệp Thần. Diệp Thần tay cầm bao trùm lấy một tầng thiên lửa năng lượng, thanh phi kiếm này trong nháy mắt, trong tay hắn hóa thành hư vô. Thấy thế, Giang Nhai Vân nguyên bản sắc mặt tái nhợt, liền biến thành mất hết can đảm ảm đạm. Tiếp theo sát, một vệt nóng rực thiên hỏa cuồng diễm, theo dưới chân hắn bay lên, như nổ tung phun trào dung nham, trong nháy mắt đem thân thể của hắn, đốt thành kiếp hôi, cuối cùng tuyến thời gian đều tẫn diệt. Thấy hóa thành kiếp hôi Giang Nhai Vân, toàn trường người kinh hãi thất sắc. Bởi vì bọn hắn phát hiện, trong đầu của bọn họ, chỗ có quan hệ với Giang Nhai Vân tồn tại trí nhớ, đang ở cấp tốc làm nhạt mà đi. Đây là bởi vì, Diệp Thần vận dụng thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, đem Giang Nhai Vân đốt thành tro, người sau hết thảy thiên cơ dấu vết, tại cuồn cuộn bùng cháy thiên hỏa phía dưới, đều muốn hóa thành hư vô, thế gian hết thảy dấu vết đều sẽ không tồn tại. Chỗ khách quý ngồi, phòng bạo nữ vương Triệu Ngưng Mộng, Tinh Đồng Thiên Tôn hai người, cũng là vô cùng kinh ngạc phát hiện, bọn hắn đối Giang Nhai Vân trí nhớ, đang ở cấp tốc làm nhạt. Đặc biệt là Tinh Đồng Thiên Tôn, càng là kinh ngạc đến tột đỉnh, Giang Nhai Vân có thể là môn đồ của hắn a, hắn tự tay hao phí rất nhiều tâm huyết bồi dưỡng, nhưng bây giờ Giang Nhai Vân tại trong đầu hắn trí nhớ, tới lúc gấp rút nhanh trở nên mơ hồ, muốn như ảo mộng tán đi. Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh, năng lượng quá kinh khủng, muốn thiêu hủy Giang Nhai Vân chỗ có tồn tại dấu vết, không bao lâu, thế gian liền sẽ không có người nhớ kỹ, trên đời đã từng tồn tại qua một cái gọi Giang Nhai Vân người. Này loại diệt sạch thiên cơ, gạt bỏ nhân quả thủ đoạn, đối thiên đế cường giả tới nói, đều là đỉnh cấp thần thông, nhưng năm đó Viêm Thiên Đế, Mỹ Thần chờ cường giả, vì xóa đi tự thân tồn tại dấu vết, đều là hao phí cái giá cực lớn. Nhưng bây giờ, Diệp Thần tùy tiện một cái ý niệm trong đầu, luân hồi thiên hỏa giấy lên, là có thể đem người trên thế gian tồn tại dấu vết, toàn bộ đốt diệt. Này thần thông, thực sự quá kinh khủng. Luân hồi thần thông, quả nhiên quỷ thần khó lường, không thể tưởng tượng nổi. Tinh Đồng Thiên Tôn nội tâm vô cùng chấn động, yên lặng vận chuyển thần thức, cưỡng ép bảo lưu lại Giang Nhai Vân trí nhớ, không muốn nhận Diệp Thần ảnh hưởng. Chỉ bất quá làm như thế, hắn cũng sẽ trả giá một chút. Diệp Thần một cái thần đạo cảnh võ giả, có thể làm cho Tinh Đồng Thiên Tôn loại cấp bậc cường giả này, trả giá đắt, này đã có thể xưng nghịch thiên. Tuyết Liên Mặc thấp giọng hướng Triệu Ngưng Mộng nói, nữ vương bệ hạ, cái này Diệp Thí Thiên thần thông vô địch, nếu là lôi kéo đến chúng ta bên này. Triệu Ngưng Mộng gật gật đầu, nhưng cũng không hấp tấp, ngữ khí duy trì khắc chế cùng bình tĩnh, nói, vẫn phải nhìn lại một chút, hắn dù sao tu vi chẳng qua là thần đạo cảnh, có thể hay không đánh qua Hàn Kiếm Ma đều nói không chừng. Gió lốc đấu trường bên trong, trọng tài nhìn thấy Diệp Thần dễ dàng diệt sát Giang Nhai Vân, cũng là chấn động, xuất thần thật lâu, mới nói. Diệp Thí Thiên, chúc mừng ngươi thu được thắng lợi cuối cùng, ngươi có khiêu chiến đài chủ tư cách, có hay không lựa chọn khiêu chiến? Diệp Thần cầu còn không được, nói, đúng. Cái kia trọng tài nói, ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ. Diệp Thần ngắt lời nói, không cần, gọi Hàn Kiếm Ma ra đi. Theo vòng thứ nhất chiến đấu đánh đến bây giờ, Diệp Thần đều không tiêu tốn nhiều ít khí lực, cũng không cần nghỉ ngơi. Trọng tài nói, tốt, như vậy, cho mời trong truyền thuyết Thái Cổ Kiếm Ma chuyển thế, đương thời Thiên Đao gia tộc thiếu gia, Hàn Diễm lên sàn. Theo hắn tiếng nói vừa ra, toàn trường người xem bộc phát ra một hồi kịch liệt reo hò cùng tiếng vỗ tay, tất cả mọi người muốn nhìn xem, đến cùng là luân hồi lợi hại, vẫn là vị kia Thái Cổ Kiếm Ma chuyển thế lợi hại. Tại tiếng cổ võ rung trời bên trong, một cái lạnh lùng thanh niên, tay cầm trường kiếm, chậm rãi theo trong thông đạo đi ra, chính là Hàn Diễm. Hàn Diễm đi đến Diệp Thần trước mặt, nhìn xem Diệp Thần mang mặt nạ kia gương mặt, hắn thân thể đang run rẩy, cái kia lạnh lùng gương mặt, xuất hiện cực lớn tâm tình chập chờn, thấp giọng hỏi. Ngươi là Diệp Thí Thiên, vẫn là ta Lá Thần đại ca. Nghe Hàn Diễm tra hỏi, Diệp Thần yên lặng một thoáng, cũng thấp giọng đáp lại nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Hàn Diễm nói, có thể đem mặt nạ hái xuống sao? Diệp Thần lại trầm mặc một thoáng, sau đó chậm rãi lấy xuống thanh đồng quỷ diện. Hắn dưới mặt nạ mặt, vẫn là mặt nạ. Băng lãnh không lộ vẻ gì mặt nạ ra người, thoạt nhìn 10 điểm chết lặng. Hàn Diễm một tiếng cười, cũng nhìn ra Diệp Thần còn mang theo mặt nạ, nói, hái được mặt nạ, vẫn là mặt nạ, mặc dù ngươi cực lực che giấu, nhưng ta biết. Nói đến đây, Hàn Diễm hít sâu một hơi,
trong mắt bộc phát ra chói mắt thần thái, trên mặt tất cả băng lãnh cùng khói mù quét tới, lần nữa khôi phục trước kia khí phách phi dương cùng cuồng nhiệt, nói. Ngươi nhất định chính là ta Lá Thần đại ca. Ngoại trừ ngươi, không ai có thể trưởng khống thiên hỏa mệnh tinh lực lượng. Diệp đại ca, ta không biết ngươi vì sao muốn giả chết, nhưng hôm nay nếu chúng ta gặp nhau, vậy liền để cho ta nhìn một chút, thực lực của ngươi tiến bộ đến cảnh giới gì. Đánh với ta một trận, Diệp đại ca. Tiếng nói vừa ra, Hàn Diễm vừa nắm kiếm, thân kiếm bên trên bộc phát ra thao thiên phong mang, hướng về Diệp thần chém giết mà đi. Hắn không có chút nào lưu thủ, trước sau như một cuồng nhiệt, là một cái võ si, thị đấu như mạng. Diệp thần đồng tử hơi co lại, Hàn Diễm một kiếm này chạm ra, kiếm khí sục sôi, như thiên quân vạn mã lao nhanh, muôn vàn kiếm khí gào thét, biểu lộ ra ra vô cùng thâm hậu kiếm đạo nội tình. Thấy thế, Diệp thần cũng không vội lấy đoạt công, cấp tốc tránh lui, trong tay tế ra luân hồi thiên kiếm, trường kiếm nghiêng nghiêng vung ra, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, thẳng đến Hàn Diễm mi tâm. Hai người đan xen mà qua, mặt đất bên trên đã nứt ra một đạo thật sâu dài kênh mương, bụi đất tung bay, khí thế khoáng đạt. Nhìn xem chiến đấu lên hai người, toàn trường người xem đều khẩn trương lên, không ít người áp trọng chú Diệp thần thắng được, nhưng hiện tại xem ra, Diệp thần tại Hàn Diễm trước mặt, cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Tại vừa mới ngũ luân quyết đấu bên trong, Diệp thần giết người như cắt cỏ, vô cùng dễ dàng, một chiêu bại địch, nhưng bây giờ đối thủ đổi thành Hàn Diễm, lại không dễ đối phó như vậy. Không sai, kiếm đạo của ngươi so dĩ vãng tinh thâm. Tại song kiếm giao phong mấy chục hiệp về sau, hai bóng người chợt điểm, Diệp thần cảm thụ được Hàn Diễm hùng hậu kiếm thế, cũng không nhịn được gật gật đầu. Tại tách ra thời gian mấy tháng bên trong, Hàn Diễm tiến bộ thần tốc, kiếm đạo càng tinh thâm mãnh liệt, đã có kiếp trước kiếm ma đạo thống điên cuồng hung lệ, lại có tự thân ở kiếp này quang minh cương nghị, cương nhu cùng tồn tại, ma võ kiêm dung, 10 điểm cường hãn. Nếu như không phải Diệp thần đã thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, tu vi nội tình tăng lên rất nhiều, khả năng thật đúng là không phải Hàn Diễm địch thủ. Diệp đại ca, người cũng tiến bộ. Hàn Diễm ánh mắt nóng rực, cũng thấy Diệp thần mạnh lên, hắn hít sâu một hơi, lui ra phía sau hai bước, dựng thẳng kiếm giữa trời, thân kiếm bên trên ma hy nổi lên. Thử một chút ta một chiêu này, ma kiếm chảm hồn. Vô tận ma khí, tại Hàn Diễm thân kiếm bên trên hội tụ thành sương mù, huyễn hóa ra muôn vàn yêu ma hư ảnh, hắn lại cuồng nhiên huy kiếm hướng về Diệp thần chém đi. Một kiếm ra, vạn ma sôi trào, kiếm khí như trăm ngàn đen cầu vồng, tại trong hư không bộc phát ra một mảnh lớn hắc ám bóng mờ, liền trên đấu trường phương bầu trời màu xanh lam, tại Hàn Diễm ma kiếm khí thế ảnh hưởng dưới, đều cấp tốc trở nên tối xuống. Một chiêu này ma kiếm chảm hồn, chính là hắn kiếp trước thái cổ kiếm ma chiêu pháp, 10 điểm lăng lệ hung mãnh. Diệp thần tầm mắt khẽ động, hắn hiện tại bùng nổ thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, có lẽ có khả năng áp chế Hàn Diễm ma khí, nhưng tự thân có thể muốn gặp phản kích. Thanh Liên thần thông, ao sen mặt trời lặn. Diệp thần quyết đoán cực nhanh, lập tức lui lại một bước, toàn thân thanh quang cùng hoàng hôn phát sáng, hỗn hợp nở rộ mà ra. Một mảnh to lớn liên hoa chỉ khí tượng, ở trong sân nổi lên, như mộng như ảo, có từng cây thanh liên nở rộ lấy. Xoạt! Đang hướng Diệp thần huy kiếm cuồng chém tới Hàn Diễm, lập tức bước vào liên hoa chỉ bên trong. Hàn Diễm sầm mặt lại, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy tại liên hoa chỉ vùng trời, xuất hiện một vòng mặt trời lặn, tản ra hoàng hôn hào quang, bao phủ xuống. Trong hư không sản sinh ra hoàng hôn bi ca, một mảnh thê lương, Hàn Diễm đột nhiên thấy mí mắt vô cùng trầm trọng, giống như phải ngủ say, kiếm trong tay bên trên ma khí, cũng là bị mặt trời lặn hoàng hôn áp chế, thế mà theo địa ngục bừa bãi tàn phá bộ dáng, trở nên âm u đầy tử khí. Thật là thần thông! Hàn Diễm khen một tiếng, quyết đoán cũng là cực nhanh, lập tức cắn chót lưỡi, đau đớn cùng máu tươi kích thích tinh thần, khôi phục tỉnh táo, thoát khỏi Diệp thần thần thông áp chế. Nhưng hắn tinh thần thoát khỏi khống chế, thân thể còn bị kẹt ở này mảnh liên hoa trì bên trong, nhìn như cũng không lớn liên hoa trì, hắn cất bước cuồng sông, lại phảng phất tại vô tận hải dương bên trong sông đạp, hoàn toàn chạy không ra được. Một đầu không gian cổ xà, đang ở trì thủy hạ du động, vô cùng quỷ dị. Song xà tròm sao, có ý tứ. Hàn Diễm biết mình nhất thời chạy không ra được, lập tức ngừng dừng chân lại, bảo tồn khí lực. Môn này ao sen mặt trời lặn, là Thanh Liên đạo tổ lưu lại thần thông,
Diệp Thần dung hợp chính mình song xà tròm sao diệu pháp, chỗ huyễn hóa ra tới liên hoa trì, nhìn như không lớn, trên thực tế không gian vô tận bao la, đủ để đem người sống sờ sờ vây chết, cả một đời đều chạy không ra được. Đại mộ thần kiếm, chém. Thấy Hàn Diễm bị nhốt rồi, Diệp Thần cũng không chần chờ chút nào, luân hồi thiên kiếm nổ lên thiên táng đại mộ sát khí, muôn vàn kiếm khí nở rộ, như thác nước chém xuống hướng Hàn Diễm. Bị nhốt tại liên hoa trì bên trong Hàn Diễm, lại là mảy may không hoảng hốt, cầm trong tay kiếm cắm ngược xuống, hai tay bóp quyết, quát, ma long kiếm trận, phá. Chỉ thấy Hàn Diễm kiếm, cắm ngược ở liên hoa trì bên trong, ma hy cực hạn nở rộ, tiếng long ngâm kinh thiên, thế mà bạo phát ra ngàn vạn đạo kiếm khí ma long. Vô tận kiếm khí ma long, dương nanh múa vuốt gào thét, uy thế 10 điểm hung mãnh khủng bố, thế mà đem Diệp Thần chém giết mà đến đại mộ kiếm khí, toàn bộ xé nát phá hủy đi. Tiếp theo sát, cái kia vô tận kiếm khí ma long, đúng là vượt qua liên hoa chỉ vô cùng lớn không gian, gào thét lên vồ giết về phía Diệp Thần. Này chút kiếm khí ma long, mang theo thiên nguyên cảnh nhân quả luật lực lượng, liền là vô luận Diệp Thần chạy đến đâu bên trong, ma long kiếm khí liền truy sát ở đâu, thiên hoang địa lão, thiên nhai hải giác, tinh không phần cuối, không chết không thôi. Thao thiên kiếm khí ma long, che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ gió lốc đấu trường, làm cho toàn trường người xem quá sợ hãi. Dĩ vãng Hàn Diễm thủ lôi giết người, cho tới bây giờ đều là chỉ dùng nhất kiếm, mọi người biết sự lợi hại của hắn, nhưng không biết hắn lợi hại đến mức nào. Hiện tại, thấy Hàn Diễm bộc phát ra kinh thiên ma long khí tượng, mọi người mới chân chính cảm nhận được thái cổ kiếm ma hung mãnh. Diệp Thần nhìn xem vô số kiếm khí ma long, gào thét đánh giết tới, cũng là cảm nhận được thật sâu nguy hiểm cùng áp lực. Thái cổ kiếm ma đạo thống, quả nhiên là hung mãnh. Thiên đế thân, mở. Diệp Thần ánh mắt lăng lệ, không dám khinh thường, mắt thấy vô tận kiếm khí ma long giết tới, hắn mở ra thiên đế thân, toàn thân toát ra xích kim sắc viêm mang, khí thế tăng vọt, kiếm trong tay cũng là xích viêm lao nhanh. Đại hoang băng thiên nói, phá diệt. Diệp Thần vung lên kiếm, hoang cổ kiếm khí bạo sát mà ra, mang theo băng thiên diệt địa khủng bố thần uy, đây là hoang thiên đế băng thiên nói, nhất kiếm băng thiên, uy áp vũ trụ. Cái kia vô tận kiếm khí ma long, tại Diệp Thần băng thiên kiếm đạo uy áp dưới, dồn dập phát ra rên rỉ, diệt vong từ từ tiêu tán. Nhưng, Hàn Diễm thừa dịp lúc này, đã xông phá liên hoa trì, phi kiếm chảm phát nổ ao sen mặt trời lặn khí tượng, lại dùng vạn đạo bôn lôi chi thế, cuồng nhiên hướng về Diệp Thần xông giết tới đây. Diệp đại ca, người phải thua. Hàn Diễm vẻ mặt hưng phấn, thân kiếm ma hy nở rộ, quay đầu liền chém về phía Diệp Thần. Toàn trường xem người phát ra một tiếng thét kinh hãi thanh âm, Diệp Thần băng thiên kiếm đạo lực cũ chưa hết, lực mới chưa sinh, đối mặt Hàn Diễm một kiếm này, lập tức lâm vào hung hiểm vô cùng hoàn cảnh. Mà ở nhìn như hung hiểm tuyệt cảnh dưới cục diện, Diệp Thần lại mặt không đổi sắc, toàn thân huyết mạch sôi trào lên, như dung nham bùng nổ, làn da hóa thành huyết hồng, liền đồng tử đều biến thành liệt diễm màu đỏ, một vòng nóng rực hỏa diễm tinh thần, oanh long long bùng nổ tiếng vang, theo trên đỉnh đầu hắn mãnh liệt bay lên. Này ngôi sao hỏa diễm, chính là thiên hỏa mệnh tinh, hoàn toàn là thuần túy thiên hỏa liệt diễm hội tụ mà thành, là Diệp Thần huyết mạch bản năng lực lượng, mặc kệ từ lúc nào, đều có thể nở rộ bay lên. Thiên hỏa mệnh tinh vừa mọc lên, liền chiếu sáng toàn bộ gió lốc đấu trường, đem mỗi một cái người xem con ngươi, chiếu rọi thành dung nham màu đỏ, toàn trường nhiệt độ tăng vọt, này ngôi sao bên ngoài lượn lờ bốc lên liệt diễm, liền tựa như dã thú, đang gầm thét, đang sôi trào, tại kêu ré lấy. Hàn Diễm ma kiếm, mắt thấy liền có thể chém đến Diệp Thần trên đầu, nhưng đột ngột bay lên thiên hỏa mệnh tinh, oanh long long nổ vang, ngọn lửa cuồng bạo khí lưu bạo sông, tại chỗ liền đem Hàn Diễm thân thể lật tung, hắn ra bên ngoài bay ngược ra ngoài, kém chút liền kiếm đều bắt chẹt không ổn định. Cái này, không có khả năng. Cái này là thiên hỏa mệnh tinh lực lượng sao? Hàn Diễm đồng tử lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt, thật sâu chấn động, thiên hỏa mệnh tinh giữ dằn nóng bỏng nhiệt độ, khiến cho hắn theo trong xương tủy, linh hồn, sinh ra một cỗ khó nói lên lời phỏng. Chỉ có chân chính đối mặt viên này vĩ đại nóng rực tinh thần, Hàn Diễm mới thấy thiên hỏa mệnh tinh khủng bố cùng mạnh mẽ, so sánh cùng nhau, hắn lại tựa như con kiến hôi nhỏ bé. Hàn Diễm, người thua là ngươi. Thực. Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt mỉm cười đường cong, nắm chắc quả đấm, răng rắc một tiếng, thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, toàn bộ hội tụ đến quả đấm của hắn lên.
hắn toàn bộ nắm đấm, bạo phát ra liệt diễm cuồn cuộn thiên uy, toàn bộ vũ trụ hỏa diễm, phảng phất đều hội tụ đến quả đấm của hắn lên. Oanh! Một quyền tuôn ra, nóng dực uy thế ma diệt thời không, tẫn hủy pháp tắc, thao thiên cuồng liệt, cực hạn nóng dực quyền mang, đánh về phía Hàn Diễm đầu vai. Hàn Diễm sầm mặt lại, nhìn xem Diệp Thần oanh sát mà đến nắm đấm, cảm nhận được cực hạn nguy hiểm, hắn nguyên bản hắc bạch phân minh đồng tử, thế mà trong nháy mắt hóa thành đen nhánh màu sắc, tựa như hắc diệu thạch rèn đúc, thân thể liền nổ lên vô cùng quỷ dị lạnh lẽo ma khí, một đạo kinh thiên ma đạo pháp tướng, như có vạn trượng cao, sau lưng hắn bay lên. Đó là kiếp trước của hắn, thái cổ kiếm ma pháp tướng Đồ Đằng. Giờ khắc này, đối mặt Diệp Thần thiên hỏa bạo quyền, Hàn Diễm đúng là đã thức tỉnh kiếp trước kiếm ma bộ phận lực lượng. Diệp Thần bạo quyền oanh sát mà tới, Hàn Diễm đưa tay ngăn cản, nhưng một màn kinh người xuất hiện. Coi như Hàn Diễm đã thức tỉnh kiếp trước kiếm ma bộ phận lực lượng, nhưng hắn thế mà còn là ngăn không được Diệp Thần thế công. Diệp Thần hung hăng một quyền, đem Hàn Diễm tay cầm, đánh tới dán vào lồng ngực, cuồng bạo thiên hỏa lực quyền, chút xuống xuống. Hàn Diễm tay cầm, liền đới lấy lồng ngực, bị đánh đến cốt nhục vỡ vụn, toàn bộ lồng ngực đều lõm sập xuống dưới, xương cốt vỡ vụn, khi khi một tiếng bắn ra máu tươi, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể cũng là như đạn pháo bay ra, đâm vào gió lốc đấu trường cấm chế trên vách thủy tinh. Thân thể của hắn, lướt qua cấm chế tinh bích, chậm rãi trượt xuống, bị thương rất nặng. Cái kia thái cổ kiếm ma Đồ Đằng, cũng là diệt vong tán đi. Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh, uy thế quá hung mãnh, cho dù là kiếm ma lực lượng, cũng có thể trấn áp. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì, Hàn Diễm kiếm ma lực lượng, sớm đã bị phụ thân hắn phong tỏa đại bộ phận, phòng ngừa hắn triệt để nhập ma mê thất. Cho nên, Diệp Thần mới có thể đủ hạ gục Hàn Diễm. Nếu như Hàn Diễm hoàn toàn bùng nổ, cái kia Diệp Thần cũng không phải là địch thủ. Bất quá dù vậy, Diệp Thần có thể tại kém lấy một cái đại cảnh giới điều kiện tiên quyết, đem Hàn Diễm hạ gục đi, đây đã là vô cùng hung hãn chiến tích. Phải biết, tại đi qua một tháng thời gian bên trong, Hàn Diễm tại gió lốc đấu trường thủ lôi, gặp địch đều là nhất kiếm miểu sát, Diệp Thần có thể tại chính mình không bị thương tình huống dưới, đánh bại hắn, toàn trường người xem đều là vô cùng chấn động, lặng ngắt như tờ. Chỗ khách quý ngồi, Tinh Đồng Thiên Tôn nhìn thấy một màn này, đôi mắt bên trong cũng lộ ra thật sâu chấn kinh, lần thứ nhất nhìn thấy thiên hỏa mệnh tinh cực hạn năng lượng, cho dù là hắn, đạo tâm cũng xuất hiện dao động, phảng phất sinh ra ảo giác, chính mình cả người, đều muốn bị vô tận thiên hỏa thôn phệ hết. Này thiên hỏa mệnh tinh, khiến cho hắn thấy kinh khủng, hắn thậm chí dòm thấy tương lai mình vận mệnh, chính là muốn bị thiên hỏa thôn phệ. Ta tương lai sẽ chết tại đây viên thiên hỏa mệnh tinh phía dưới. Tiểu tử này muốn giết ta. Tinh Đồng Thiên Tôn trong lòng thoáng qua vô số suy nghĩ, mơ hồ nhìn thấy tương lai vận rủi, thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn thấy, hắn thực lực vượt qua Diệp Thần quá nhiều, không có lý do sẽ chết trong tay Diệp Thần. Thiên Tôn, này luân hồi chi chủ thần uy khủng bố, nếu có thể lôi kéo liền tốt, nhưng hắn là luân hồi trận doanh lãnh chúa, thân phận tôn quý đặc biệt thắng, sợ là lôi kéo không được a. Tại Tinh Đồng Thiên Tôn bên người, một trưởng lão sắc mặt biến đổi, thấp trầm giọng nói. Tinh Đồng Thiên Tôn trong mắt lướt qua một tia che lấp, thấp giọng hỏi, Thẩm trưởng lão, ngươi cảm thấy cái này Diệp Thí Thiên, cùng bất bại chi vương Tô Dương so sánh như thế nào? Thẩm trưởng lão trầm ngâm một hồi, nói Thiên Tôn, bất bại chi vương Tô Dương, là chúng ta thiên ma cổ bảo thế hệ trẻ tuổi bên trong, cấp cao nhất thiên tài kiêu dương. Hắn từng tại gió lốc đấu trường, thủ lôi dài đến nửa năm, có thể nói là thế hệ trẻ tuổi bên trong, cực kỳ vô địch hung hãn tồn tại, lại là thiên bại tinh chuyển thế. Này luân hồi chi chủ, mặc dù cũng hung mãnh, nhưng dù sao bước vào không không lúc nào không thời gian ngắn ngủi, nếu bàn về thực lực nội tình, đoán chừng so ra kém Tô Dương. Tại gió lốc đấu trường, đã từng sản sinh ra một cái đỉnh cấp thiên tài, thủ lôi nửa năm bất bại, cái kia chính là danh xưng bất bại chi vương Tô Dương. Cái này người chính là thiên ma trong pháo đài cổ đệ tử, trên danh nghĩa là Tinh Đồng Thiên Tôn đồ đệ, nhưng trên thực tế, Tinh Đồng Thiên Tôn chưa từng có truyền thụ qua Tô Dương bất luận cái gì võ đạo thần thông. Vị kia bất bại chi vương Tô Dương, là chín đại thiên tinh bên trong, thiên bại tinh chuyển thế, thân phận huyết mạch không thể coi thường, tự học thành tài, không cần bất luận cái gì người chỉ bảo, là trời sinh thiên tài. Tinh Đồng Thiên Tôn hao tốn vô số tài nguyên, mới đưa cái này người lôi kéo đến môn hạ của chính mình.
nếu là ta nhường bất bại chi vương Tô Dương, quyết đấu luân hồi chi chủ, thắng bại số lượng như thế nào? Tinh Đồng Thiên Tôn lại hỏi. Thẩm trưởng lão Trần chờ một chút, nói có khả năng thắng, nhưng chỉ sợ phải bỏ ra không ít đại giới, đem tới tham gia tinh không tranh bá thi đấu. Tinh Đồng Thiên Tôn giơ tay lên một cái, cắt ngang thẩm trưởng lão, nói chuyện tương lai lại nói. Ha ha, cái này luân hồi chi chủ, có chút ý tứ, ngươi chờ một lúc gọi hắn tới thiên ma cổ bảo thấy ta. Thẩm trưởng lão nghi ngờ không thôi, không nghĩ tới Tinh Đồng Thiên Tôn muốn đích thân triệu kiến Diệp Thần, hoảng hốt vội nói, đúng, Thiên Tôn. Tại Tinh Đồng Thiên Tôn một bên khác, Triệu Ngưng Mộng mơ hồ nghe được hắn, khóe miệng không khỏi hiện ra một cái ý vị thâm trường ý cười, thấp giọng hướng bên cạnh Tuyết Liên Mặc nói. Liên Mặc, ta muốn gặp mặt cái này luân hồi chi chủ, ngươi an bài một chút. Ha ha, ta xem như đã nhìn ra, là ngươi giúp hắn báo danh, đúng hay không? Đến giờ khắc này, Triệu Ngưng Mộng cũng là nhìn rõ thiên cơ, mơ hồ nhìn thấy Diệp Thần cùng Tuyết Liên Mặc quan hệ. Tuyết Liên Mặc có chút quẫn bách, nói, nữ vương bệ hạ pháp nhãn như đuốc, nô tỳ cái gì đều không thể gạt được ngươi, bất quá này Diệp Thí Thiên, đến cùng có ý gì tới, nô tỳ còn không biết. Triệu Ngưng Mộng gật đầu nói, ngươi gọi hắn tới gặp ta chính là. Tuyết Liên Mặc nói, đúng. Gió lốc đấu trường bên trong. Diệp Thần thành cuối cùng người thắng, tại chiến thắng về sau, hắn vội vàng đi đến Hàn Diễm bên người, vạn hoa đồng huyết nhãn mở ra. Hai con người hóa thành màu huyết hồng, tầm mắt rơi vào Hàn Diễm trên thân. Huyễn thuật chuyển hóa, chân huyễn xen lẫn, Diệp Thần trực tiếp lợi dụng vạn hoa đồng huyết nhãn, đem Hàn Diễm trên người trọng thương, chuyển biến thành ảo giác. Thế là, tiếp theo sát, Hàn Diễm thương thế liền khỏi hẳn tới, nguyên bản chán nản hai mắt, một lần nữa tóe phát xuất ra thần thái hào quang. Nói đúng ra, không phải khỏi hẳn, mà là thương thế trực tiếp không tồn tại, biến thành ảo giác biến mất. Diệp Thần có 100 loại thủ pháp, có thể trị liệu Hàn Diễm, dùng vạn hoa đồng huyết nhãn là mau lẹ nhất một loại, nhưng đại giới cũng lớn nhất. Hàn Diễm như thế thương thế nghiêm trọng, bị hắn chuyển hóa thành ảo giác, hắn tự thân lập tức nhận to lớn cắn trả trùng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, gương mặt lâm vào tái nhợt, con mắt một hồi đau đớn. Bất quá, có thể nhanh chóng trị liệu Hàn Diễm, Diệp Thần cũng là vừa lòng thỏa ý, không để ý cái gì đại giới. Diệp đại ca, ngươi. Hàn Diễm ngốc ngốc xuất thần, biết Diệp Thần trị liệu chính mình, đại giới cũng không thoải mái. Này gốc thất bảo tính tâm liên, người tốt nhất cầm lấy, có thể hóa giải ngươi kiếm ma lệ khí. Diệp Thần lật bàn tay một cái, tế ra thất bảo tính tâm liên, giao cho Hàn Diễm. Thất bảo tính tâm liên tràn ngập màu vàng kim thần hy, phảng phất có thể hòa hoãn hết thảy ma khí, mang theo nguyên sơ cổ lão pháp tắc năng lượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hàn Diễm nhận lấy này thất bảo tính tâm liên, nội tâm trở nên kích động, nói, đa tạ Diệp đại ca. Một bên trọng tài, nhìn thấy hai người dùng gọi nhau huynh đệ, không khỏi cực kỳ hiếm lạ. Dù sao bước vào gió lốc đấu trường, đều là sinh tử quyết đấu, chưa từng có này loại thân cận tràng diện. Hàn Diễm, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi, tuyển một chỗ yên tĩnh đang nói. Diệp Thần thấy chung quanh nhiều người nhãn tạp, liền dẫn Hàn Diễm. Dọc theo lối đi, trước quay về gió lốc đấu trường hậu trường. Uy, chớ đi a. Trọng tài vội vàng muốn gọi ở Diệp Thần, hắn nhọn còn không có tuyên bố quyết đấu kết quả cuối cùng. Nhưng mà, Diệp Thần chỉ coi không nghe thấy, cùng Hàn Diễm trực tiếp rời đi. Toàn trường người xem một hồi nói nhỏ rối loạn, xem Diệp Thần cùng Hàn Diễm bộ dáng, tình cảm tựa hồ không sai, nhưng vừa mới quyết đấu, hai bên đều không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Trọng tài có chút xấu hổ, tằng hắng một cái, một mình hướng người xem tuyên bố nói, để cho chúng ta chúc mừng Diệp Thí Thiên tuyển thủ, khiêu chiến thành công, trở thành đài chủ mới. Dĩ vãng Hàn Diễm tuyển thủ tích lũy ban thưởng, đem toàn bộ rơi xuống trong tay của hắn. Tại trọng tài thanh âm hạ xuống về sau, toàn trường bộc phát ra một hồi kịch liệt reo hò, không ít người xem đều bỏ ra trọng chú mua Diệp Thần thắng. Bây giờ kết quả này, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Gió lốc đấu trường hậu trường. Diệp Thần cùng Hàn Diễm, ngồi tại một tấm trên ghế dài, hai người bốn mắt tương vọng, không xiết thổn thức. Hàn Diễm lại là xúc động, lại là than thở, nói, Diệp đại ca, ta liền biết ngươi là giả chết. Đến giờ khắc này, Hàn Diễm xem như xác định, Diệp Thí Thiên liền là Diệp Thần,
bởi vì vừa mới hắn cùng Diệp Thần giao thủ, cái loại cảm giác này cùng trước kia là giống nhau, không có giả. Diệp Thần lắc đầu, nói, đừng lộ ra, bây giờ đại khái người người đều đoán được thân phận của ta, nhưng cũng không phải là tuyệt đối khẳng định, còn cách một tầng giấy cửa sổ. Thiên hỏa mệnh tinh thức tỉnh, mang cho Diệp Thần vô cùng lực lượng cường đại, lại có thể đốt diệt thiên cơ sương mù, nhường thân phận của hắn cấp tốc bại lộ. Hàn Diễm nghiêm nghị nói, đúng, đại ca, ta coi như ngươi vẫn phải chết. Nói đến đây, nhịn không được cười ha ha một tiếng. Diệp Thần hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Diễm nghe được Diệp Thần hỏi thăm, thu liếm lại nụ cười, thở dài một tiếng, nói, đại ca, ta lúc đầu thật sự cho rằng ngươi chết rồi, tâm tình đè nén lợi hại, liền chạy tới gió lốc đấu trường, mỗi ngày cùng người đánh nhau nghĩ buông lỏng tâm tình. Kết quả, càng đánh xuống, ta tâm tình liền càng đè nén, kiếp trước ma khí đang điên cuồng ăn mòn ta, ngay cả ta cha cho ta dưới phòng ấn cấm chế, đều nhanh muốn bị đột phá, nếu không phải ngươi xuất hiện, ta có thể muốn mất phương hướng. Diệp Thần gật gật đầu, hiểu được, căn dặn nói, ngươi bây giờ có thể bảo trì tỉnh táo liền tốt, kiếp trước đồ vật, không nên quá vội vã trưởng khống, từng bước một tới. Hắn biết Hàn Diễm kiếp trước lợi hại, nếu là Hàn Diễm có thể hoàn toàn trưởng khống kiếp trước kiếm ma lực lượng, là có thể trở thành hắn mạnh mẽ trợ lực. Bất quá loại chuyện này, không thể hấp tấp liều lĩnh, chỉ cần chậm rãi cầu chi. Dù sao, thái cổ kiếm ma đỉnh phong thực lực, có thể là có thể cùng Viêm Thiên Đế sánh ngang, đều là đã từng đỉnh cấp thiên đế cao thủ, thần thông vô biên, mong muốn trưởng khống như thế cấp bậc lực lượng, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng. Hàn Diễm nghiêm nghị nói, đúng, đại ca. Lúc này, gió lốc đấu trường một cái chấp sự, bưng lấy một cái kim sơn bảo dương, vội vã đi đến Diệp Thần bên người, nói, Diệp Thí Thiên, chúc mừng ngươi đánh lôi đài thành công, này chút phần thưởng toàn bộ là ngươi, ngươi nếu là chọn rời đi, là có thể đem này bảo dương mang đi. Nếu là ngươi lựa chọn thủ lôi, mỗi thành công thủ lôi một ngày, ban thưởng liền sẽ gia tăng một thành, ngươi là phải đi phải ở. Diệp Thần đạo, này bảo dương ta mang đi đi, liền không tuân thủ đánh. Hắn đã cùng Hàn Diễm nhận nhau, không có thủ lôi tất yếu. Cái kia chấp sự có hơi thất vọng, nói, dùng thực lực của ngươi, nếu là thủ lôi. Diệp Thần cắt ngang hắn nói chuyện, nói, không cần, bảo dương cho ta. Trong giọng nói tự mang người một cỗ không được xía vào uy nghiêm. Cái kia chấp sự thân thể khẽ run rẩy, không dám sơ suất, nói, được a. Cung kính đem bảo dương đưa tới. Diệp Thần nhận lấy, lúc này nghe được một hồi cười a a tiếng vang lên, một giọng già nua truyền đến. Diệp công tử nhanh như vậy liền muốn rời khỏi sao? Chỉ thấy một cái lão giả, mang theo mấy cái hung hãn tùy tùng, chậm rãi đi tới Diệp Thần trước mặt. Thẩm trưởng lão. Cái kia chấp sự nhìn thấy vị trưởng lão này, lập tức hoảng hốt hành lễ. Lão giả kia nhấc nhấc tay, cười híp mắt hướng Diệp Thần đạo. Trước tự giới thiệu mình một chút, lão phu Thẩm Nhất Phong, là thiên ma cổ bảo trưởng lão, Diệp công tử thần thông kinh thế, nhanh như vậy liền rời đi gió lốc đấu trường, không khỏi đáng tiếc. Diệp Thần đạo, không có gì có thể tiếc, trưởng lão là có chuyện gì? Thẩm Nhất Phong cũng không quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát nói ra. Diệp công tử, ta nhà Tinh Đồng Thiên Tôn, muốn mời ngươi đến thiên ma cổ bảo tụ họp một chút. Diệp Thần ồ một tiếng, nói Tinh Đồng Thiên Tôn muốn mời ta. Hắn trong lòng thoáng qua rất nhiều suy nghĩ, có chút cảnh giác, lo lắng Huyết Kiêu Ngục Hoàng nhân quả sẽ bại lộ, nhưng từ trước mắt đến xem, Tinh Đồng Thiên Tôn hẳn còn chưa biết Huyết Kiêu Ngục Hoàng sự tình. Thẩm Nhất Phong nói, đúng vậy, không biết Diệp công tử có thể có hứng thú. Ta nhà Tinh Đồng Thiên Tôn, đối ngươi tán thưởng có thừa, ngươi nhược khẳng đáp ứng lời mời, hắn tất có trọng thưởng. Diệp Thần tâm bên trong trần chờ. Hắn tới gió lốc tinh vực, là muốn tìm phong bạo nữ vương Triệu Ngưng Mộc, giải quyết bảy ác mộng trận sự tình, không nghĩ tới Triệu Ngưng Mộc còn không có gặp, Tinh Đồng Thiên Tôn liền phái người tới mời hắn. Ngay tại hắn trần chờ thời điểm, một hồi nhẹ tiếng cười vang lên. Thẩm trưởng lão, này khả xảo, ta nhà nữ vương bệ hạ, cũng muốn mời Diệp công tử tụ họp một chút. Chỉ thấy cả người tư thế mảnh khảnh nữ tử, chậm rãi đi tới, chính là Tuyết Liên Mặc. Diệp Thần nhìn thấy Tuyết Liên Mặc, tầm mắt lập tức sáng lên. Thẩm Nhất Phong vẻ mặt lại âm trầm xuống, nói Tuyết Liên Mặc, người có ý tứ gì? Tuyết Liên Mặc khẽ cười nói, không có ý gì, chẳng qua là Diệp công tử võ đạo hung mãnh, ta nhà nữ vương cũng hết sức ưa thích hắn, muốn cùng hắn tâm sự thôi.
Thẩm Nhất Phong trầm giọng nói, các ngươi đây là muốn cùng Tinh Đồng Thiên Tôn cướp người. Tuyết Liên mặc cười nói, cái gì đoạt không cướp, vẫn là muốn xem Diệp công tử ý tứ. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần tâm bên trong chỉ muốn nhanh lên nhìn thấy Triệu Ngưng Mộng, cởi ra bảy ác mộng trận bí mật, nếu Tuyết Liên mặc tới mời, hắn tự nhiên là cầu còn không được, nhưng cũng không muốn nhanh như vậy liền cùng Tinh Đồng Thiên Tôn vạch mặt, liền hướng Thẩm Nhất Phong nói. Thẩm trưởng lão, ta cùng vị này Tuyết cô nương là bằng hữu, nếu nàng mời, ta đây cũng không tiện cự tuyệt. Chờ ta đi trước bái phỏng Phong Bạo Nữ Vương, qua chút thời gian, lại đi Thiên Ma Cổ Bảo, bái phỏng Tinh Đồng Thiên Tôn cũng không muộn. Hắn không hề đề cập tới chính mình muốn gặp Phong Bạo Nữ Vương tâm tư, nói chuyện giọt nước không lọt, hai bên đều không có đắc tội. Thẩm Nhất Phong thanh âm mang theo điểm lãnh ý, nói, Diệp công tử, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng, này cái gọi là Phong Bạo Nữ Vương, bất quá là một cái chư hầu vương, ta nhà Tinh Đồng Thiên Tôn, mới là gió lốc tinh vực chân chính chúa tể. Diệp Thần nghe hắn mang theo uy hiếp ngữ, không khỏi nhướng mày. Tuyết Liên mặc cười nói, Thẩm trưởng lão, người đây là nghĩ hù dọa người nào? Ha ha, Diệp công tử, đừng để ý tới hắn, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Tuyết Liên mặc liền lôi kéo Diệp Thần cánh tay, trực tiếp dẫn hắn hướng gió lốc đấu trường đi ra ngoài. Xin lỗi không tiếp được. Diệp Thần duy trì lễ tiết, hướng Thẩm Nhất Phong chắp tay, lại hướng Hàn Diễm ánh mắt ra hiệu. Đại ca, chờ ta một chút. Hàn Diễm cũng cuống quýt đi theo ra ngoài. Ra gió lốc đấu trường, Tuyết Liên mặc cười híp mắt nói, Diệp công tử, ta nhà nữ vương chỉ gặp ngươi một người. Diệp Thần gật gật đầu, biết Phong Bạo Nữ Vương thân phận không thể coi thường, liền hướng Hàn Diễm nói, Hàn đệ, ngươi tại gió lốc đấu trường phụ cận khách điếm chờ ta, nếu có cái gì chuyện khẩn cấp, lại kêu gọi tên của ta. Hàn Diễm biết Diệp Thần có chuyện quan trọng tại thân, mang lên chính mình khả năng không tiện, hắn cũng không bắt buộc, hết sức nghe lời nói ra, đúng, đại ca. Thương nghị đã định, Hàn Diễm liền lưu lại, ở tạm tại gió lốc đấu trường phụ cận khách điếm. Nữ vương bệ hạ tại sát phách sơn trang chờ ngươi. Tuyết Liên mặc thản nhiên nói, tại khoảng cách khách điếm cách đó không xa, là một tòa có chút lịch sự tao nhã hồ bản sơn trang. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía hồ bản sơn trang, mơ hồ bắt được vị kia Phong Bạo Nữ Vương Triệu Ngưng Mộng khí tức. Tại Diệp Thần cùng Hàn Diễm sau khi chiến đấu kết thúc, Triệu Ngưng Mộng liền trở lại trong sơn trang nghỉ ngơi, đồng thời chờ Diệp Thần đến. Tại Tuyết Liên mặc dẫn đầu dưới, Diệp Thần hết sức thuận lợi tiến vào sơn trang bên trong. Tòa sơn trang này, đình đài lầu các, phong cảnh tú lệ, có thật nhiều thị vệ tại trấn giữ, toàn bộ là nữ tử, trong không khí tràn ngập tươi mát như mùi vị của nước, cũng chỉ có Diệp Thần một cái là nam. Tại một tòa trong đình giữa hồ, Diệp Thần thấy được Triệu Ngưng Mộng thân ảnh, người sau đang nấu lấy rượu, thanh tử thuần hương cách thật xa truyền tới. Tuyết Liên mặc mang theo Diệp Thần, đi vào bên hồ, bước chân dừng lại, hướng hắn ánh mắt ra hiệu, nói, đi thôi. Diệp Thần gật gật đầu, chân đạp nước hồ, lăng hư tung bay độ, thân như bay yến, rơi xuống trong đình giữa hồ. Tại hạ Diệp Thí Thiên, gặp qua Phong Bạo Nữ Vương. Diệp Thần nhìn xem trong đình giữa hồ, yêu nhã nấu rượu Triệu Ngưng Mộng, chắp tay thi lễ một cái. Triệu Ngưng Mộng mỉm cười, rót một chén vừa nấu nóng rượu, đem cái chén nhẹ nhàng đẩy lên Diệp Thần trước mặt, nói, ngồi đi. Diệp Thần gật đầu, tại Triệu Ngưng Mộng trước người ngồi xuống. Khoảng cách gần nhìn xem Triệu Ngưng Mộng, Diệp Thần hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của nàng nội tình. Theo mặt ngoài xem, Triệu Ngưng Mộng phảng phất chẳng qua là một cái bình thường quý phụ nhân. Yêu nhã mà cao quý, cùng Phong Bạo Nữ Vương cái này hung mãnh danh hiệu, cũng không tương xứng. Mặc dù Diệp Thần vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, luân hồi song đồng âm thầm mở ra, cũng không cách nào nhìn thấy Triệu Ngưng Mộng nội tình. Cái này Triệu Ngưng Mộng, rất có thể là bảy ác mộng một trong, chẳng qua là vô luận Diệp Thần như thế nào nhìn trộm, tại Triệu Ngưng Mộng trên thân, đều không nhìn thấy có ác mộng suối chi thủy khí tức. Triệu Ngưng Mộng cũng mỉm cười nhìn Diệp Thần. Nói, luân hồi chi chủ, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Diệp Thần nội tâm chấn động, hạ giọng hỏi, nữ vương tiền bối, ngươi thật sự là bảy ác mộng trận trận nhãn một trong sao? Bảy ác mộng trận dùng bảy người là trận nhãn, trước mắt Diệp Thần đã biết bốn cái, phân biệt là, Hoàng Thiên Đế, Đại Từ Thụ Hoàng, Tần Chấn Nam, Bàng Thanh Cốc. Triệu Ngưng Mộng rất có thể liền là thứ năm. Nghe Diệp Thần hỏi thăm, Triệu Ngưng Mộng gương mặt xuất hiện biến hóa. Làm cái im lặng thủ thế, nói, suỵt.
Luân hồi chi chủ, có mấy lời, vẫn là không nên nói lung tung. Người võ đạo thần thông kinh thiên động địa, nhưng tự thân tu vi, nói cho cùng cũng chỉ là thần đạo cảnh 4 tầng thôi, ta không xác định ngươi có không có tư cách, có thể chịu đựng lấy sau lưng nhân quả. Diệp thần nghiêm nghị nói, nữ vương tiền bối xin yên tâm, mặc kệ nhân quả có bao lớn, ta đều có thể tiếp nhận. Triệu Ngưng Mộng cười nói, phải không? Vậy ngươi xem lấy mặt của ta. Diệp thần tâm bên trong hồ nghi, con mắt liền nhìn xem Triệu Ngưng Mộng mặt, da mặt của nàng da trắng ngần mềm mại, dung mạo xinh đẹp, nhưng đột nhiên, này tờ tú lệ gương mặt, liền quay khúc biến dị, biến thành sửu thần mặt, tràn ngập các loại ô uế cùng ghê tởm, còn nứt ra huyết bồn đại khẩu, đổ xuống ra dòi bọ cùng bùn nhão trộn lẫn hợp thành khảng mấy thứ bẩn thỉu, khiến cho người buồn nôn. Như vậy đột ngột biến hóa, một cái phu nhân mỹ nhân biến thành đáng ghê tởm nhất tà thần, nếu như người bình thường thấy được, chỉ sợ muốn làm chàng nghẹn ngào gào lên, tinh thần sụp đổ. Nhưng Diệp thần đạo tâm cứng cỏi, thông mà lại tại Triệu Ngưng Mộng gương mặt đột biến trong nháy mắt, hắn liền nhìn ra là huyễn thuật, cũng không là sử thần thật buông xuống, cho nên không hề bị lay động. Nữ vương tiền bối, người biến thành sử thần làm gì? Diệp thần bình tĩnh nói. Nhìn xem Diệp thần như vậy bình tĩnh bộ dáng. Triệu Ngưng Mộng lập tức có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp thần nhìn thấy sử thần về sau, còn có thể bảo trì chấn định. Rất tốt, đạo tâm của ngươi, quả nhiên vững chắc, lại dám nhìn thẳng sử thần. Triệu Ngưng Mộng thu hồi huyễn thuật, khôi phục nguyên bản bộ dáng, đối Diệp thần cũng là nhiều hơn một tia tán thưởng. Ngươi đã có nhìn thẳng sử thần tư cách, ta đây cũng có thể hướng ngươi lộ ra một số bí mật. Sử thần bố cục bảy ác mộng trận, ta chịu được hắn mê hoặc. Uống xong ác mộng suối chi thủy, trở thành bảy ác mộng một trong. Diệp thần nghe được Triệu Ngưng Mộng cuối cùng thừa nhận, chấn động trong lòng, nói, nữ vương tiền bối, người quả nhiên liền là bảy ác mộng một trong. Nhưng, ta nhìn người khí chất phong nhã tôn quý, lại không có nửa điểm bị ác mộng sát ăn mòn bộ dáng. Ngẫm lại Hoang Thiên Đế, bị ác mộng suối chi thủy sát khí, tra tấn đến chỉ có thể ẩn độn mức độ, nhận hết khổ sở. Nhưng Triệu Ngưng Mộng, lại không có nửa điểm bị tra tấn bộ dáng, nhìn từ bề ngoài phong thái tuyệt thế. Triệu Ngưng Mộng nghe Diệp thần khen ngợi, lại là thở dài một hơi, lắc đầu, nói cái khổ của ta sở, không phải ngươi có thể hiểu. Diệp thần hỏi, nữ vương tiền bối, ngươi đến cùng dùng biện pháp gì, thế mà có thể áp chế ác mộng suối chi thủy sát khí. Đây là Diệp thần chuyện muốn biết nhất, nếu như có thể thấy rõ sau lưng chân tướng, hắn sẽ có thể giúp đến Hoang Thiên Đế. Về sau đoán chừng còn có thể giúp được đại từ thụ hoàng, còn có khả năng phản kích sử thần. Triệu Ngưng Mộng yên lặng một hồi, thở dài, ta đích xác có biện pháp, có thể áp chế ác mộng suối chi thủy, nhưng biện pháp này, đại giới cực kỳ to lớn. Diệp thần truy vấn, là cái gì đại giới? Triệu Ngưng Mộng thở dài, tóm lại liền là cái giá rất lớn, biện pháp này ta không thể tùy tiện nói, bởi vì liên lụy nhân quả quá lớn. Dừng một chút. Nàng lại nói, nếu như ngươi khăng khăng muốn biết, cái kia trước hết chứng minh chính mình thực lực, ta không muốn hại chết ngươi, cũng không muốn hại chết thế giới kia người. Diệp thần trong lòng dâng lên nồng đậm tò mò, hắn hết sức muốn biết, Triệu Ngưng Mộng đến cùng dùng biện pháp gì, mới có thể áp chế ác mộng suối chi thủy mặt trái hiệu quả. Phải biết, này ác mộng suối chi thủy sát khí, liền Hoang Thiên Đế đều thúc thủ vô sách. Triệu Ngưng Mộng thì có biện pháp gì? Biện pháp này, đại giới lại là cái gì? Còn có, nàng nói sợ Diệp thần hại chết thế giới kia người, thế giới kia lại là cái gì thế giới? Vô số nghi vấn, theo Diệp thần tâm bên trong sinh ra. Tại gió lốc đấu trường, ta đã chứng minh qua chính mình thực lực. Diệp thần đạo, Triệu Ngưng Mộng nói, còn chưa đủ, ta chuẩn bị cho ngươi ba đạo khảo nghiệm, ngươi trước hết thông qua này ba đạo khảo nghiệm, chứng minh chính mình thực lực, ta mới có thể nắm hết thảy nói cho ngươi. Vừa mới ngươi có thể nhìn thẳng sử thần, tính là thông qua cuộc thử thách đầu tiên. Này đạo thứ hai khảo nghiệm, ngươi có hứng thú tiếp tục, liền nhìn xem con mắt của ta dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp thần nhìn xem Triệu Ngưng Mộng trịnh trọng như vậy việc bộ dáng, trong lòng càng tò mò, liền nhìn thẳng con mắt của nàng, trong lòng làm xong hết thảy chuẩn bị. Nhìn ánh mắt của nàng một hồi, Diệp thần liền thấy không gian chung quanh, bắt đầu vặn vẹo. Tiếp theo sát. Diệp thần thấy đầu một hồi trời đất quay cuồng. Đợi đến xoay tròn lắng lại, Diệp thần lại phát hiện, mình đã không tại trong đỉnh giữa hồ, cùng Triệu Ngưng Mộng cùng một chỗ, đi tới một cái hoang vu đỏ sẫm thế giới. Cái thế giới này, âm phong vù vù,
ám vân bao phủ, không thấy ánh mặt trời, một mảnh đè nén. Ở trên mặt đất, có một đầu bạch cốt thi hài xây dựng mà thành thông lộ, một mực kéo dài hướng phương xa, cũng không biết dài bao nhiêu. Nơi này là địa phương nào? Diệp Thần tràn ngập tò mò. Triệu Ngưng Mộng nói, ngươi không cần phải để ý đến đây là địa phương nào. Chỉ đằng trước đầu kia bạch cốt thông lộ, đầu này thi hài lối đi, cùng sở hữu 800 dặm dài, ngươi chỉ cần có thể thuận lợi thông qua cái thông đạo này, đạo thứ hai khảo nghiệm coi như ngươi quá quan. Cái thông đạo này, Diệp Thần tầm mắt ngưng lại, cẩn thận nhìn về phía trước lối đi, thuần túy là bạch cốt cùng thi hài đắp lên thành lối đi, mang theo mãnh liệt đè nén khí tức, mơ hồ rõ ràng trong thông đạo, nổi lơ lửng rất nhiều quỷ hồn vong linh, giống như là nối thẳng âm phủ. Làm Diệp Thần tới gần cái kia thi hài lối đi, hắn liền ngửi được trong không khí tràn đầy nồng đậm mùi hôi thối, để cho người ta thấy cực độ ác tâm cùng khó chịu. Lối đi bốn phía, bạch cốt gai ngược, treo rất nhiều hư thối cơ bắp, có ổ uế thi thủy nhỏ giọt xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thấy vô số khô lâu cùng thi thể tán loạn trên mặt đất, cái này để người ta không khỏi thấy lưng phát lạnh. Thế nào, dám vào đi sao? Triệu Ngưng Mộng cười hỏi. Diệp Thần hít sâu một hơi, nói có gì không dám. Chỉ cần ta thông qua đầu này thi hài lối đi, liền tính qua cửa thứ hai đúng không? Triệu Ngưng Mộng nói, đúng thế. Diệp Thần trong đôi mắt, lập tức dâng lên một vệt nồng đậm nóng rực, cười nói, này lại có gì khó. Đầu này thi hài lối đi, là âm u tà lệ chút, nhưng ta luân hồi đạo, trấn áp hết thảy yêu tà, không có bất kỳ cái gì tà vật, có thể ăn mòn đạo tâm của ta. Dứt lời, Diệp Thần cũng không nói nhảm, điều động thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, bao trùm toàn thân, tạo thành một bộ thiên hỏa chiến bào, bàn chân trên mặt đất đạp mạnh, thân thể oanh một tiếng, bao phủ cuồng phong, xông vào thi hài trong thông đạo. Xông lên vào thi hài lối đi, Diệp Thần trên thân cuồng bạo thiên hỏa khí tức, liền đem trong thông đạo rất nhiều âm hồn, trực tiếp đốt thành hư vô, vô số ác quỷ tiếng hét thảm vang lên. Cái gì thi hài lối đi, cũng chỉ đến như thế. Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt nụ cười, xem ra này thi hài lối đi, cũng ngăn không được hắn thiên hỏa mệnh tinh đốt cháy. Triệu Ngưng Mộng nhìn xem Diệp Thần tự tin bộ dáng, lại là từ chối cho ý kiến cười cười, bước chân vút qua, liền đi theo Diệp Thần đằng sau, nhìn hắn muốn thế nào thông quan. Diệp Thần bước nhanh cuồng sông, chỉ muốn nhanh lên thông qua thi hài lối đi, nhưng theo bước chân hắn dần dần đi sâu, hắn thấy có chút không đúng. Thi hài trong thông đạo khí tức, càng ngày càng thâm trầm đè nén, không ngừng có ác quỷ âm hồn, theo trong hư không đản sinh ra, sau đó tại Diệp Thần thiên hỏa chiến bào thiêu đốt đốt dưới, rú thảm lấy vẫn diệt mà đi, nhưng một đầu ác quỷ phai mờ, lập tức liền có mới ác quỷ, sinh ra mà ra, vô cùng vô tận, quỷ hào tiếng liên miên bất tuyệt, muốn đâm xuyên Diệp Thần màng nhĩ. Diệp Dòng Thần nhướng mày, cũng là cảm nhận được quỷ dị, này thi hài trong thông đạo tràn ngập quỷ khí, nồng đậm thâm hậu, thế mà liền hắn thiên hỏa mệnh tinh, đều không thể hoàn toàn xua tan đi. Dần dần, Diệp Thần lại thâm nhập một chút, thi hài trong thông đạo, xuất hiện quỷ dị biến hóa. Ở chung quanh bạch cốt trên vách tường, xuất hiện từng khối tấm gương, này chút tấm gương là cổ đồng rèn đúc, nhưng trong gương chiếu rọi, lại không phải Diệp Thần mặt, mà là từng khỏa to lớn yêu dị đồng tử. Từng viên đồng tử, theo trong gương nhô ra đến, nhanh như chớp chuyển động, mang theo không thể giải thích quỷ bí cảm giác, trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Bị vô số viên yêu dị đồng tử nhìn chằm chằm, Diệp Thần nội tâm bay lên một cỗ không hiểu rung động, đạo tâm nhận cực lớn trùng kích. À, lại có thể là ma đồng quỷ kính, là quỷ đạo nhất tộc pháp bảo. Ngay tại Diệp Thần kỳ lạ không hiểu thời điểm, hắn nghe được luân hồi mộ địa bên trong, huyết kiêu ngục hoàng phát ra thanh âm kinh ngạc. Diệp Thần mừng rỡ, nói, huyết kiêu tiền bối, người biết này chút cổ quái gương đồng, là cái gì? Huyết kiêu ngục hoàng nhìn xem chung quanh bạch cốt phía trên, treo từng mặt tấm gương, còn có trong gương nhô ra tới quỷ dị đồng tử, gật đầu nói. Đây là ma đồng quỷ kính, là quỷ đạo thiên bảo một trong, mặc dù không phải bản thể, chẳng qua là mấy đạo hình chiếu, nhưng uy năng cũng hết sức lợi hại, có thể vặn vẹo người đạo tâm. Diệp Thần lẩm bẩm nói, quỷ đạo thiên bảo, ma đồng quỷ kính. Cái này cùng quỷ đế có quan hệ gì? Đang nghe huyết kiêu ngục hoàng lời nói thời điểm, Diệp Thần mơ hồ bắt được một vệt to lớn nhân quả. Đầu này thi hài lối đi, này ma đồng quỷ kính, tựa hồ cùng quỷ đế có quan hệ. Quỷ đế, cũng chính là hư không quỷ diện, đây chính là lục đạo cổ thần một trong, thân phận cực kỳ đặc thù,
Huyết Kiêu Ngục Hoàng nói, quỷ đạo thiên bảo, đây chính là quỷ đế chế tạo pháp bảo. Quỷ đế cũng là luân hồi tín đồ, hắn giống như ta, cũng cung phụng ma ngục mệnh tinh. Nhưng hắn thần thông đạo thống, cùng ta khác biệt, ta chẳng qua là cung phụng ma ngục mệnh tinh, đạt được một chút chúc phúc, cũng không có mình chân chính tuyệt học, ta chỗ có đạo pháp, đều nguồn gốc từ ma ngục mệnh tinh. Mà quỷ đế, nhưng từ ma ngục mệnh tinh bên trong, đạt được tạo hóa linh cảm, hắn đã sáng tạo ra chính mình đạo, cũng chính là quỷ đạo, trở thành quỷ đạo tổ sư. Ngoại trừ quỷ đạo tuyệt học bên ngoài, hắn còn chế tạo ra 1000 món pháp bảo, xưng là quỷ đạo thiên bảo. Này quỷ đạo thiên bảo, lợi hại nhất có 3 kiện, liền là quỷ đạo 3 đại chí bảo, trước mắt ngươi ma đồng quỷ kính, đang là quỷ đạo 3 đại chí bảo một trong, tấm gương này bên trong ma đồng quỷ quang vừa chiếu xuống tới, người bình thường đạo tâm muốn trong nháy mắt sụp đổ, bị quỷ ma quấn thân, chết không yên lành. Diệp Thần nghe xong Huyết Kiêu Ngục Hoàng, lập tức thấy rùng mình. Hắn nhìn xem chung quanh treo từng mặt tấm gương, ngừng chân không tiến, những cái kia trong gương, từng khỏa lớn đại quỷ dị đồng tử, đều lộ ra xâm nghiêm hung mang, đang nhìn chăm chú hắn, khiến cho hắn khí tức đều có chút trệ tắc nghẽn. Thế nào, không chịu nổi sao? Ta có khả năng mang ngươi ra ngoài, nhưng nửa đường rời đi, này một cửa khảo nghiệm, coi như thất bại, ngươi về sau không cho phép hỏi lại ta bất kỳ vật gì. Đứng sau lưng Diệp Thần Triệu Ngưng Mộng. Nhìn thấy Diệp Thần bước chân dừng lại, liền cười nhạt nói ra, coi là Diệp Thần muốn không chịu nổi. Diệp Thần khẽ cắn môi, nói thời gian còn sớm lắm, ai nói ta không chịu nổi. Thiên hỏa phi nhận, đi. Diệp Thần bóp quyết, mãnh liệt bộc phát ra thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, hóa thành từng thanh phi nhận, tật chạm mà ra, suy suy rung động, vạch phá không khí, cuối cùng chạm tại cái kia từng khối ma đồng quỷ kính lên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từng khối ma đồng quỷ kính, toàn bộ bị Diệp Thần chém vỡ, trên gương to lớn đồng tử, cũng đi theo bạo liệt, thế mà phát ra kêu thảm, 10 điểm quỷ dị. Tại chém vỡ ma đồng quỷ kính về sau, Diệp Thần thoáng thở dốc một thoáng, trên phạm vi lớn điều động thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, với hắn mà nói, cũng là không nhỏ tiêu hao. Tiết kiệm một chút khí lực, còn có 500 dặm đường. Triệu Ngưng Mộng thấy Diệp Thần phá hết ma đồng quỷ kính, biểu lộ cũng không có bao nhiêu biến hóa. Vẫn là nhàn nhạt cười khẽ bộ dáng. Cho tới bây giờ, này 800 dặm thi hài lối đi, Diệp Thần chỉ đi không đến một nửa, đằng sau còn có 500 dặm. Yên tâm, cái thông đạo này, còn khốn không được ta. Diệp Thần có chút dữ tợn cười một thoáng, tiếp tục tiến lên. Tiếp tục thâm nhập sâu, mỗi đi 10 dặm đường, Diệp Thần liền đụng phải pháp bảo cản đường. Này chút pháp bảo, đều là quỷ đạo thiên bảo hình chiếu. Tràn ngập quỷ sát khí, dị thường hung mãnh. Này thi hài lối đi chỗ sâu, lại có thể là treo đầy quỷ đạo pháp bảo, những quỷ đạo đó pháp bảo, tựa như là ký sinh tại xương trên kệ bướu thịt, tràn ngập quỷ dị. Diệp Thần tâm bên trong có chút run rẩy, hắn dựa vào thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, một đường đốt cháy giết đi qua, nhưng càng là đi sâu, càng cảm thấy hung hiểm cùng quỷ bí. Đầu này thi hài lối đi, là quỷ đế kiến tạo sao? Diệp Thần hồi đầu nhìn về phía Triệu Ngưng Mộng, nhịn không được dò hỏi. Chẳng lẽ nói, Triệu Ngưng Mộng áp chế ác mộng suối chi thủy biện pháp, cùng quỷ đế có quan hệ sao? Triệu Ngưng Mộng cười nói, thông minh, xem ra ngươi đã nhìn ra một chút gì, thi hài lối đi, đích thật là quỷ đế kiến tạo. Bất quá ngươi bây giờ đi đầu này, không phải chân chính thi hài lối đi, chỉ là ta căn cứ trí nhớ của mình, phục khắc ra tới. Diệp Thần mơ hồ cảm nhận được lo lắng. Nói, nữ vương tiền bối, người áp chế ác mộng suối chi thủy thủ đoạn, cũng cùng quỷ đế có quan hệ. Nếu như mượn dùng quỷ đế thủ đoạn, đi áp chế ác mộng suối chi thủy, đây tuyệt đối không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Ác mộng suối chi thủy là ác mộng, nhưng cùng quỷ đế tương quan thủ đoạn thần thông, cũng là ác mộng, mà lại vô cùng quỷ dị. Dùng một cái ác mộng, đi áp chế một cái khác ác mộng, điều này hiển nhiên không phải cái gì lý trí cách làm. Triệu Ngưng Mộng cũng không trả lời thẳng Diệp Thần, nói, ngươi trước thông qua ba đạo khảo nghiệm, ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng, bây giờ ngươi, còn không có biết rõ chân tướng tư cách. Diệp Thần tâm bên trong run lên, không tiếp tục hỏi tới, yên lặng dọc theo thi hài lối đi tiếp tục đi tới. Không ngừng đi sâu phía dưới, Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, tiêu hao đến lợi hại, khó mà tiếp tục kéo dài. May mắn, hắn át chủ bài nhiều thủ đoạn. Trực tiếp tế ra bát văn quang minh chi tâm, sáng chói thần quang nở rộ,
đem rất nhiều quỷ khí xua tan, tiếp tục thuận lợi tiến lên. Mà nhìn thấy Diệp Thần thủ đoạn, Triệu Ngưng Mộng cũng có chút khen ngợi gật đầu, nói, năm đó ta cũng không có ngươi nhiều như vậy thủ đoạn, là cứng rắn vượt qua. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, hỏi, nữ vương tiền bối, ngươi năm đó đã từng xông qua thi hải lối đi. Là quỷ đế khảo nghiệm đối với ngươi sao? Triệu Ngưng Mộng cười nói, tiểu gia hỏa, vấn đề của ngươi nhiều lắm, cẩn thận đằng trước. Nghe vậy, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy phía trước thi hải lối đi hai phía, từng sợi to lớn khung xương bên trên, khắc đầy cổ quái vặn vẹo ký tự. Những chữ kia phù, lộ ra khí tức âm xâm, lưu chuyển lên một tầng đen nhánh hào quang, làm Diệp Thần nhìn chăm chú những chữ kia phù thời điểm, trong lòng liền cảm nhận được không hiểu nóng nảy, răng có chút thấy đau nở, giống như muốn mọc ra răng nanh. Thật quỷ dị ký tự. Diệp Thần lập tức lui lại hai bước. Trong lòng nóng nảy mới thoáng bình ổn lại. Luân hồi mộ địa bên trong, Huyết Kiêu Ngục Hoàng cũng một mực chú ý thi hài lối đi, làm thấy những chữ kia phù xuất hiện, hắn thần sắc biến sắc, nói, mộ chủ cẩn thận, đó là quỷ hóa thiên thư ký tự. Diệp Thần hỏi, quỷ hóa thiên thư? Huyết Kiêu Ngục Hoàng nói, đúng vậy, quỷ hóa thiên thư, là quỷ đạo ba đại chí bảo một trong, so với ma đồng quỷ kính còn muốn lợi hại hơn. Này quỷ hóa thiên thư ký tự. Người chỉ cần thoáng tiêm nhiễm một điểm khí tức, tự thân liền sẽ mọc ra răng nanh, biến thành ác quỷ. Tại thời đại viễn cổ, quỷ đế dựa vào quỷ hóa thiên thư, chế tạo ra 8.000 vạn ác quỷ đại quân, từng một lần quét ngang chư thiên, hết sức lợi hại. Diệp Thần cả kinh nói, khủng bố như vậy. Huyết Kiêu Ngục Hoàng nói, dĩ nhiên, bất quá, nơi này quỷ hóa thiên thư ký tự, chẳng qua là hình chiếu, cũng không phải là bản thể, mộ chủ, người chỉ phải cẩn thận một chút. Vẫn là có thể đối phó. Diệp Thần gật gật đầu, cảm thấy hơi định, tầm mắt lần nữa nhìn hướng về phía trước từng sợi khung xương bên trên, tuyên khắc lạc ấn lấy quỷ hóa ký tự. Nhìn xem những chữ kia phù, hắn phảng phất nhìn thấy cổ lão thiên cơ hình ảnh, thấy năm đó quỷ đế tung hoành chư thiên, triệu hoán ác quỷ tình cảnh. Tiểu gia hỏa, những chữ kia phù, một khi lạc ấn đến nhân thân bên trên, người liền sẽ mọc ra răng nanh, hóa thân ác quỷ, đáng sợ đến vô cùng. Năm đó ta, cũng thiếu chút biến thành ác quỷ. Thậm chí, chẳng qua là tiêm nhiễm những chữ kia phù khí tức, đều có biến thành ác quỷ khả năng, cực kỳ khủng bố, người nếu là sợ đâu, có thể trực tiếp từ bỏ. Triệu Ngưng Mộng con mắt híp lại, khẽ cười nói. Nàng rất muốn nhìn một chút, Diệp Thần còn có thủ đoạn gì nữa, có thể đối kháng quỷ hóa thiên thư. Diệp Thần cười nói, đều đi đến một bước này, đâu còn có từ bỏ khả năng. Cho tới bây giờ. Đầu này 800 dặm thi hài lối đi, đã đi 700 dặm, còn kém cuối cùng 100 dặm, hắn làm sao có thể từ bỏ. Két! Diệp Thần bước chân bước ra, trực tiếp liền hướng về phía trước bay vút đi. Khi hắn vào tới quỷ hóa thiên thư ký tự phạm vi bao phủ, một màn kinh khủng liền xuất hiện, chỉ thấy cái kia rất nhiều điêu khắc ở xương trên kệ ký tự, thế mà giống như là như u linh bay ra, bay tán loạn như hồ điệp, hướng về Diệp Thần làn ra rơi đi. Trở về, đừng tiễn chết. Triệu Ngưng Mộng thấy cảnh này, quá sợ hãi, chỉ cho là Diệp Thần chết chắc. Một khi lọt vào quỷ hóa thiên thư ký tự lạc ấn, chỉ có hóa thân thành ác quỷ xuống tràng, nàng có thể không muốn nhìn thấy Diệp Thần biến thành quỷ. Nhưng mà tiếp theo sát, một cỗ sáng chói kim quang, liền từ trên người Diệp Thần bộc phát ra, vô tận kim quang hóa ra một cái kim luân, chính là thiên đế kim luân. Thiên đế kim luân vừa ra, sáng chói thần thánh chúc phúc lực lượng. Liền vần quanh Diệp Thần toàn thân. Tại thiên đế kim luân phía trên, thậm chí mơ hồ hiển hóa ra mỹ thần dáng người. Quỷ hóa thiên thư rất nhiều ký tự, còn chưa rơi vào Diệp Thần trên da, liền bị thiên đế kim luân hào quang sáng chói, trực tiếp trùng kích phân tán thành hư vô. Trong khoảnh khắc, quỷ hóa thiên thư hết thảy ký tự, triệt để biến thành cho bụi, không có thể gây tổn thương cho hại đến Diệp Thần một chút. Ta nói, này thi hài lối đi, còn khốn không được ta. Diệp Thần hồi đầu hướng Triệu Ngưng Mộng lộ ra một cái nụ cười. Triệu Ngưng Mộng ngốc ngốc xuất thần, không nghĩ tới Diệp Thần có nhiều như vậy át chủ bài, thế mà còn chấp trưởng lấy tán thần nhất mạch chí cao thần khí thiên đế Kim Luân. Này thiên đế Kim Luân hào quang, vô cùng thần thánh cuồn cuộn, nếu như là quỷ hóa thiên thư bản thể buông xuống, có lẽ còn có thể đối kháng một thoáng, nhưng nơi này ký tự chẳng qua là hình chiếu, hoàn toàn ngăn không được thiên đế Kim Luân hào quang, trực tiếp liền bị xỏ xuyên phá hủy đi. Như hắc ám bị ánh nắng chiếu phá. Còn có cuối cùng 100 dặm.
Diệp Thần cười cười, tiếp tục bay về phía trước phút đi. Ra ngoài ý định, thì hài lối đi cuối cùng 100 dặm đường, 10 điểm bình tĩnh. Diệp Thần không có gặp đến bất kỳ ngoài ý muốn cùng nguy hiểm, cuối cùng vô cùng thuận lợi đi ra ngoài. Khi hắn đi ra thi hài lối đi trong nháy mắt, trước mắt bạch quang chiếu rọi, trời đất quay cuồng. Chờ đến xoay tròn lắng lại về sau, Diệp Thần ánh mắt hoa lên, lại phát hiện mình còn êm đẹp ngồi tại trong đình giữa hồ, trước mặt trên mặt bàn, trưng bày vừa mới chịu Ngưng Mộng cho hắn đảo một chén rượu, rượu còn ấm. Vừa mới trải qua hết thảy, phảng phất chẳng qua là một trận ảo mộng. Triệu Ngưng Mộng mỉm cười nhìn xem Diệp Thần, suy nghĩ tựa hồ đã bình ổn xuống tới, nói, luân hồi chi chủ, chúc mừng ngươi, này đệ nhị cửa khảo nghiệm thông qua được. Diệp Thần khẽ giật mình, vừa mới trải qua, cũng không phải là mộng, hắn thuận lợi thông qua được 800 dặm lớn lên thi hải lối đi, cũng là thông qua Triệu Ngưng Mộng khảo nghiệm. Còn có cửa ải cuối cùng. Diệp Thần nhớ tới vừa mới tại thi hải trong thông đạo trải qua, hỏi cái kia thi hải lối đi, cuối cùng 100 dặm. Làm sao cái gì khiêu chiến đều không có. Triệu Ngưng Mộng cười nói, ban đầu có, nhưng quá mức nguy hiểm, bị ta thu lại, ta sợ ngươi không chịu nổi. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, nói, đó là cái gì khiêu chiến. Triệu Ngưng Mộng cười nói, chờ ngươi qua thứ ba cửa khảo nghiệm, ta lại nói cho ngươi. Diệp Thần âm thầm suy nghĩ, cảm thấy mơ hồ đoán được cái gì, nói, ta nghe nói quỷ đạo có ba đại chí bảo, một cái là ma đồng quỷ kính. Một cái là quỷ hóa thiên thư, ta đều đã quá quan, cuối cùng bị ngươi thu lại khiêu chiến, nghĩ đến liền là cuối cùng quỷ đạo chí bảo. Cũng tất nhiên là cường hãn nhất chí bảo. Triệu Ngưng Mộng nụ cười lập tức ngưng kết, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi chấn kinh vẻ mặt, thậm chí thế mà tựa hồ toát ra sát khí, nói quỷ đạo chí bảo nhân quả, vô cùng viễn cổ thần bí, làm sao ngươi biết? Là ai nói cho ngươi? Nghe Triệu Ngưng Mộng bộ dạng này giọng chất vấn khí. Diệp Thần biểu lộ y nguyên bình thản, nói, ta là luân hồi chi chủ, biết một chút bí mật, cũng không tính là gì a. Triệu Ngưng Mộng ngẩn ngơ, cũng phát giác chính mình phản ứng vượt quá giới hạn, thở dài một hơi, nói, thật xin lỗi. Diệp Thần cười cười, trong lòng âm thầm câu thông luân hồi mộ địa, hướng Huyết Kiêu Ngục Hoàng hỏi thăm, Huyết Kiêu tiền bối, này quỷ đạo ba đại chí bảo, cuối cùng một kiện là cái gì? Huyết Kiêu Ngục Hoàng trầm tư một thoáng, hơi hơi nhíu mày. Nói ta quên đi. Diệp Thần ngạc nhiên, nói quên đi. Huyết Kiêu Ngục Hoàng nói, đúng vậy, quỷ đạo ba đại chí bảo, lợi hại nhất một kiện, so ma đồng quỷ kính cùng quỷ hóa thiên thư, cộng lại còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần, ngưng tụ quỷ đế suốt đời tâm huyết, mà lại cái kia chí bảo, không là hắn chính mình một người chế tạo, mời khí thiên đế hỗ trợ. Diệp Thần đạo, khí thiên đế cũng hỗ trợ rèn đúc. Huyết Kiêu Ngục Hoàng nói, đúng vậy. Vì rèn đúc cái kia chí bảo, quỷ đế tâm huyết hao phí to lớn, cuối cùng bị sử thần thừa lúc vắng mà vào, thê thảm diệt sát. Cái kia chí bảo là ta đã thấy, cực kỳ khủng bố đến nhường ta đạo tâm gần như sụp đổ, vì vững chắc đạo tâm, ta đem cái kia chí bảo trí nhớ, trực tiếp xóa đi, cho nên cái kia chí bảo tên, đến cùng là bộ dáng gì, ta đã triệt để quên đi. Diệp Thần ngẩn ngơ, trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ không thể diễn tả khủng bố cảm giác. Lợi hại nhất quỷ đạo chí bảo, đến cùng là cái gì, thế mà có thể làm cho ngày xưa Huyết Kiêu Ngục Hoàng, đạo tâm gần như sụp đổ, thậm chí không thể không tự tay đem tương quan trí nhớ xóa đi. Còn có Triệu Ngưng Mộng, đối cái kia quỷ đạo chí bảo, cũng là húy mạc như thâm bộ dáng, nàng đem tương quan khiêu chiến thu lại, nói là sợ Diệp Thần không thông qua được, nhưng Diệp Thần luôn cảm giác, nàng là sợ hãi cái kia chí bảo bí mật tiết lộ. Diệp Thần nhìn thẳng Triệu Ngưng Mộng con mắt. Hỏi, áp chế ác mộng suối chi thủy biện pháp, cùng cái kia cường hãn nhất quỷ đạo chí bảo có quan hệ. Triệu Ngưng Mộng thở dài, ta nói, chờ ngươi thông qua thứ ba cửa khảo nghiệm, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Diệp Thần tò mò hỏi, vậy kế tiếp cửa thứ ba khảo nghiệm là cái gì? Triệu Ngưng Mộng mỉm cười trả lời, ngươi có thể từng nghe qua người trong truyền thuyết kia bất bại chi vương Tô Dương. Nghe được cái tên này, Diệp Thần lập tức hai mắt tỏa sáng, Tô Dương. Nghe nói hắn đã từng là gió lốc đấu trường bất bại vương giả. Triệu Ngưng Mộng nhẹ gật đầu, không sai, vô số cường giả đều từng khiêu chiến qua hắn, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ bại qua. Hàn kiếm ma thủ lôi chỉ trông một tháng, nhưng bất bại chi vương Tô Dương, trọn vẹn trông nửa năm sau ban thưởng tích lũy đến cực hạn, đã thưởng không thể thưởng, hắn mới chọn rời đi. Bằng không,
hắn còn có khả năng tiếp tục chiếm lấy đài chủ vị trí, không ai có tư cách dung chuyển địa vị của hắn. Diệp Thần nghe, đại khái đoán được, nói, thứ ba cửa khảo nghiệm, người muốn ta khiêu chiến bất bại chi vương Tô Dương. Triệu Ngưng Mộng gật đầu, đúng vậy, hạ gục Hàn Kiếm Ma, người chứng minh không được chính mình thực lực, bởi vì Hàn Kiếm Ma thực lực là không ổn định, kiếp trước kiếp này dây dưa không rõ. Chỉ có hạ gục bất bại chi vương Tô Dương, người mới có thể chứng minh chính ngươi. Nếu như ngươi có thể hạ gục hắn, ta có khả năng nói cho ngươi hết thảy. Diệp Thần tâm nghĩ khẽ động, nói cái này bất bại chi vương Tô Dương, hắn ở nơi nào? Triệu Ngưng Mộng nói, Thiên Ma Cổ Bảo, hắn là Tinh Đồng Thiên Tôn dưới trướng đồ đệ, ngươi nếu là dám khiêu chiến hắn, ta trước mang ngươi hồi trở lại lãnh địa của ta, chuẩn bị một chút, ta giúp ngươi ước chiến. Diệp Thần đạo, cái này bất bại chi vương Tô Dương, thực lực gì? Triệu Ngưng Mộng nói, Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ, ngươi không thể chỉ nhìn hắn mặt ngoài tu vi, hắn là chín đại thiên tinh bên trong, thiên bại tinh chuyển thế, giết người bại địch như cắt cỏ, ra tay xưa nay không dùng chiêu thứ hai, mà lại khí vận thâm hậu, trải qua vạn kiếp không vẫn, tuyệt không thể khinh thường. Diệp Thần cười nói, ta cũng không thể khinh thường, đừng quên ta chấp trưởng lấy luân hồi đạo thống. Triệu Ngưng Mộng cười nói, như vậy, ngươi chính là nguyện ý khiêu chiến. Diệp Thần ánh mắt hừng hực, nói cầu còn không được, chỉ cần chiến thắng cái này người, ta là có thể biết ta muốn biết hết thảy a. Triệu Ngưng Mộng gật đầu nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi thật có đủ thực lực, có thể tiếp nhận đại nhân quả, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Diệp Thần tâm bên trong nóng rực, nói tốt, ngươi giúp ta ước chiến là được. Triệu Ngưng Mộng nói, vậy chúng ta về trước Nguyên Linh Quốc, Tô Dương danh xưng bất bại chi vương, cũng không có dễ đối phó như vậy. Ta phải giúp ngươi chuẩn bị một chút. Diệp Thần đạo, đa tạ. Thương nghị cố định, Diệp Thần, Triệu Ngưng Mộng, Tuyết Liên Mặc đám người, liền ngồi một chiếc xe ngựa xa hoa, rời đi Sơn Trang, trở về Nguyên Linh Quốc. Tại Gió Lốc Tinh Vực, có to to nhỏ nhỏ phong quốc. Này chút phong quốc, cùng loại các nước chư hầu, bảo vệ lấy Gió Lốc Tinh Vực, mặc kệ sau lưng như thế nào tranh đấu, mặt ngoài đều muốn phụng Tinh Đồng Thiên Tôn làm chúa tể. Tinh Đồng Không Thiên Tôn liền là chí tôn, tương đương với thiên tử, Triệu Ngưng Mộng thân phận xem như chư hầu, tại chính mình phong quốc bên trong có thể xưng nữ vương, nhưng ở Tinh Đồng Thiên Tôn trước mặt, thân phận muốn thấp một bậc. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng, nàng có thể là đã từng Gió Lốc Tinh Vực nữ vương chúa tể, chẳng qua là ngủ say trong quá trình, gia viên bị Tinh Đồng Thiên Tôn chiếm cứ, bị tình thế ép buộc, không thể không cúi đầu thôi. Nguyên Linh Quốc, liền là Triệu Ngưng Mộng phong quốc. Là nguyên linh tộc khu quần cư, vị trí vô cùng ẩn nấp vắng vẻ, xưa nay không cùng với những cái khác phong quốc trao đổi. Tại Gió Lốc trong tinh vực, chỉ có vô cùng số ít người, biết được Triệu Ngưng Mộng thân phận chân thật, bình thường người chỉ cho là nàng là bình thường chư hầu vương. Nguyên Linh Quốc sinh tồn tài nguyên, một là dựa vào Tinh Đồng Thiên Tôn tuổi thưởng, hai là dựa vào cùng bên ngoài thương hội bí mật giao dịch. Tỷ như Lôi Thần Thiên Tôn Thanh Vân Thương Hội, liền cùng Nguyên Linh Quốc có không ít bí mật mậu dịch. Đến mức Tinh Đồng Thiên Tôn tuổi thưởng, là vì dàn xếp ổn thỏa, dù sao hắn chiếm cứ nguyên linh tộc quê hương, tại lý có thua thiệt, nhất định phải cho nguyên linh tộc đầy đủ ân huệ, bằng không Triệu Ngưng Mộng vạch mặt, hắn cũng sẽ không dễ chịu. Nguyên Linh Quốc cương thổ, tại một mảnh to lớn trong rừng rậm mặt. Làm xe ngựa xuyên qua rừng rậm thủ hộ tinh bích, Diệp Thần chính thức bước vào Nguyên Linh Quốc lãnh địa, lại kinh ngạc phát hiện, trong xe ngựa, Triệu Ngưng Mộng cùng Tuyết Liên Mặc bộ dáng, sản sinh biến hóa. Tóc của các nàng, trong nháy mắt hóa thành màu trắng bạc, lỗ tai trở nên nhọn, như con thoi hình, làn da cũng biến thành trắng hơn thích, giống như đang phát sáng, óng ánh trong suốt. Hình dạng của các ngươi. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, Triệu Ngưng Mộng cùng Tuyết Liên Mặc bộ dạng này tóc bạc lắng tai bộ dáng, chính là trong truyền thuyết nguyên linh tộc bản tướng. Triệu Ngưng Mộng cười nói, tại bên ngoài cần che giấu thân phận, tránh cho phiền toái, trở lại chính mình phong quốc, cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Diệp Thần gật gật đầu, hiểu được. Xuống xe ngựa, Diệp Thần đi vào Nguyên Linh Quốc một chỗ trong thôn trang. Nguyên Linh Quốc nói là phong quốc, trên thực tế là cái đại bộ lạc, do từng cái thôn trang cấu thành, trong thôn trang sinh hoạt rất nhiều da trắng mỹ mạo Nguyên Linh thiếu nữ, các nàng đều là phi nhân tồn tại, là tinh thuần nhất thiên địa linh khí, ngưng tụ mà thành Nguyên Linh sinh vật. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, liền thấy chung quanh sôi nổi lấy rất nhiều Nguyên Linh thiếu nữ, từng cái tuổi trẻ hoạt bát. Đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn.
Nguyên linh tộc không có người già trẻ em lời giải thích, hết thảy nguyên linh tộc nhân vừa sinh ra, liền là thiếu nữ bộ dáng, mặc dù tiếp nhận tuế nguyệt mài mòn, cũng sẽ không già nua, vĩnh bảo thanh xuân thiếu nữ. Triệu Ngưng Mộng đã sớm phát ra ý chí, nói sẽ mang Diệp Thần tới. Nhưng rất nhiều nguyên linh các thiếu nữ, vẫn là hết sức tò mò đánh giá Diệp Thần, dù sao vạn cổ đến nay, còn là lần đầu tiên có nam tử, bước vào vùng rừng rậm này. Luân hồi chi chủ, người muốn chiến thắng bất bại chi vương Tô Dương, nhất định phải cam đoan có sung túc tinh lực, tộc ta bên trong hứa nhiều thiếu nữ, các nàng thân thể đều tràn ngập linh khí, người nếu là coi trọng người nào, có thể trực tiếp thải bổ, không cần khách khí với ta. Triệu Ngưng Mộng thanh âm thản nhiên nói, đối Diệp Thần cũng là hết sức hào phóng. Rất nhiều nguyên linh thiếu nữ, đang nghe Triệu Ngưng Mộng lời về sau, đùa nở nụ cười, lại dồn dập xích lại gần đi lên, dùng chờ mong ánh mắt nhìn Diệp Thần, tựa hồ cũng nghĩ thử một chút âm dương bổ sung mùi vị. Diệp Thần cười lắc lắc đầu nói, thải bổ thì không cần, ta tựa hồ cảm giác được, thôn này bên trong có cái gì đặc thù linh khí nguồn suối. Tại đặt chân thôn trang trong nháy mắt, Diệp Thần cũng cảm giác được, nơi này thiên địa linh khí, 10 điểm nồng đậm, địa mạch chỗ sâu phảng phất ẩn chứa thần bí năng lượng, nếu là có thể hấp thu, so với đơn thuần thải bổ thiếu nữ, hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt hơn. Ha ha, người cảm ứng cũng là mẫn duệ, đó là ngân nguyệt tiên chỉ năng lượng khí tức, đi theo ta. Triệu Ngưng Mộng cười một thoáng, vẫy tay, nhanh chân đi về phía trước. Ngân nguyệt tiên chỉ. Diệp Thần có chút tâm động, đi theo Triệu Ngưng Mộng tiến đến, rất đi mau đến thôn trang chỗ sâu, nơi này 10 điểm yên lặng, không có một cái nào nguyên linh tộc nhân, chung quanh chỉ có cỏ xanh cùng cây cối. Chỉ thấy một cái óng ánh sáng long lanh ao nước, tọa lạc tại cỏ xanh cùng rừng rậm ở giữa. Trên trời rõ ràng treo thái dương, nhưng này ao nước hình chiếu, lại là một vòng ngân nguyệt, bạc ánh sáng màu trắng chất chứa trong đó, 10 điểm mỹ lệ. Tại ao nước bên trong, còn cắm một thanh trường kiếm, thân kiếm doanh doanh như thu thủy, cũng là chiếu rọi ánh trăng. Đây là... Diệp Thần nhìn xem cái ao này, nhìn xem này trường kiếm, trong lòng một hồi xúc động. Triệu Ngưng Mộng nói, đây là thập đại bên trong tiên chỉ ngân nguyệt tiên chỉ, linh khí năng lượng 10 điểm nồng đậm, trong hồ kiếm gọi ngân nguyệt kiếm, là ngân nguyệt tiên chỉ năng lượng hội tụ mà thành. Nếu như người cùng bất bại chi vương Tô Dương khai chiến, hắn có địa mạch gia trì, người không có, hết sức thua thiệt. Người hôm nay ngay tại này ngân nguyệt bên trong tiên chỉ, thật tốt tu luyện, hấp thu tiên chỉ linh khí, người cũng có thể đạt được địa mạch chúc phúc. Đến lúc đó, người lại chấp trưởng ngân nguyệt kiếm, là có thể áp chế Tô Dương địa mạch ưu thế. Diệp Thần nghe được Triệu Ngưng Mộng an bài, cười nói, nữ vương tiền bối, người cũng là khắp nơi vì ta suy nghĩ, sợ ta đánh không lại Tô Dương giống như. Đã như vậy, người trực tiếp đem hết thảy bí mật nói cho ta biết, không được sao. Hà tất lại muốn ta đi khiêu chiến. Triệu Ngưng Mộng chừng Diệp Thần liếc mắt, nói ta là vì đối chiến công bằng, miễn cho ngươi đến lúc đó thua không phục. Ha ha, người muốn biết sau lưng bí mật, trước chiến thắng bất bại chi vương Tô Dương lại nói. Nghe Triệu Ngưng Mộng như vậy mang theo lạnh lùng ngữ khí, Diệp Thần cũng là có chút bất đắc dĩ cùng xấu hổ, nhún vai một cái nói, được a, người giúp ta ước chiến, ta trước tiên ở nơi này tu luyện. Triệu Ngưng Mộng gật gật đầu, liền quay người rời đi. Ngân Nguyệt Tiên chỉ bên cạnh, cũng chỉ còn lại có Diệp Thần một người. Nhìn xem cái kia hiện ra ánh trăng cùng tinh mang ao nước, Diệp Thần hít sâu một hơi, cũng là cảm nhận được dư thừa linh khí, tại đây Ngân Nguyệt bên trong tiên chỉ tu luyện, nhất định có khả năng đại đại tăng tiến tu vi. Ngay sau đó, Diệp Thần liền tiến vào bên trong tiên chỉ, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện thổ nạp, lại rút ra Ngân Nguyệt kiếm. Đặt nằm ngang đầu gối trước, chậm rãi tiến nhập trạng thái tu luyện. Ngân Nguyệt tiên chỉ linh khí, 10 điểm nồng đậm, mà lại mang theo địa mạch chúc phúc năng lượng, Diệp Thần không ngừng hấp thu nhập vào xuất ra phía dưới, quả nhiên thấy tinh thần dịch dịch, cả người giống như cùng địa mạch hòa làm một thể. Tại tiên chỉ linh khí không ngừng tẩm bổ dưới, Diệp Thần tu vi, cũng là mơ hồ có đột phá dấu hiệu, nhưng chạm đến bình cảnh, giống như kém một chút thời cơ. Thủy chung không có thể chân chính xông phá cảnh giới hạn chế. Xem ra, ta còn cần chân chính thực chiến, mới có thể lần nữa đột phá. Diệp Thần tâm nghĩ đến, một mực tu luyện tới đêm khuya, lại lấy ra tại gió lốc đấu trường bên trong lấy được ban thưởng bảo dương. Đánh mở bảo dương, chỉ thấy bên trong đừng có không gian, chứa đựng đại lượng nguyên ngọc cùng đặc thù linh thạch, còn có thật nhiều dược liệu hy hữu chân bảo.
Những tu luyện này tài nguyên, đối người bình thường tới nói, có thể xưng bảo tàng, nhưng đối Diệp Thần tới nói, cũng không tính là gì hiếm lạ, coi như toàn bộ hấp thu, hắn tu vi cũng rất khó đột phá. Bất quá, nhiều như vậy tài nguyên, dùng tới nuôi dưỡng tiểu cấm yêu cùng rèn đúc bất hủ phong bia, cũng là rất không tệ lựa chọn. Ngay sau đó, Diệp Thần liền đem bảo dương bên trong tài nguyên, chia làm 3 phần, một phần cho tiểu cấm yêu dùng, một phần dùng tới tôi tạo bất hủ phong bia, tráng lớn bất hủ phong bia lực lượng, cuối cùng một phần là lưu cho Hàn Diễm. Dù sao cái này tài nguyên bảo dương, kỳ thật ban đầu là thuộc về Hàn Diễm, Diệp Thần chiến thắng hắn về sau, mới rơi xuống trong tay hắn. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Diệp Thần tiếp tục yên lặng tu luyện, liền đợi đến Triệu Ngưng Mộng giúp hắn ước chiến. Chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời chiếu sáng trong rừng rậm, Diệp Thần còn ngâm tại ngân nguyệt bên trong tiên trì, đi qua một đêm tu luyện, hắn hấp thu vô tận linh khí, nhưng ngân nguyệt tiên trì, vẫn là ánh trăng óng ánh, tinh mang lấp lánh bộ dáng, linh khí thế mà không có chút nào suy yếu. Tiên trì này, linh khí quả nhiên nồng đậm, ta hung ác như thế hấp thu luyện hóa, linh khí thế mà còn không có hao tổn bộ dáng. Diệp Thần tâm bên trong âm thầm kỳ lạ, đối này ngân nguyệt tiên trì, cũng là sinh ra hứng thú nồng hậu. Lúc này, Triệu Ngưng Mộng mang theo Tuyết Liên Mặc cùng mấy cái nguyên linh thiếu nữ, đi tới trong rừng rậm. Hôm nay Triệu Ngưng Mộng, đổi lại nguyên linh tộc trang phục, một bộ khinh bạc sa y, uyển chuyển đường cong như ẩn như hiện, trên đầu mang theo một cái vòng hoa, cả người tựa như cùng tự nhiên rừng rậm hòa làm một thể, rất có tươi mát mùi vị. Diệp Thần nhìn xem trên đầu nàng vòng hoa, không biết sao, nhớ tới Tôn Di. Tôn Di mang lên trên thảo thần vòng hoa, trước mắt còn tại Thiên Ma Tinh Hải bên trong, tại dung hợp thảo thần đạo thống. Nếu là nàng có thể hoàn toàn kế thừa thảo thần đạo thống, là có thể trở thành mới thảo thần, không cần Diệp Thần cứu viện, nàng có khả năng một bước trèo lên thần xưng cực, đột phá Thiên Ma Tinh Hải phá giết ra tới. Chỉ bất quá, Diệp Thần từ nơi sâu xa, nhìn thấy tương lai đáng sợ vận mệnh. Hắn thấy được một màn thảm liệt hình ảnh, cái kia chính là, tử thần giáo đoàn giáo chủ Thiên Khải Chí Tôn, vì ngăn cản Tôn Di trèo lên thần, thế mà không tiếc đại giới, đem Thiên Ma Tinh Hải hiến tế cho Sửu Thần. Nếu là Thiên Ma Tinh Hải, rơi xuống Sửu Thần trong tay, hậu quả khó mà lường được, Tôn Di rất có thể phải bị ô nhục. Này tương lai hình ảnh, nhường Diệp Thần tâm đầu lo lắng, trong mắt toát ra âm trầm suy nghĩ, hắn lại trong cõi u minh thấy, vận mệnh của mình sợi tơ, rất nhanh muốn cùng Thiên Khải Chí Tôn dây dưa đến cùng nhau. Diệp Thí Thiên, làm sao vậy, ngươi là không thoải mái sao? Vẻ mặt làm sao khó coi như vậy? Triệu Ngưng Mộng cảm giác được Diệp Thần dị dạng, mở miệng dò hỏi. Diệp Thần lấy lại tinh thần, cười cười nói, không có gì, ta rất tốt, này ngân nguyệt tiên trì, linh khí 10 điểm nồng đậm, ta tu luyện một ngày, khí tức đã cùng địa mạch tương dung, coi như đối mặt bất bại chi vương Tô Dương, cũng sẽ không lỗ. Cùng Tôn Di tương quan tương lai, còn chưa có xảy ra. Hiện tại suy nghĩ nhiều cũng là vô ích, việc cấp bách, là trước thông qua Triệu Ngưng Mộng khảo nghiệm, chiến thắng bất bại chi vương Tô Dương, mới có cơ hội biết bảy ác mộng trận tương quan hết thảy bí mật. Triệu Ngưng Mộng cười nói, rất tốt, không cần ta giúp ngươi ước chiến, hôm nay bình minh sáng sớm, thiên ma cổ bảo bên kia, liền phát tới chiến thư, muốn mời ngươi đi cùng bất bại chi vương Tô Dương luận võ. Nói xong, Triệu Ngưng Mộng lấy ra một phong chiến thư, ném cho Diệp Thần. Diệp Thần có chút ngoài ý muốn, mở ra chiến thư xem xét, quả nhiên là Tinh Đồng Thiên Tôn gửi tới, đối phương thế mà tự mình mời hắn, cùng bất bại chi vương Tô Dương luận võ. Tinh Đồng Thiên Tôn thế mà tự mình mời ta, hắn muốn làm gì? Diệp Thần nhíu nhíu mày, đối phương chủ động mời, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Triệu Ngưng Mộng cười ha ha, nói Tinh Đồng Thiên Tôn khí lượng nhỏ hẹp cực kỳ, nhưng người loại này thiên tài, không có thể để cho hắn sử dụng. Hắn hơn phân nửa là động sát tâm, mong muốn đưa ngươi gạt bỏ. Coi như không thể gạt bỏ ngươi, cắt ngang ngươi võ đạo sống lưng, nhưng ngươi trở thành phế nhân, với hắn mà nói, cũng là tốt. Diệp Thần nhíu mày càng sâu, thấy chiến trên sách, Tinh Đồng Thiên Tôn lại đưa ra tỷ võ tặng thưởng. Nếu như Diệp Thần thắng, hắn sẽ đem hắn thông thiên ma cổ bảo, đưa cho Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần thua, liền muốn đem tự thân 5 khối thiên ma cổ bảo mảnh vỡ. Toàn bộ giao ra. Giao dịch này, dùng một khối thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, cược Diệp Thần 5 khối, nhìn như bất công, nhưng trên thực tế cũng không bất công. Bởi vì Tinh Đồng Thiên Tôn thiên ma cổ bảo,
chính hắn cư ngụ vạn thế kỷ nguyên, dùng vô số tài nguyên tâm huyết đi đổ vào. Hắn thiên ma cổ bảo, coi như chẳng qua là một mảnh vụn, năng lượng nội tình so với Diệp Thần 5 mảnh vụn cộng lại, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Này luận võ, là tại thiên ma cổ bảo cử hành. Diệp Thần nhìn xem chiến thư, phía trên có nâng lên tỷ võ địa điểm, liền là tại tinh đồng thiên tôn thành bảo bên trong. Tại chỗ kia, bất bại chi vương Tô Dương, có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi ưu thế. Triệu Ngưng Mộng nói, ta nói, tinh đồng thiên tôn tính tình nhỏ hẹp cực kỳ, hắn có thể chiếm tiện nghi của ngươi, tự nhiên là không muốn ăn thiệt thòi, ngươi có nguyện ý không tiếp chiến. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, nói chiến liền chiến, ta cũng muốn nhìn một chút cái kia bất bại chi vương Tô Dương, đến cùng lợi hại đến mức nào. Hắn tại Ngân Nguyệt bên trong tiên chỉ tu luyện một đêm, lại chấp trưởng lấy Ngân Nguyệt kiếm, tự thân cũng có địa mạch chúc phúc, cũng không sợ Tô Dương ưu thế. Mà lại, có được luân hồi huyết mạch Diệp Thần, cũng sẽ không e ngại bất luận cái gì người. Triệu Ngưng Mộng tầm mắt lóe sáng, nói, rất tốt. Ngươi nếu có thể đánh bại bất bại chi vương Tô Dương, liền có thể tầng tầng thất bại tinh đồng thiên tôn nhuệ khí, đối ta nguyên linh tộc tới nói, cũng là thiên đại hảo sự. Nàng thân là nguyên linh tộc nữ vương, một lần nghĩ tới giết ngược lại tinh đồng thiên tôn, một lần nữa đoạt lại gió lốc tinh vực chúa tể quyền hành, nhưng cũng tiếc tinh đồng thiên tôn khí diễm hừng hực, nàng cũng không có nắm chắc trực diện kỳ phong. Nếu là Diệp Thần có thể hạ gục Tô Dương, cũng có thể gián tiếp áp chế tinh đồng thiên tôn khí diễm, nhưng Triệu Ngưng Mộng có một lần nữa đoạt quyền cơ hội. Diệp Thần nghe được nàng, trong lòng giờ mới hiểu được, Triệu Ngưng Mộng khăng khăng muốn hắn quyết đấu Tô Dương, không chỉ là vì khảo nghiệm thực lực của hắn, cũng vì áp chế tinh đồng thiên tôn, một lần nữa đoạt quyền. Chuẩn bị phi thuyền, lập tức xuất phát đi thiên ma cổ bảo. Triệu Ngưng Mộng mệnh lệnh hạ xuống. Sau nửa canh giờ, phi thuyền theo nguyên linh quốc rừng rậm cất cánh, cấp tốc trên đường đi tinh đồng thiên tôn thành bảo. Trên phi thuyền, Diệp Thần, Triệu Ngưng Mộng, Tuyết Liên Mặc ba người, đứng ở đầu thuyền bên trên, phía sau là một đám tinh nhuệ nguyên linh tộc nữ chiến sĩ. Hết thảy nguyên linh tộc nhân bộ dáng, đều làm che giấu, cùng phổ thông nhân tộc nữ tử không khác. Vừa mới Triệu Ngưng Mộng đã phát ra hồi âm, nói sẽ mang Diệp Thần lập tức đến thăm thiên ma cổ bảo. Dù sao cũng là đi tinh đồng thiên tôn lãnh địa, cho nên vì lý do an toàn, Triệu Ngưng Mộng mang không ít tinh nhuệ hảo thủ đi theo. Nghĩ đến sắp cùng bất bại chi vương Tô Dương luận võ, Diệp Thần tâm tình cũng là có chút điểm nóng rực lên, nhưng không biết sao, trong đầu của hắn thủy chung quanh quẩn lấy thiên khải chí tôn thân ảnh, vung đi không được. Hắn luôn có dự cảm, không bao lâu, hắn sẽ cùng thiên khải chí tôn lại gặp nhau. Lắc đầu, Diệp Thần ngắm nhìn phương xa, không nghĩ nhiều nữa. Phi thuyền phá không, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đến phong bạo chi thành, cũng buông xuống đến thiên ma trong pháo đài cổ. Thiên ma trong pháo đài cổ các trưởng lão, biết Triệu Ngưng Mộng đến thăm, sớm liền chuẩn bị xong nghênh đón nghi thức, từng đội thị vệ mặc áo giáp, cầm binh khí, trưng bày tại hai bên, khí thế xâm nghiêm. Tinh đồng thiên tôn tự mình mang theo mấy cái trưởng lão, ra nghênh tiếp. Diệp Thần, Triệu Ngưng Mộng đám người, theo trên phi thuyền xuống tới. Tinh đồng thiên tôn khách sáo chắp tay, ha ha cười nói, Triệu nữ vương, cung nghênh đại giá. Triệu Ngưng Mộng cười nhạt nói, tinh đồng thiên tôn, lời khách sáo cũng không cần nói, trận luận võ này ngươi là nghiêm túc. Thua, ngươi thật nguyện ý nắm thiên ma cổ bảo giao ra. Tinh đồng thiên tôn cười nói, tự nhiên là thật, bất quá nếu là vị này Diệp Thí Thiên công tử thua, hắn cũng muốn đem trên người hắn thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, toàn bộ giao ra. Hắn nghĩ đến nếu có thể đạt được Diệp Thần mảnh vỡ, hắn thiên ma cổ bảo, liền có thể khôi phục hoàn chỉnh, từ đó vĩnh trấn gió lốc tinh vực. Lại không lo lắng âm thầm. Triệu Ngưng Mộng nói, tự nhiên, Tô Dương ở đâu? Tinh đồng thiên tôn nhìn về phía thành bảo đỉnh hướng đi, kêu lên, Tô Dương, còn không mau một chút hạ tới bái kiến Triệu nữ vương. Chỉ thấy tại thành bảo đỉnh, lại đứng sừng sững lấy một người, hắn khoanh tay, đang quan sát phía dưới, coi trời bằng vung, phảng phất liền tinh đồng thiên tôn cùng Triệu Ngưng Mộng, hắn cũng không để tại mắt bên trong. Đang nghe tinh đồng thiên tôn lời về sau, thành bảo đỉnh bên trên người, mới thả người bay xuống dưới, như một con chim lớn, bình ổn rơi trên mặt đất, ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo, nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Triệu Ngưng Mộng, mang theo lạnh lùng chắp tay nói. Gặp qua Triệu Nữ Vương, gặp qua Luân Hồi Chi Chủ.
Diệp Thần tâm nghĩ, này người liền là bất bại chi vương Tô Dương. Tu vi nội tình hoàn toàn chính xác cường hãn. Hắn âm thầm đánh giá Tô Dương, người sau tu vi nội tình, so với bình thường thiên nguyên cảnh võ giả thâm hậu, thậm chí so với Hàn Diễm còn phải thâm hậu rất nhiều, lộ ra một cỗ bất phàm khí thế, lại có một cỗ thiên mệnh đạo uẩn, là thiên bại tinh chuyển thế, huyết mạch cực kỳ đặc thù. Mơ hồ ở giữa, Diệp Thần cảm nhận được mãnh liệt áp bách, nếu quả thật cùng bất bại chi vương Tô Dương khai chiến, hắn nghĩ chiến thắng, chỉ sợ cần phải bỏ ra không ít đại giới. Triệu Ngưng Mộng cười nói, Tinh Đồng Thiên Tôn, ngươi cầm toàn bộ thiên ma cổ bảo làm đấu võ tặng thưởng, xem ra là coi là Tô Dương tất thắng. Tinh Đồng Thiên Tôn cười nói, thắng bại hay không, cái kia muốn đánh qua mới biết được. Triệu Ngưng Mộng cười nói, được a, ta cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là hắn cái này thiên bại tinh chuyển thế lợi hại, vẫn là luân hồi chi chủ lợi hại. Dứt lời, Triệu Ngưng Mộng liền mang theo thủ hạ người, thối lui đến phía sau. Tinh Đồng Thiên Tôn cũng mang theo thủ hạ người thối lui, cho Diệp Thần cùng Tô Dương, nhường ra lớn nhất khối đất trống. Tô Dương nhìn chằm chằm Diệp Thần, lúc này Diệp Thần còn mang theo cái kia thanh đồng quỷ diệt, hắn cười lạnh, nói. Luân hồi chi chủ, thân phận của ngươi đã bại lộ, cần gì phải lại mang theo mặt nạ. Diệp Thần lạnh nhạt nói, quen thuộc. Tô Dương cười ha ha, nói ta có khả năng hạ thủ lưu tình, không giết ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng quy thuận Tinh Đồng đại nhân. Diệp Thần đạo, không cần, ngươi cứ việc động thủ là được. Tô Dương trong mắt lướt qua một tia âm tàn, rất tốt, đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Tiếng nói vừa ra, Tô Dương bàn chân tại mặt đất đạp mạnh, thân thể bắn mạnh mà ra, trước tiên đoạt công, trong tay xuất hiện một thanh đao, thân đao huyết mang lượn lờ, sắc bén dị thường, tản mát ra lăng lệ khí, vừa nhìn liền biết là đỉnh cấp thần binh. Long Minh huyết đao, ha ha, Tô Dương, xem ra ngươi này bất bại chi vương, đối chiến luân hồi chi chủ, cũng là cẩn thận a. Triệu Ngưng Mộng nhìn xem Tô Dương trong tay đao, cười một thoáng, nhưng vẻ mặt lại là có chút ngưng trọng, rõ ràng nàng biết cây đao kia bất phàm. Đối diện Tinh Đồng Thiên Tôn, Từ Tốn nói, đối chiến luân hồi chi chủ, vậy dĩ nhiên muốn toàn lực ứng phó, ai dám chủ quan. Tô Dương tay cầm Long Minh huyết đao, một vệt cuồng bạo vô cùng khí diễm. Theo hắn trong đan điền bạo phát đi ra, cỗ khí thế kia, so với Hàn Diễm còn muốn hung mãnh rất nhiều, cả thanh đao đều phát ra một hồi thiên long giống như vù vù, trên thân đao huyết quang lấp lánh, cũng là hóa ra một cái hình rồng. Cảm thụ được Tô Dương khí thức mạnh mẽ, Diệp Thần thần sắc cũng là có chút điểm ngưng trọng lên. Không khí nổ tung, Tô Dương mắt lạnh nhìn Diệp Thần, thân thể bao phủ phong vân, thiên địa linh khí chấn động, một cỗ cuồng bạo huyết tinh, vô cùng uy mãnh đao khí. Đã là chảm phá chân trời hư không, chém tới Diệp Thần. Một đao này uy thế, còn mang theo địa mạch chúc phúc năng lượng, cực kỳ bá đạo. Keng! Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng không hoảng hốt, duy trì trầm ổn, trong tay lật ra ngân nguyệt kiếm, linh khí quán trú tại trên thân kiếm, cả thanh kiếm toát ra ánh trăng hào quang màu xanh, đúng là vững vàng đón đỡ ở Tô Dương Long Minh huyết đao. Cây đao này, là Thiên Khải Chí Tôn chế tạo. Tại đón đỡ ở Tô Dương binh khí trong nháy mắt, Diệp Thần tâm bên trong sinh ra một cỗ mãnh liệt xúc cảm, bắt được nhân quả, đúng là kinh ngạc phát hiện, Tô Dương trong tay Long Minh huyết đao, tựa hồ là Thiên Khải Chí Tôn chế tạo. Chẳng lẽ nói, Tinh Đồng Thiên Tôn cùng Thiên Khải Chí Tôn, cả hai là nhận biết, thậm chí quen biết, luân hồi chi chủ, quả nhiên có ít đồ. Tô Dương Long Minh huyết đao, bị Diệp Thần vững vàng đón đỡ ở, hắn đôi mắt bên trong lộ ra phong mang thần thái. Biết Diệp Thần mạnh mẽ, so với hắn lấy phía trước đối địch thủ, có thể muốn lợi hại hơn nhiều. Hắn trước kia ỷ vào Long Minh huyết đao, giết người xưa nay không dùng đao thứ hai. Nhưng bây giờ đối mặt Diệp Thần, đao thế của hắn lại là bị ngăn trở. Ha ha, đa tạ khen ngợi. Diệp Thần cười cười, thu liễm lại tạp niệm trong lòng, mặc kệ Thiên Khải Chí Tôn, cùng gió lốc tinh vực quan hệ như thế nào, hắn hiện tại cần làm, liền là hạ gục Tô Dương. Đại mộ thần kiếm. Diệp Thần không nói hai lời, nhất kiếm cuồng chảm mà ra, mang theo cuồn cuộn thiên táng khí, như là muốn mai táng chư thiên, thao thao kiếm khí bao phủ hướng Tô Dương. Long Minh cửu thiên. Tô Dương quát to một tiếng, không sợ chút nào, thần đao huyết mang nổ lên, bạo phát ra thần long phóng lên tận trời, Long Minh tiếng chấn động tiêu vũ, uy thế không kém chút nào Diệp Thần. Hai người đao kiếm giao phong, trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Hô hấp ở giữa giao thủ mấy chục hiệp.
Nhìn xem hai người giao chiến, Tinh Đồng Thiên Tôn đôi mắt lập lòe phong mang, hắn rất nhanh liền kỳ lạ phát hiện, Tô Dương thế mà không chiếm được chút tiện nghi nào. Phải biết, Tô Dương có địa mạch chúc phúc, tại thiên ma trong pháo đài cổ, hẳn là chiếm hết ưu thế. Nhưng cỗ này ưu thế, tại cùng Diệp Thần giao thủ thời điểm, cũng không có bày biện ra tới. Diệp Thần thế mà cũng có địa mạch chúc phúc. Mà lại, Diệp Thần trong tay kiếm, còn có thể áp chế Tô Dương địa mạch chúc phúc hiệu quả, để cho hai người thoát khỏi hết thảy bên ngoài quấy nhiễu, chỉ bằng thực lực chân chính quyết phân thắng thua. Tiểu tử này, hấp thu qua ngân nguyệt tiên chỉ linh khí. Tinh Đồng Thiên Tôn vẻ mặt âm trầm, nhìn ra mánh khóe, tầm mắt vừa nhìn về phía Triệu Ngưng Mộng, thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết ngân nguyệt tiên chỉ là nguyên linh tộc thánh chỉ, bình thường nguyên linh tộc các thiếu nữ, đều là ở trong ao tắm rửa. Đó là tính mạng của các nàng nguồn suối, tịnh hóa chi nguyên, có thể nói đúng không cho ô uế tồn tại. Nhưng bây giờ, Triệu Ngưng Mộng thế mà cho phép Diệp Thần, hấp thu ngân nguyệt tiên chỉ linh khí, có thể nghĩ, nàng đem Diệp Thần bỏ vào hạng gì địa vị trọng yếu lên. Huyết kiêu phá ma trưởng. Giữa sân, trong giao chiến hai người, Tô Dương đột nhiên sử dụng ra một trưởng, lòng bàn tay bùng nổ hào quang óng ánh, có cực kỳ mạnh mẽ linh khí cùng huyết khí hội tụ. Một đạo mang theo huyết kiêu đồ đằng trưởng ấn, đột nhiên theo hắn lòng bàn tay bạo đánh văng ra ngoài, đè nát không khí, mong muốn đem Diệp Thần một trưởng oanh bạo. Thấy Tô Dương một trưởng này, Diệp Thần lại là một hồi kỳ lạ, tinh thần câu thông huyết kiêu ngục hoàng, nói tiền bối, đây là thần thông của ngươi đi. Thứ tự chương nhảy từ 10.356 lên 10.369. Nội dung có mất hay không thì không rõ, anh em thông cảm. Diệp Thần đạo, không phải, này tiểu cương thi là kim ô tước vật chứa, nàng bây giờ còn không thể hoàn toàn phát huy kim ô tước lực lượng, chỉ có thể phóng thích một chút ra tới. Triệu Ngưng Mộng có chút tiếc hận, nói, vậy thì thật là đáng tiếc, nếu là có đỉnh phong tám đuôi trợ lực, chúng ta có khả năng dễ dàng xé nát Tinh Đồng Thiên Tôn. Diệp Thần cười nói, chờ sau này đi, lần này, liền từ ngươi ta hợp lại, chu diệt địch đến. Diệp Thần ánh mắt trở nên lăng lệ. Hắn thấy cái kia thiên ma cổ bảo, đã bay đến nguyên linh quốc rừng rậm vùng trời, như một tòa thật to chiến tranh thành lũy, trôi nổi trên bầu trời, tản mát ra vô cùng khí tức kinh khủng. Thành bảo đỉnh, Tinh Đồng Thiên Tôn nhìn thấy Diệp Thần sau lưng huyết dực triển khai bộ dáng, da mặt lập tức kịch liệt co quắp một thoáng, quát tiểu tử, người quả nhiên là lão quỷ kia truyền nhân. Ẩn giấu đến thật là đủ sâu ha. Thiên Khải Chí Tôn cảm nhận được Diệp Thần khí thế mạnh mẽ, cũng không nhịn được sầm mặt lại. Nói kẻ này thủ đoạn thông thiên, át chủ bài vô tận, tu vi tiến triển cực nhanh, hôm nay nếu không thể chu diệt hắn, hậu hoạn vô tận. Hắn tế ra khí thiên tỏa, từng đầu xích sắt ào 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 rung động, trực tiếp liền ra tay, cũng không có chút nào nói nhảm, từng cái xích sắt mang theo tuyệt sát ma khí, sâu xuyên qua hư không, hướng về Diệp Thần cấp tốc bắn giết mà đi. Tinh Đồng Thiên Tôn thấy thế, cũng là không nói hai lời, liền theo thành bảo đỉnh bay hạ xuống, hai tay kết ấn. Tinh quang sục sôi, quát. Đại sao trời ấn. Một đường to lớn thủ ấn, mang theo thao thiên tinh quang huy hoàng, nương theo lấy Thiên Khải Chí Tôn khí thiên tỏa dây xích, gào thét lên thẳng hướng Diệp Thần. Hắc hắc, diệt trừ luân hồi viên này rất độc lựu, làm sao có thể thiếu ta. Ma trọng lâu giữ tợn cười rộ lên, thiên ma cánh bao phủ gió lốc, theo thành bảo đỉnh bay tập mà xuống, như ác ma lợi chảo, cũng là quay đầu cầm lấy Diệp Thần đầu. Thiên Khải Chí Tôn, Tinh Đồng Thiên Tôn, Ma Trọng Lâu ba người, vừa thấy mặt liền hợp lại xuất kích, muốn hợp lực chu diệt Diệp Thần. Ba vị cự đầu hợp lại, thật đúng là để mắt ta à. Diệp Thần ngửa mặt lên trời cười to, không sợ chút nào, biết uy hiếp lớn nhất, là Thiên Khải Chí Tôn khí thiên tỏa. Một khi bị khí thiên tỏa dây xích quấn lên, hậu quả khó mà lường được. Thôn Vũ Đao, Bạt Đao Chảm. Diệp Thần dùng tấn lôi chi thế, rút ra Thôn Vũ Đao. Rút đao cuồng chảm, một vệt sáng loáng đao mang ra khỏi vỏ, nhanh như tia chớp chém về phía Thiên Khải Chí Tôn xiềng xích. Cong! Thôn Vũ lưỡi đao cùng khí thiên tỏa dây xích va chạm, phát ra chanh nhưng tiếng vang, tia lửa tung tóe. Cái kia từng đầu xiềng xích, tại Diệp Thần Thôn Vũ đao phong mang dưới, dồn dập đứt gãy. Bị chém đứt xích sắt, hóa thành kiếp hôi hạ xuống. Nhưng mà, lại có mới xích sắt, theo trong hư không lan tràn phá giết ra đến. Phảng phất vô cùng vô tận. Ta này khí thiên tỏa dây xích, cùng sở hữu 8 triệu tỷ dặm dài, luân hồi chi chủ, người Thôn Vũ Đao,
có thể chặt đứt nhiều ít. Thiên Khải Chí Tôn hạo nhiên thét dài, thân thể bay vụt xuống tới, lại có thể là phát sau mà đến trước, đoạt tại Tinh Đồng Thiên Tôn cùng Ma Trọng Lâu trước mặt, hai tay vung lên xích sắt, hung hăng hướng Diệp Thần đánh quét mà đi. Hắn sớm biết Thôn Vũ Đao lợi hại, hắn cũng không hy vọng xa vời khí thiên tỏa dây xích, có thể ngăn trở Thôn Vũ Đao phong mang. Hắn làm, liền là điên cuồng kéo dài khí thiên tỏa dây xích chiều dài, khí thiên tỏa dây xích chi trường, đủ để ngang qua tinh không, có 8 triệu tỷ giảm, Thôn Vũ Đao lưỡi đao lại lăng lệ, lại có thể chặt đứt nhiều ít. Diệp Thần sầm mặt lại, dựng thẳng đao làm ngực, làm cái phòng thủ tư thái. Cong! Từng đầu khí thiên tỏa dây xích đánh giết tới, mang theo thiên tuyệt thiên sát uy thế, trực kích Diệp Thần. Diệp Thần có Thôn Vũ Đao đón đỡ, thành công ngăn trở khí thiên tỏa dây xích tập kích, nhưng khí thiên tỏa dây xích bên trên sức mạnh mạnh mẽ, cũng là chấn động đến hắn có chút khí huyết sôi trào. Cùng lúc đó, Tinh Đồng Thiên Tôn đại sao trời ấn, Ma Trọng Lâu ác ma lợi trảo, đã một tả một hữu giết tới, Diệp Thần lâm vào vô cùng tình cảnh nguy hiểm. Nhưng, hắn cũng không là một người tác chiến. Tại Tinh Đồng Thiên Tôn xuất thủ thời điểm, Triệu Ngưng Mộng cũng đi theo ra tay, chỉ gặp nàng hai tay gọi đến gió lốc, một trường gào thét mà ra, mang theo cuồn cuộn gió lốc chi thế, nổ tung hướng Tinh Đồng Thiên Tôn. Tinh Đồng Thiên Tôn tay cầm, cùng Triệu Ngưng Mộng tay cầm, kịch liệt đụng va vào nhau, nổ nổi lên khí lãng khổng lồ, hai người thân thể song song lui lại. Tinh Đồng, người đối thủ là ta. Triệu Ngưng Mộng hiển thị rõ phong bạo nữ vương tư thái, mái tóc dài màu bạc tắm bão táp, thân thể vừa mới lui lại, lập tức phi thân giết đến tận, hai tay mang theo đao nhọn cương phong, cầm lấy Tinh Đồng Thiên Tôn đầu. Triệu Ngưng Mộng, người vì tiểu tử này liều mạng như vậy, đáng giá không? Thật không sợ ác mộng suối phát tác. Tinh Đồng Thiên Tôn nhe răng cười một tiếng, không sợ chút nào, tinh không thần đồng toát ra vô tận hào quang, trong tay hiển hóa ra một thanh tinh thần chi kiếm, cùng Triệu Ngưng Mộng chiến đấu đến cùng một chỗ. Mà một bên khác, mong muốn công kích Diệp Thần Ma Trọng Lâu, lại bị Thân Hạc ngăn trở. Thân Hạc ngồi cưỡi lấy 8 đuôi kim ô tước, cô sát trường kiếm đâm ra, mang theo lăng lệ âm tàn phong mang, trực chỉ Ma Trọng Lâu. Ma Trọng Lâu sầm mặt lại, ngón tay liên tục đánh xuất ra đạo đạo ma cương cản khung, nhìn xem Thân Hạc dưới hông kim ô tước, cũng không nhịn được xương xảy ra chút vẻ kiêng dè. Muốn giết luân hồi chi chủ, trừ phi đem ta trước hết giết. Thân Hạc trên tóc trói buộc dây đỏ chậm rãi hạ xuống, nàng mái đầu bạc trắng rối tung, thiên cô tinh hào quang nở rộ mà ra, nàng muốn dùng kiếm của nàng, thủ hộ Diệp Thần. Giáo chủ, tiểu tử này không dễ giết a. Ma Trọng Lâu khẽ cắn môi, không nghĩ tới Diệp Hiện Thần giúp đỡ nhiều như vậy. Thiên Khải Chí Tôn âm thanh lạnh lùng nói, đừng hoảng hốt, có ta tọa chấn, luân hồi chắc chắn phải chết. Tiếng nói vừa ra, Thiên Khải Chí Tôn đột nhiên bỏ qua Diệp Thần, ngược lại công kích Triệu Ngưng Mộng. Hắn biết, nếu là đơn đả độc đấu, chính mình rất khó tại trong vòng một canh giờ, diệt sát Diệp Thần. Nhất định phải đem Tinh Đồng Thiên Tôn cùng Ma Trọng Lâu giải phóng ra ngoài, ba người cùng một chỗ hợp lại, mới có thể dùng lôi đình chi thế, chấn diệt luân hồi. Cho nên, hắn đầu tiên liên thủ với Tinh Đồng Thiên Tôn, dự định trước diệt sát Triệu Ngưng Mộng. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Thiên Khải Chí Tôn lại đột nhiên liên chiến. Chỉ thấy từng đầu đen kịt xích sắt, mang theo khủng bố ma uy, hướng về Triệu Ngưng Mộng quét ngang mà đi. Triệu Ngưng Mộng vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng là hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Khải Chí Tôn sẽ tập giết tới. Gió lốc lôi tai, vòng xoáy oanh chảy. Trong lúc nguy cấp, Triệu Ngưng Mộng trở tay một trường, một cơn bão táp lôi chảy gào thét mà ra, đem Thiên Khải Chí Tôn từng đầu xiềng xích đánh văng ra. Nhưng lúc này, Tinh Đồng Thiên Tôn nắm chặt tinh thần chi kiếm, muôn vàn kiếm khí hội tụ trong tay hắn, hóa thành một đầu tinh quang trường hồng, thừa dịp Triệu Ngưng Mộng phân tâm, nhất kiếm đột phá trời cao, nộ trảm hướng eo thân của nàng. Triệu Ngưng Mộng hai mặt thụ địch, lâm vào hung hiểm vô cùng tuyệt cảnh. Sống chết trước mắt bóp một cái thủ quyết, quát nhân quả luật, bất tử bất diệt. Một màn kinh người xuất hiện, Tinh Đồng Thiên Tôn kiếm quang trường hồng, rõ ràng chém trúng eo thân của nàng, nhưng thật giống như bị một cỗ tường không khí ngăn trở, vô pháp chân chính tổn thương đến nàng. Cong! Ngược lại, Tinh Đồng Thiên Tôn chính mình nhận phản chấn, liên tiếp lui về phía sau. Đây là nhân quả luật lực lượng. Tại sống chết trước mắt, Triệu Ngưng Mộng phát ra một đầu nhân quả luật. Muốn chính mình bất tử bất diệt, coi như thật không có nhận nửa điểm thương tổn.
May mắn nơi này là Nguyên Linh Quốc, nàng có tuyệt đối địa mạch chúc phúc ưu thế, bằng không, nàng và Tinh Đồng Thiên Tôn thực lực cùng cấp bậc, không quan trọng nhân quả luật không có khả năng ngăn trở đối phương. Đáng chết, cho ta tội diệt Nguyên Linh Quốc, giết hết linh nữ, một tên cũng không để lại. Tinh Đồng Thiên Tôn tầm mắt nhìn hướng phía dưới, thấy Nguyên Linh Quốc trong rừng rậm, có không ít Nguyên Linh tộc thiếu nữ, tại vì Triệu Ngưng Mộng cầu nguyện chúc phúc. Nếu như không trấn áp Nguyên Linh Quốc, Triệu Ngưng Mộng có địa mạch bảo hộ, hắn 10 điểm ăn thiệt thòi. Tại Tinh Đồng Thiên Tôn tiếng nói vừa ra về sau, vùng trời thiên ma cổ bảo, triệt để sôi trào lên, vô số gió lốc tinh vực các cường giả, lít nha lít nhít, từ trên trời giáng xuống, còn có thật nhiều tử thần giáo đoàn triệu hoán mà đến ma thần, bọn hắn hội tụ thành đen nghịt đại quân, cuồng nhiên hướng Nguyên Linh Quốc rừng rậm phát khởi trùng kích. Nguyên Linh Quốc trên rừng rậm không, có một tầng cấm chế tinh bích hệ thủ hộ, thiên ma cổ bảo cùng tử thần giáo đoàn các cường giả, va chạm tại thủ hộ cấm chế bên trên, rất nhiều võ giả kêu thảm hóa thành cho tàn, nhưng càng nhiều đại quân, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng kích vào tới. Răng rắc, chẳng qua là trong khoảnh khắc, Nguyên Linh Quốc thủ hộ cấm chế, liền triệt để phá toái. Phô thiên cái địa gió lốc tinh vực đại quân, còn có tử thần giáo đoàn ma thần, tiến vào trong rừng rậm. Nguyên Linh tộc các thiếu nữ, đã sớm chuẩn bị, tại thiên ma cổ bảo đại quân xung phong sau khi đi vào, các nàng lập tức bày ra phản kích, một trận huyết tinh sát lục cuộc chiến, như vậy bùng nổ. Phía dưới chiến đấu, đối Diệp Thần bên này quyết chiến tới nói, cũng là có hết sức quan trọng tác dụng, dù sao đến bọn hắn cấp bậc này quyết chiến, thắng bại không thể đơn nhìn bề ngoài, còn muốn cân nhắc thiên thời địa lợi khí vận những vật này. Theo đại chiến bùng nổ, Triệu Ngưng Mộng địa mạch tí hữu, rõ ràng bị áp chế. Tinh Đồng Thiên Tôn cùng Thiên Khải Chí Tôn nhân cơ hội này, liền muốn hợp lại xuất kích, trước đem nàng giết chết. Thiên Khải Chí Tôn, người đánh với ta đến thật tốt, cần gì phải liên chiến. Diệp Thần tầm mắt lãnh khốc, lập tức phi thân ngăn ở Thiên Khải Chí Tôn trước mặt. Tiểu tử, chậm một chút lại đánh với ngươi. Thiên Khải Chí Tôn nhe răng cười một thoáng, thân thể lóe lên, liền muốn lách qua Diệp Thần, đi trước công kích Triệu Ngưng Mộng. Nhưng lúc này, trước mắt hắn kim quang dâng lên, một cái thật lớn cương thổ thế giới, mãnh liệt trải ra tới, đưa hắn thân thể triệt để bao phủ lại. Luân hồi thiên quốc, mở. Giờ khắc này Diệp Thần, mở ra luân hồi thiên quốc, một cái mênh mông bát ngát, tung hoành trăm vạn dặm cự đại thế giới, triệt để đưa hắn cùng Thiên Khải Chí Tôn thân hình, đều lồng chụp vào trong. Luân hồi uy vũ, hùng bá chư thiên, quân lâm vũ nội, vô pháp vô thiên. Luân hồi thiên quốc bên trong, một tòa tòa to lớn cung điện, miếu thờ, tế đàn, đạo quan, vô số luân hồi tín đồ cùng con dân, cùng kêu lên phát ra to ngâm sướng, kinh thiên động địa, rung động tiêu vũ, vì Diệp Thần mang đến vô cùng hừng hực chúc phúc. Tại đây vùng trời quốc bên trong, Diệp Thần quả thực là vô địch tồn tại, thần uy bá đạo, toàn thân kim quang lóng lánh. Luân hồi kim quang như trường hà kéo dài tới nghìn vạn dặm, trùng trùng điệp điệp, chư thế thời không không chỗ không đều vang vọng ra to rõ tiếng chuông, chấn động lòng người. Tại đây cỗ tiếng chuông phía dưới, coi như là thiên đế cường giả, phảng phất đều muốn bị độ hóa, quỳ xuống, thần phục, không dám phản kháng. Thiên Khải Chí Tôn choáng váng, hắn liền thấy Diệp Thần chậm rãi tháo xuống mặt nạ, đem thanh đồng quỷ diện liền mang mặt nạ ra người đều tháo xuống. Lộ ra đã từng tuấn tú bên trong mang theo một tia cương nghị bất khuất khuôn mặt. Ngày xưa luân hồi chi chủ, hồi trở lại đến rồi. Tiểu tử, người quả thật là giả chết. Ha ha ha, Nhậm Phi Phàm rơi xuống một nước cờ hay a. Thiên Khải Chí Tôn nhìn thấy Diệp Thần chân thực diện mạo, ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười cảm xúc vô cùng phức tạp. Trước đây Diệp Thần thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, hắn có 90% chắc chắn, kết luận Diệp Thí Thiên liền là Diệp Thần. Nhưng còn không thể hoàn toàn xác định. Cho đến giờ phút này, Diệp Thần cuối cùng chịu tháo mặt nạ xuống, hắn mới chính thức xác định, Diệp Thí Thiên liền là Diệp Thần, trước đây bất quá là giả chết thôi. Nhậm Phi Phàm muốn vì Diệp Thần giấu giếm 3 năm, cho hắn thời gian trưởng thành, nhưng không ngờ, Diệp Thần quá yêu nghiệt, tiến bộ quá nhanh, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đã thuận lợi thắp sáng thiên hỏa mệnh tinh. Thời khắc này Diệp Thần, chân chính là có đại khí vận, lớn uy áp. Thống ngự luân hồi thiên quốc, thế chấn chư thiên, liền Thiên Khải Chí Tôn đều rung động với hắn uy thế. Rất tốt, người khí thế là đầy đủ, nhưng người bản thể thực lực, nói toạc trời cũng là hạ vị thần, ta ngược lại muốn xem người có bản lãnh gì, có thể cùng ta tranh đấu.
Thiên Khải Chí Tôn ngửa mặt lên trời thét dài, hắn mắt sáng như đuốc, nhìn ra Diệp Thần nội tình. Không hề nghi ngờ, Diệp Thần luân hồi khí thế, là vô cùng kinh khủng, uy lâm chư thiên, nhưng bản thể của hắn tu vi, còn không có bắt kịp, chẳng qua là hạ vị thần thôi. Coi như mượn huyết kiêu ngục hoàng tu vi, nhưng này chung quy là bên ngoài đồ vật, không phải Diệp Thần chính mình chân thực tu vi. Hắn cùng Thiên Khải Chí Tôn ở giữa, còn có vô cùng chênh lệch cực lớn. Cho nên, mặc dù giờ phút này, bị nhốt tại luân hồi thiên quốc bên trong, Thiên Khải Chí Tôn cũng là không sợ chút nào, ngược lại bị khơi dậy huyết tính đấu trí. Khí thiên tỏa, ngang qua thiên vũ, thiên la địa võng, như ma đích thân tới. Thiên Khải Chí Tôn thôi động khí thiên tỏa, toàn thân linh khí khuấy động mà ra, điên cuồng quán chú đến khí thiên tỏa bên trong, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy từng đầu khí thiên tỏa dây xích, như từng đầu ma long sông ngang trực quét, rất nhanh liền bày khắp luân hồi thiên quốc vùng trời. Đen nghịt xích sắt, răng khắp nơi, vô tận ma khí dâng lên, làm cho luân hồi thiên quốc kim quang khí thế, cũng là suy yếu rất nhiều, mây đen ngập đầu, một mảnh đè nén. Thiên Khải Chí Tôn, ngươi rất mạnh. Có lẽ, ta đánh không lại ngươi. Nhưng, ta muốn dưới tay ngươi, chống đỡ một canh giờ, chỉ sợ cũng không phải vấn đề nan giải gì. Diệp Thần nhìn xem răng đầy thiên vũ xích sắt, nanh lệ cười cười. Thiên Khải Chí Tôn chung quy là thiên đế, đối chiến dâng lên hắn 10 điểm ăn thiệt thòi, khó mà địch nổi, nhưng hắn có khả năng kéo dài thời gian. Chỉ phải sống một canh giờ, chờ sau một canh giờ, Thiên Khải Chí Tôn không cách nào lại phong bế thiên cơ, luân hồi trận doanh cường giả trí cao nhóm, liền sẽ hàng lâm xuống. Đến lúc đó, Diệp Thần rất muốn nhìn một chút, là Thiên Khải Chí Tôn lợi hại, vẫn là Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ lợi hại. Thiên Khải Chí Tôn không để ý quy củ, dùng thiên đế chi thân uy áp Diệp Thần đương nhiên sẽ không đần độn cùng hắn ngạnh bính, kéo dài chờ cứu viện là lựa chọn tốt nhất. Thiên Khải Chí Tôn biến sắc, hắn cũng không muốn độc thân trực diện Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ. Tiểu tử, người chống đỡ không cho đến lúc đó. Thiên Khải Chí Tôn gào thét một tiếng, dung mạo đột nhiên trở nên vô cùng xấu xí, toàn thân phóng xuất ra cuồn cuộn hỗn độn ma khí, sau lưng sinh ra một đôi thiên ma cánh. Hắn thế mà hóa thân thành hỗn độn thiên ma. Hỗn độn thiên ma, là tinh không thần tộc tư thế chiến đấu, Thiên Khải Chí Tôn cũng không là tinh không thần tộc người, hắn lại hóa thân thành hỗn độn thiên ma, lập tức nhường Diệp Thần giật nảy cả mình. Ngươi thế mà sa đọa thành hỗn độn thiên ma. Diệp biến thần thân thể lui lại, cảnh giác lên. Hóa thân thành hỗn độn thiên ma Thiên Khải Chí Tôn, uy thế khí diễm tăng vọt, thực lực so vừa mới không biết hung mãnh bao nhiêu. Hắc hắc, cái gì sa đọa, đây là cực đạo ma tôn đại nhân chúc phúc. Thiên Khải Chí Tôn nhe răng cười một tiếng, thiên ma hai cánh bùng lên, thân thể xen lẫn ma khí ngập trời, còn có tinh không sa đọa hắc ám thần uy, thế như băng thiên hướng về Diệp Thần đánh tới. Xuy xuy xuy, cái kia từng đầu khí thiên tỏa dây xích, quả thực là đòi mạng lợi khí, sâu xuyên qua hư không, muốn đem Diệp Thần thân thể xuyên thủng. Thiên Cương Trảm Thần Đao. Diệp Thần nắm chặt thôn vũ đao, thi triển ra bá đao thương lôi truyền lại tuyệt chiêu, Thiên Cương Trảm Thần Đao. Lập tức, một đạo mạnh mẽ đao cương, xen lẫn kinh thiên bão táp, như muốn chém thần, chém về phía Thiên Khải Chí Tôn quét ngang mà đến xích sắt. Một chiêu này Thiên Cương Trảm Thần Đao, là năm đó bá đao thương lôi, chém giết Thanh Liên đạo tổ tuyệt học. Là hắn đem 9 đại thiên tinh bên trong thiên cương tinh hái xuống, chuyển hóa mà thành tuyệt đỉnh đao pháp. Diệp Thần dùng thế gian sắc bén nhất thôn vũ đao, thi triển một chiêu này Thiên Cương Trảm Thần Đao, uy thế cực kỳ hung mãnh, huyết kiêu ngục hoàng quán chú cho năng lượng của hắn, lập tức bị kịch liệt tiêu hao. Chanh chanh, Thiên Cương Trảm Thần Đao tuôn ra, đáng sợ đao mang như cuốn trời chi thác nước, đem Thiên Khải Chí Tôn bay vụt mà đến khí thiên tỏa dây xích, từng cái chặt đứt. Nhưng hóa thân hỗn độn thiên ma Thiên Khải Chí Tôn, khí diễm tăng vọt, nhưng không có lọt vào nhiều ít tổn thất, vọt thẳng giết tới Diệp Thần bên người, tay cầm ma hy dâng lên, như băng thiên nổ tung mà xuống, mong muốn oanh bạo Diệp Thần đầu. Diệp Thần phản ứng cấp tốc, huyết kiêu hai cánh chấn động, lập tức phi thân né tránh, sau đó lại chấn xí để đao quay người chém giết. Hừ! Thiên Khải Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, tay trái nổ ra cuồn cuộn ma khí, tay phải tại ma khí bên trong một quất. Rút ra một thanh hắc diệu thạch chế tạo trường kiếm, ngăn trở Diệp Thần một đao. Đây là theo thiên ma tinh hải bên trong đản sinh ra vĩ đại thần vật, đen kịt ngôi sao. Thiên Khải Chí Tôn nắm đen kịt ngôi sao,
cùng Diệp Thần Thôn vũ đao giao phong, ngắn trong nháy mắt ở giữa, hai người đã giao thủ mấy ngàn hiệp, đánh cho tia lửa tung tóe, ánh đao bóng kiếm loạn vũ. Thôn vũ đao cực kỳ sắc bén, mỗi một lần giao phong, đều sẽ đen kịt ngôi sao chém nứt ra. Nhưng, đen kịt ngôi sao năng lượng, nguồn gốc từ thiên ma tinh hải, chỉ cần thiên ma tinh hải bất diệt, thanh kiếm này có khả năng vô hạn chữa trị, vĩnh viễn cũng sẽ không ma diệt. Thiên Khải Chí Tôn mặc dù không thể triệt để chấp trưởng thiên ma tinh hải, nhưng đã có khả năng mượn dùng bộ phận năng lượng, muốn duy trì đen kịt ngôi sao bất diệt, tự nhiên không phải việc khó gì, đầy đủ đối kháng Diệp Thần Thôn vũ đao. Hai người đao kiếm giao phong, đánh cho 10 điểm kịch liệt, ánh đao kiếm khí loạn lưu rơi vào luân hồi thiên quốc cương thổ bên trên, không biết nhiều ít vòng về thần điện phá diệt, nhiều ít luân hồi tín đồ chết đi. Triệu Ngưng Mộng nhìn xem phía trên luân hồi thiên quốc kịch liệt giao phong, âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thần đỉnh phong bùng nổ, thế mà hung mãnh như vậy lợi hại. Bất quá nàng cảm giác được có chút lực lượng không thuộc về Diệp Thần, tất nhiên là ngắn ngủi. Diệp Thần chống đỡ không được bao lâu. Mặc dù Diệp Thần còn không có trọng thương, nàng cũng nhìn ra, Diệp Thần chung quy là hạ vị thần, bản thể tu vi còn kém rất rất xa Thiên Khải Chí Tôn, tái chiến tiếp, Diệp Thần tùy thời đều có nguy hiểm có thể chết đi. Nàng rất muốn đi tới trợ chiến, nhưng không giải quyết đi Tinh Đồng Thiên Tôn, nàng cũng không cách nào thoát thân. Tinh Đồng Thiên Tôn cũng giống như nhau tâm tư, rất muốn giết đi Triệu Ngưng Mộng về sau, lại đi giúp Thiên Khải Chí Tôn. Hai người kịch liệt tương bính, mỗi lần ra tay đều là sinh tử sát chiêu. Dần dần, Triệu Ngưng Mộng thấy khí huyết sôi trào, trong cơ thể ác mộng suối chi thủy khí tức, có chút áp chế không nổi, giống như muốn phát tác. Không, vận mệnh chi thần, thỉnh giúp ta một chút sức lực, ta không thể tại lúc này về sau xảy ra chuyện. Triệu Ngưng Mộng khẽ cắn môi, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hướng vận mệnh chi thần phát ra cầu nguyện. Vận mệnh chi thần là tồn tại. Sơ đại vận mệnh chi thần nguyên từ bến bờ vũ trụ thế giới, Triệu Ngưng Mộng trước kia liền đạt được qua chỉ dẫn. Nhưng giờ khắc này, mặc kệ nàng như thế nào cầu nguyện kêu gọi, đều không có lần nữa đến bất kỳ đáp lại nào. Một bên khác, Thân Hạc cũng không dễ chịu, mà Trọng Lâu Thiên Ma uy thế cực cường, nàng khó mà chống lại, nếu như không phải có tám đuôi kim ô tước trợ lực, nàng đã sớm lạc bại. Luân hồi thiên quốc phía trên, Diệp Thần con mắt nhìn qua xem đến phía dưới chiến cuộc. Biết Triệu Ngưng Mộng cùng Thân Hạc, đều chống đỡ không được bao lâu. Nhiều nhất nửa canh giờ, các nàng liền muốn thua. Đến lúc đó, Tinh Đồng Thiên Tôn cùng Ma Trọng Lâu thoát ra tới, cùng Thiên Khải Chí Tôn hợp lại, Diệp Thần mong muốn kéo dài chờ cứu viện, chỉ sợ là muôn vàn khó khăn. Xem ra, cũng chỉ có thể liều mạng. Diệp Thần khẽ cắn môi, thân thể cấp tốc lui lại một khoảng cách, né tránh Thiên Khải Chí Tôn phong mang. Chống đỡ không được sao? Thiên Khải Chí Tôn nhe răng cười, lúc này hơn phân nửa luân hồi thiên quốc, đã bị hắn cùng Diệp Thần chiến đấu phá hủy đi, hắc sắc ma khí bầy khắp đại địa, dẫn đến ra vô số ma thần quái vật, tại luân hồi thiên quốc bừa bãi tàn phá lấy, khắp nơi đều có tiếng kêu thảm thiết phát ra. Nghe cái kia liên miên bất tuyệt tiếng kêu thảm thiết, Thiên Khải Chí Tôn theo trong lòng thấy thoải mái, hóa thân thành hỗn độn thiên ma hắn, tâm tính cũng biến thành hiếu sát rồi dâng lên. Xuy. Thiên Khải Chí Tôn huy động đen kịt ngôi sao, đâm thẳng Diệp Thần, sau lưng thiên thiên trăm trăm đầu đen kịt khí thiên tỏa dây xích, theo kiếm thế của hắn cùng nhau giết ra, như kinh thiên hồng lưu, tràng diện 10 điểm hùng vĩ. Mà nhìn xem đánh giết mà đến Thiên Khải Chí Tôn, Diệp Thần hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Thiên làm thịt đúc tinh thuật, phá cho ta. Diệp Thần khẽ cắn môi, không chút do dự, lập tức thi triển ra thiên làm thịt đúc tinh thuật. Trong tay bạo phát ra một khỏa sáng chói mãnh liệt tinh cầu. Hắn đem một tấm bia đá, xem như là đúc tinh tài liệu, đúc nóng vào tay thiên tinh. Tấm bia đá kia, chính là ngày xưa khí thiên đế chế tạo hoang thiên võ bia. Hoang thiên võ bia năng lượng bàng bạc, Diệp Thần chẳng qua là tiêu hao một nửa, trong tay thiên tinh, liền rèn đúc đến cực hạn. Ông, một khỏa mang theo hoang cổ khí tinh thần, từ từ bay lên, nổ bắn ra vô tận kinh khủng tinh mang. Như muốn xỏ xuyên qua hết thảy. Tiếp theo sát, cái này hoang cổ tinh thần, liền dùng bạo diệt thiên địa uy thế, hung hăng oanh tạc xuống, trực tiếp nổ hướng Thiên Khải Chí Tôn. Thiên Khải Chí Tôn ra mặt rút động đậy, hắn cấp tốc cầm kiếm ám sát Diệp Thần thân hình, tại cái kia hoang cổ tinh thần uy áp dưới, thế mà xuất hiện ngắn ngủi một cái chớp mắt cứng đờ. Liền là như thế một cái chớp mắt thời gian, cái kia hoang cổ tinh thần đã bạo rơi mà xuống.
hung hăng nổ tung lên. Ầm ầm, thiên làm thịt đúc tinh thuật kinh thiên nổ tung, trực tiếp đem thiên khải chí tôn thân thể đều vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe. Nhưng tiếp theo sát, thiên khải chí tôn tàn toái máu thịt, lại lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, một hồi nhúc nhích, một lần nữa hình thành thân thể của hắn. Rất tốt, rất tốt, luân hồi chi chủ, thế mà có thể nổ đoạn ta một thành tuyến thời gian, ngươi cũng là rất lợi hại. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi. Khôi phục sau thiên khải chí tôn, tầm mắt hung ác, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Không thể không nói, Diệp Thần một chiêu này thiên làm thịt đúc tinh thuật, uy năng to lớn, đặc biệt là đúc nóng nửa tòa hoang thiên võ bia, liền thiên khải chí tôn đều ngăn cản không nổi, trực tiếp bị tạc chết. Bất quá, hắn nội tình quá thâm hậu, mà lại lấy được cực đạo ma tôn chúc phúc, hóa thân thành hỗn độn thiên ma, cho dù chết, cũng không chết hết, chẳng qua là tổn thất chừng một thành tuyến thời gian, trong chớp mắt lại sống lại. Mà thi triển xong thiên làm thịt đúc tinh thuật Diệp Thần, linh khí tiêu hao đã vô cùng nghiêm trọng, giờ phút này gương mặt tái nhợt, thở hổn hển. Tại luân hồi mộ địa bên trong, huyết kiêu ngục hoàng cũng có chút không chịu nổi, dứt khoát nói, mộ chủ, hiến tế huyết kiêu đồ, có thể tái tranh thủ chút thời gian. Huyết kiêu đồ là huyết kiêu ngục hoàng năm đó pháp bảo, cũng là khí thiên đế tự tay chế tạo đồ vật, linh khí nội tình 10 điểm thâm hậu, nếu như hiến tế, có thể cho Diệp Thần cung cấp không ít lực lượng. Tử thần ân điển, lắng nghe chân lý, cực đạo ma tôn, trung cực chi thần. Lúc này, phục sinh sau thiên khải chí tôn, nhìn thấy Diệp Thần suy yếu, lập tức liền tế ra sát chiêu. Chỉ gặp hắn tế ra một bản đen kịt điển tịch, cái kia là tử thần bí điển, là sinh linh cùng tử thần câu thông môi giới, cũng là cực đạo ma tôn ban thưởng thánh điển, ẩn chứa tử vong chân lý. Nếu như thế gian này, thật tồn tại cái gì trung cực chi thần, cái kia tại thiên khải chí tôn trong lòng, liền là cực đạo ma tôn, tinh không phía trên vĩ đại chủ tể. Thiên khải chí tôn phát ra ngâm sướng, rậm rạp hư không, vô tận bát hoang, có từng sợi quỷ dị ma khí, cuồn cuộn như sóng chiều gào thét tới, tràn vào trong tay hắn tử thần bí điển bên trong. Xoạt, tử thần bí điển mở ra, từng đầu khí thiên tỏa dây xích, như không thể diễn tả ác ma tay, theo bí điển trong sách vỡ xung phong ra tới, xoạt kéo vạch phá bầu trời, cuồng nhiên hướng về Diệp Thần quét ngang tới. Tại tử thần bí điển chúc phúc dưới, này chút khí thiên tỏa dây xích, mỗi một đầu đều mang theo tử vong chân lý, trung cực hủy diệt áo nghĩa, chỉ cần bị đánh trúng, lại sinh linh mạnh mẽ, đều muốn lập tức tử vong. Diệp Thần từ những thứ này xiềng xích sau lưng, cảm nhận được hơi thở cực kỳ đáng sợ, đó không phải là cái thế giới này khí tức, mà là tinh không phía trên thế giới, là hỗn độn thiên ma nhất tộc thủ lĩnh, cực đạo ma tôn sát khí. Vừa mới thi triển xong thiên làm thịt đúc tinh thuật Diệp Thần, linh khí tiêu hao quá lớn, đối diện với mấy cái này tử vong xích sắt, lập tức lâm vào cứu cực trong nguy cơ. Nhưng hắn át chủ bài rất nhiều, cũng không hoảng loạn, lập tức liền tế ra máu kiêu cầu. Huyết kiêu đồ, cho ta hiến tế. Diệp Thần cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, huy sái tại huyết kiêu đồ phía trên. Lập tức, huyết kiêu đồ bộc phát ra thao thiên huyết quang, cũng bắt đầu cấp tốc hòa tan, trực tiếp liền bị Diệp Thần hiến tế đi, cuối cùng hóa thành một cỗ cuồn cuộn nóng rực năng lượng, hội tụ vào Diệp Thần trong cơ thể. Oanh! Vừa mới kịch liệt tiêu hao Diệp Thần, đạt được huyết kiêu đồ năng lượng bổ sung, lập tức trở nên long tinh hổ mãnh, toàn thân khí thế tăng vọt. Cái kia tăng vọt khí thế, thậm chí đem thiên khải chí tôn bay tập mà đến tử thần xích sắt, cũng là từng đầu đánh ra. Đáng chết, tiểu tử này! Thấy thế, thiên khải chí tôn đồng tử co vào, hắn biết Diệp Thần át chủ bài rất nhiều, nhưng không nghĩ tới hung mãnh đến nước này, liền huyết kiêu đồ này loại khí thiên đế chế tạo thái cổ pháp bảo, đều cam lòng hiến tế đi, chỉ vì ngắn ngủi bổ sung thể lực. Thiên khải chí tôn, ta muốn ngươi quỳ xuống. Khí tức khôi phục Diệp Thần, lưỡi nở hoa sen, tiếng như hồng lôi, cũng là mơ hồ nhìn thấy chân áp thiên khải chí tôn biện pháp. Hắn gọi ra kinh cức phương tọa, hoàn chỉnh, to lớn kinh cức phương tọa, tựa như tượng trưng cho tử vong cùng hắc ám chí cao quyền hành, sau lưng hắn hiển hiện. Diệp Thần liền ngồi ở kinh cức phương tọa phía trên, như một cái quân lâm thiên hạ vương giả, nhìn xuống thiên khải chí tôn. Này kinh cức phương tọa, là tử thần giáo đoàn hao phí vô số tâm huyết, đổ vào vô số tín ngưỡng tạo ra đồ vật, là tử thần giáo đoàn vô thượng thánh vật một trong, đủ để cùng thiên ma tinh hải đánh đồng. Thiên khải chí tôn nhìn xem ngồi ngay ngắn ở kinh cức phương tọa phía trên Diệp Thần, lập tức cảm nhận được nghẹt thở cùng áp bách,
phảng phất thấy có các triều đại tử thần giáo đoàn các cường giả con mắt, đang nhìn chăm chú hắn, mang cho hắn vô tận uy áp. Cho dù là hắn cái này tử thần giáo đoàn giáo chủ, đối mặt kinh cực vương tọa, cũng là tâm sinh run rẩy. Tiểu tử, người thì tính là cái gì, cũng xứng gọi ta quỳ xuống. Dám đánh cắp ta tử thần giáo thông đoàn bảo tọa, ta muốn ngươi để mạng lại lấp. Thiên Khải Chí Tôn chấn nộ, ngửa mặt lên trời cuồng uống, dùng âm thanh lớn che giấu chính mình nội tâm run rẩy, trong tay đen kịt ngôi sao khỏa vòng quanh bóng đêm vô tận gió lốc, phá thiên hướng về kinh cực phương tọa bên trên Diệp Thần nộ trảm mà đi. Thiên bạo chết chảy chém. Đen kịt kiếm mang, mang theo trung cực tử thần sát khí, một kiếm này như là cực đạo ma tôn đích thân tới, uy thế vô cùng mãnh liệt. Nhưng, Diệp Thần không sợ, y nguyên ngồi ngay ngắn ở kinh cực phương tọa phía trên. Tay cầm đặt ở vương tọa cầm trên tay, làn da bị mũi gai nhọn xuyên, từng sợi máu tươi đảo lưu vào vương tọa bên trong. Đợi đến Thiên Khải Chí Tôn tới gần, Diệp Thần đột nhiên lại là một tiếng lôi đình hét lớn. Quỳ xuống cho ta! Ông! Chỉ một thoáng, kinh cực vương tọa bộc phát ra mãnh liệt nhất hắc ám uy thế, tử thần giáo đoàn đổ vào vô số kỷ nguyên hắc ám tín ngưỡng, trong nháy mắt toàn bộ trút xuống ra tới. Thiên Khải Chí Tôn lọt vào kinh cực vương tọa uy thế trùng kích. Chỉ một thoáng thân thể kịch chấn, tạng phủ bốc lên, xuất hiện ảo giác. Ánh mắt hắn thấy, ngồi tại vương tọa bên trên người, phảng phất không phải Diệp Thần, mà là cực đạo ma tôn. Lãnh khốc, xâm nghiêm, vô tình, tràn ngập sát lục khí tức, là tử vong trung cực hóa thân, là hắc ám chí cao chân lý, là không thể cãi lại khô héo số mệnh. Thiên Khải Chí Tôn sợ hãi, thân thể run rẩy, trường kiếm rơi xuống đất, bộp một tiếng, liền cho Diệp Thần quỳ xuống. Luân hồi thiên quốc bên trong, còn sót lại các tín đồ, thấy Thiên Khải Chí Tôn quỳ gối Diệp Thần trước mặt, lập tức tiếng hoan hô tể hô, luân hồi uy vũ. Phía dưới, Tinh Đồng Thiên Tôn, Triệu Ngưng Mộng, Thân Hạc, Ma Trọng Lâu đám người, nhìn thấy một màn này, cũng là triệt để chấn kinh, không dám tin vào hai mắt của mình. Thiên Khải Chí Tôn người thế nào, hắn nhưng là tử thần giáo đoàn giáo chủ A, thành danh không biết đã bao nhiêu năm, tung hoành chư thiên, uy lâm ma giới. Thần ma lui tránh, hạng gì bá khí. Nhưng bây giờ, hắn thế mà quỳ gối Diệp Thần trước mặt, run lẩy bẩy, như cùng một cái chờ đợi thẩm phán tội nhân. Diệp Thần nhìn thấy quỳ xuống đất Thiên Khải Chí Tôn, nội tâm mừng rỡ, nhưng cũng biết, đây là kinh cực vương tọa đối tử thần giáo đoàn đáng sợ. Kinh cực vương tọa uy áp, áp chế không nổi hắn bao lâu, nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Ngục Hoàng Tà Cung, cho ta trấn áp. Diệp Thần quát to một tiếng. Mượn dùng lấy huyết kiêu ngục hoàng lực lượng, triệu hồi ra mạnh nhất ngục hoàng tà cung. Ngục hoàng tà cung trôi nổi ở chân trời đỉnh, hắc ám thần bí cung điện, tựa như tới từ địa ngục, có thể chấn áp xoắn nát hết thảy sinh linh, phía trên cung điện chậm rãi chuyển động luân hồi chi bàn, đang ẩn chứa vô gian luân hồi khí tức, bất luận cái gì sinh linh bị cuốn vào trong đó, đều chỉ có một con đường chết. Theo ngục hoàng tà cung bên trong, truyền ra vô cùng khí tức kinh khủng, lập tức liền đem Thiên Khải Chí Tôn thân thể hút vào. Không tốt. Giáo chủ, nhanh tỉnh lại. Phía dưới, Ma Trọng Lâu nhìn thấy một màn này, kinh hãi thất sắc, chỉ sợ Thiên Khải Chí Tôn thật muốn bị Ngục Hoàng Tà Cung diệt sát, muốn bị luân hồi chi bản xoắn nát. Hắn vội vàng bỏ qua Thân Hạc, bay lên trời, muốn xông lên luân hồi thiên quốc, cứu viện Thiên Khải Chí Tôn. Thân Hạc gặp hắn phía sau lưng không môn mở rộng, tật ra nhất kiếm, ít nhất chặt đứt Ma Trọng Lâu năm thành tuyến thời gian. Ma Trọng Lâu hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, nhưng vì cứu viện Thiên Khải Chí Tôn, hắn cũng là không để ý đại giới, rất nhanh vào tới luân hồi thiên quốc phía trên. Nhưng, đã không còn kịp rồi. Thiên Khải Chí Tôn thân thể, đã bị Ngục Hoàng Tà Cung luân hồi chi bàn tóm được. Răng rắc, luân hồi chi bàn chuyển động, phát ra rợn người thanh âm, Thiên Khải Chí Tôn máu thịt, một chút bị luân hồi chi bàn xay nghiền đập tan. Không, giáo chủ. Ma Trọng Lâu quá sợ hãi, gương mặt thảm liệt, kinh hãi phía dưới, sụi lơ trên mặt đất. Luân hồi chi bàn không ngừng xay nghiền, từng sợi dòng máu chảy ra đến, nhưng Diệp Thần sắc mặt cũng không có thay đổi đến dễ dàng. Bởi vì hắn biết, Thiên Khải Chí Tôn là đỉnh cấp thiên đế cường giả, mong muốn hoàn toàn ép đoạn thời gian của hắn đường, cũng không là chuyện dễ dàng. Luân hồi chi bàn mỗi chuyển động đậy, Diệp Thần linh khí liền kịch liệt tiêu hao một điểm, không chỉ là trong đan điền linh khí. Còn có bản thân hắn luân hồi huyết mạch năng lượng, cũng là kịch liệt tiêu hao. Muốn đem Thiên Khải Chí Tôn hoàn toàn nghiền chết,
Diệp Thần cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Răng rắc. Bỗng nhiên, chậm rãi chuyển động luân hồi chi bàn, đột nhiên không chuyển động được nữa. Toàn bộ luân hồi chi bàn, lâm vào đáng sợ đứng im, phảng phất bị cái gì lực lượng kẹp lại. Tiếp theo sát, phịch một tiếng vang, toàn bộ luân hồi chi bàn, từ nội bộ bị bạo phá mà ra, hóa thành đầy trời phá toái khối vụn, tứ tán bay vụt. Ma khí gió lốc chấn động, thậm chí là toàn bộ ngục hoàng tà cung, cũng bị phá hủy đi. Một đạo hắc ám thân ảnh, tòng ma khí phong bạo bên trong nổi lên, chính là Thiên Khải Chí Tôn. Nhìn thấy Thiên Khải Chí Tôn thân ảnh, một lần nữa phục sinh xuất hiện, Diệp Thần vẻ mặt lập tức biến. Này lão tạp mao, nội tình quả nhiên thâm hậu. Bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như mượn luân hồi đại năng lực lượng, hiến tế rất nhiều át chủ bài, nghĩ muốn tiêu diệt thiên đế, vẫn là thật quá khó khăn. Diệp Thần khẽ cắn môi, cảm nhận được vô cùng suy yếu. Thiên Khải Chí Tôn tầm mắt nhìn thẳng hắn, nhếch miệng lên một vệt lãnh khốc đường cong, nói. Luân hồi chi chủ, người thủ đoạn quả nhiên thông thiên, thế mà kém chút liền đem ta nghiền chết. Ta đã không dám khinh thường ngươi, hôm nay coi như liều mạng nửa cái mạng không muốn, ta cũng muốn ngươi chết. Tiếng nói vừa ra, Thiên Khải Chí Tôn ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân ngàn ngàn vạn vạn đầu tuyến thời gian, chỉ ít có một nửa bốc cháy lên. Hắn thế mà thiêu đốt một nửa tuyến thời gian, không để ý đạo tâm bị long đong đại giới, cũng không để ý tính mệnh hao tổn đại giới. Toàn thân nổ lên thao thiên huyết mang, thân thể bắn mạnh mà ra, mang theo trăm ngàn đầu khí thiên tỏa dây xích, hướng về Diệp Thần gào thét tới. Hắn hôm nay coi như không muốn nửa cái mạng, cũng muốn đánh giết Diệp Thần. Giáo chủ, Ma Trọng Lâu thanh âm đại chấn, Thiên Khải Chí Tôn bùng cháy một nửa tuyến thời gian, giá quá lớn, hắn triệt để động dung. Diệp Thần cũng là chấn động, Thiên Khải Chí Tôn dùng đốt thọ làm đại giá, khí diễm bão táp. Này trăm ngàn đầu khí thiên tỏa dây xích, uy thế quá kinh khủng. Suy yếu phía dưới Diệp Thần, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Xoạt kéo. Từng đầu xích sắt, xuyên thấu Diệp Thần thân thể, lại đem hắn quấn quanh. Đau đớn kịch liệt, nhưng Diệp Thần tê tâm liệt phế. Mộ chủ. Luân hồi mộ địa bên trong, huyết kiêu ngục hoàng kinh dị không thôi. Diệp Thần gặp xích sắt sâu thể đau đớn, hắn tựa hồ cũng là cảm động lây, thân thể run rẩy. Tiếp theo sát, huyết kiêu ngục hoàng tầm mắt, bắn ra hướng một khối trống không mộ bia. Quỷ đế, Thiên Khải Chí Tôn thế lớn, ta không phải địch thủ, thỉnh nễ Tô Tỉnh. Bây giờ chỉ có ngươi, mới có thể đối kháng Thiên Khải Chí Tôn A. Huyết kiêu ngục hoàng kêu to lên, cái kia trống không mộ bia, chính là lục đạo cổ thần bên trong, hư không quỷ diện mộ bia. Hư không quỷ diện, tức là quỷ đế, quỷ đạo Chí Tôn, thế gian hết thảy quỷ tu viễn cổ tổ sư. Thiêu đốt một nửa tuyến thời gian Thiên Khải Chí Tôn, quá điên cuồng, quá hung mãnh, coi như là huyết kiêu ngục hoàng, cũng là khó mà chống đỡ. Hắn ý chí kịch liệt, đang kêu gọi quỷ đế Tô Tỉnh. Ông, quỷ đế mộ bia một hồi lấp lánh, tại trên bia mộ hiện ra bốn chữ lớn. Hư không quỷ diện, bò đầy hắc ám xâm nghiêm quỷ khí. Nhưng, tại ngắn ngủi lấp lánh qua đi, trên bia mộ hào quang, liền ảm đạm đi. Lưu lại hạ cái kia bốn chữ lớn, vô cùng trắng bệch. Quỷ đế không có Tô Tỉnh. Ngươi còn đang trách tội mộ chủ. Đây quả thực chê cười, tội nhân là sử thần, ngươi quái mộ chủ không có cứu ngươi, quả thực là hoang đường. Huyết kiêu ngục hoàng khàn cả giọng, nhưng quỷ đế mộ bia, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lúc này Diệp Thần, đã bị trăm ngàn đầu xích sắt, khóa kín tại kinh cức vương tọa phía trên. Này chút xích sắt, là khí thiên tỏa dây xích. Mang theo khí thiên tuyệt mệnh đại sát lục, người mỗi lần bị quấn lên, mệnh cách liền lọt vào áp chế, muốn bị thượng thiên vứt bỏ, trời chu đất diệt. Diệp Thần hô hấp đều hít thở không thông, trong thoáng chốc sinh ra cảm giác mất mát to lớn, cảm thấy mình giống như bị thượng thiên từ bỏ, cuối cùng xuống tràng, lại biến thành khí thiên đế như vậy, bị thiên phạt chu diệt. Hắn nhìn thấy luân hồi trong mộ địa, quỷ đế không có Tô Tỉnh, huyết kiêu ngục hoàng lại là uể oải suy sụp tinh thần bộ dáng. Hắn trong lòng dâng lên một vệt chấn động. Chẳng lẽ ta hôm nay phải chết ở chỗ này? Luân hồi mộ địa bên trong, huyết kiêu ngục hoàng thủy chung vô pháp thức tỉnh quỷ đế, hắn cắn răng, hướng Diệp Thần đạo. Thôi, mộ chủ, quỷ đế đối ngươi còn có hình hiểu lầm, trong lúc trước mắt, cũng chỉ có ta có thể giúp ngươi. Dứt lời, huyết kiêu ngục hoàng thần hồn điên cuồng bốc cháy lên, hắn trực tiếp hiến tế đi chính mình thần hồn,
chính là tế phẩm, cung phụng cho Diệp Thần, cung phụng cho Luân Hồi. Như vậy hiến tế, so với bình thường thần hồn bùng cháy, càng thêm điên cuồng, hắn nắm chính mình đi qua tuyến thời gian, tương lai tuyến thời gian, hết thảy đủ loại lực lượng, toàn bộ hiến tặng cho Diệp Thần. Tiền bối. Diệp Thần kinh hãi, liền thấy thần hồn của Huyết Kiêu Ngục Hoàng, không ngừng bùng cháy bốc hơi. Mà trong óc hắn, liên quan tới Huyết Kiêu Ngục Hoàng trí nhớ, thế mà đang nhanh chóng làm nhạt xuống. Muốn hoàn toàn biến mất. Diệp Thần chấn động, biết là Huyết Kiêu Ngục Hoàng, hiến tế hết thảy, cho nên thế gian này, liên quan tới hắn hết thảy dấu vết, đều sẽ tan biến. Diệp Thần tương quan trí nhớ, tự nhiên vô pháp giữ lại, hắn sẽ triệt để quên mất Huyết Kiêu Ngục Hoàng. Cứ như vậy, về sau coi như hắn muốn phục sinh Huyết Kiêu Ngục Hoàng, cũng rất khó làm được, bởi vì tất cả dấu vết đều biến mất, hắn thậm chí sẽ không nhớ kỹ có Huyết Kiêu Ngục Hoàng người này. Không, tiền bối, ta sẽ không quên ngươi. Diệp Thần khẽ cắn môi, Bất Hủ Phong bia chấn xuống tại Luân Hồi mộ địa bên trong. Hắn đem tên Huyết Kiêu Ngục Hoàng, khắc ở Bất Hủ Phong bia phía trên. Luân Hồi truyền kỳ, Bất Hủ Vinh Quang truyền thuyết, hẳn là có Huyết Kiêu Ngục Hoàng một phần. Hắn không nên bị quên mất. Thấy tên của mình, bị khắc sâu tại Bất Hủ Phong bia phía trên, Huyết Kiêu Ngục Hoàng đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lộ ra một cái nụ cười vui mừng, nói. Luân Hồi tấm bia to, có tên của ta, đời này không uổng công. Mộ chủ, gặp lại. Huyết Kiêu Ngục Hoàng cuối cùng ngóng nhìn Diệp Thần liếc mắt, thần hồn triệt để từ từ tiêu tán. Ầm ầm. Diệp Thần đạt được Huyết Kiêu Ngục Hoàng hiến tế lực lượng, toàn thân lập tức huyết mạch sôi sục, thân thể cơ hồ muốn nổ tung. Thiên Hỏa Mệnh Tinh, lên. Diệp Thần hai mắt huyết hồng, rít lên một tiếng, trong thân thể bộc phát ra một hồi khó mà hình dung tiếng nổ vang rền, so Lôi Đình còn muốn nổ tung. Vô tận hỏa diễm theo trong cơ thể hắn bùng nổ, một khỏa thuần túy là thiên hỏa hội tụ mà thành tinh thần, từ từ bay lên. Oanh long long, thiên hỏa mệnh tinh bay lên, chiếu sáng toàn bộ Luân Hồi Thiên Quốc, nóng bỏng nóng rực khí tức, cuồn cuộn như dung nham tràn ra. Diệp Thần cả người, đã thành người lửa, liệt diễm tại hắn trên thân thể đốt cháy, đem từng đầu khí thiên tỏa dây xích đốt đến đỏ bừng, sau đó đứt gãy. Chỉ có hắn trên cánh tay trái quấn quanh xích sắt. Tựa hồ có lực lượng nào đó gia trì, thế mà liên thiên hỏa mệnh tinh đều đốt không ngừng, nhưng cũng là một mảnh xích hồng, nhiệt độ cực kỳ khủng bố. Thiên Khải Chí Tôn, ngươi muốn liều mạng, ta liền cùng ngươi liều mạng. Diệp Thần đôi mắt phun ra hỏa diễm, ngửa mặt lên trời thét dài, cánh tay trái mãnh liệt phung lên, quấn quanh ở hắn cánh tay bên trên khí thiên tỏa dây xích, liền soạt kéo bắn ra, giết ngược lại hướng Thiên Khải Chí Tôn. Cái gì? Thiên Khải Chí Tôn rất đỗi chấn tùng. Hắn thiêu đốt mất một nửa tuyến thời gian, ban đầu coi là có khả năng đánh giết Diệp Thần, nhưng không nghĩ tới Diệp Thần còn có lực phản kích. Hắn hôm nay, hết sức yếu ớt, nhìn xem cái kia từng đầu bay vụt xỏ xuyên qua mà đến xích sắt, hắn vô pháp ngăn cản. Giáo chủ cẩn thận. Một bên Ma Trọng Lâu, đứng ra, ngăn ở Thiên Khải Chí Tôn trước mặt. Xuy xuy xuy. Cái kia từng đầu đỏ bừng xích sắt, hung hăng bạo sát tới, tại chỗ liền đem hắn thân thể xỏ xuyên qua. Ma Trọng Lâu thân thể kịch chấn, khóe miệng rịn ra đại lượng máu tươi, quay đầu nhìn về phía Thiên Khải Chí Tôn, phun ra một chữ. Chạy! Cái chữ này hạ xuống, hắn thân thể liền bị từng đầu xích sắt phủi đi thành khối vụn, triệt để vẫn diệt. Thiên Khải Chí Tôn kinh dị, cấp tốc lui lại. Diệp Thần đôi mắt xích hồng, thần uy như ngục, thân thể bão táp mà ra, từng đầu xích sắt xen lẫn thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, tiếp tục hướng về Thiên Khải Chí Tôn bạo sát mà đi. Thời khắc này Diệp Thần, quá hung mãnh, thiên hỏa mệnh tinh ở trên trời chiếu rọi, tản mát ra vô cùng khí tức kinh khủng, phía dưới trong rừng rậm, gió lốc tinh vực vô số cường giả, còn có tử thần giáo đoàn ma thần các tín đồ, toàn bộ hét thảm lên, thân thể tại thiên hỏa thiêu đốt dưới, trực tiếp bốc cháy lên. May mắn nguyên linh tộc bên này, có ngân nguyệt tiên trì thủ hộ, mượn tiên trì chi thủy, các nàng có thể miễn cưỡng ngăn cản được thiên hỏa mệnh tinh liệt diễm dự uy, bằng không, các nàng khả năng cũng phải tao ương. Tiểu tử này làm sao hung mãnh như vậy? Tinh Đồng Thiên Tôn nhìn thấy Diệp Thần bá đạo như vậy bộ dáng, cũng là tâm sinh sợ hãi. Ngô! Mà tại hắn phân tâm thời điểm, cùng hắn đối chiến Triệu Ngưng Mộng, cũng không có thừa cơ công kích hắn, ngược lại kêu lên một tiếng đau đớn, sau lui ra. Lúc này Triệu Ngưng Mộng, bền bỉ chiến đấu phía dưới, ác mộng suối chi thủy khí tức, đã sắp muốn áp chế không nổi.
Lại thêm thiên hỏa mệnh tinh nhiệt độ cao thiêu đốt, nàng thấy trong cơ thể ác mộng suối chi thủy, tại kịch liệt sôi trào, mang cho nàng vô tận thống khổ. Nếu như lúc này tinh đồng thiên tôn ra tay, Triệu Ngưng Mộng liền nguy hiểm. Bất quá, tinh đồng thiên tôn lo lắng thiên khải chí tôn an nguy, trực tiếp liền bỏ Triệu Ngưng Mộng, thân thể vọt lên, bay vụt đến luân hồi thiên quốc cương thổ lên. Thân hạc nhìn thấy Triệu Ngưng Mộng thống khổ bộ dáng, vội vàng tới yểm hộ. Luân hồi thiên quốc phía trên. Tiểu tử, đừng quá phách lối. Đấu chuyển tinh di, nghịch chuyển càn khôn. Tinh đồng thiên tôn tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, hét lớn một tiếng, hai tay nổi lên tầng tầng tinh mang, đột nhiên đẩy mà ra, xen lẫn cuồn cuộn gió lốc. Diệp Thần phóng tới xích hồng xích sắt, bị một cỗ mềm dẻo trầm hậu sóng khí trùng kích, thế mà phản bắn trở về, hướng chính hắn mặt vọt tới. Tinh đồng thiên tôn một chiêu này, đấu chuyển tinh di, có thể chuyển di kẻ địch thế công, tứ lạng bạt thiên cân, quả thực là xảo diệu. Diệp Thần nghiêng người tránh đi phản chiếu trở về xích sắt. Tầm mắt lạnh lẽo, liền muốn lại lần nữa ra tay. Bất quá lúc này, tinh đồng thiên tôn đã mang theo thiên khải chí tôn, cấp tốc lui lại. Diệp Thần quá hung mãnh, tinh đồng thiên tôn đã không dám đối kháng. Mặc dù, hắn có thể nhìn ra, Diệp Thần bộ dạng này cuồng mãnh trạng thái, duy trì không được bao lâu. Nếu như hắn có thể kiên trì, cuối cùng người thắng, rất có thể liền là hắn. Nhưng hắn không dám đánh cược. Trên trời lơ lửng thiên hỏa mệnh tinh, khí diễm quá hung mãnh, tinh đồng thiên tôn phảng phất lại một lần nhìn thấy tương lai của mình, cái kia chính là muốn bị thiên hỏa đốt thành kiếp hôi. Bù! Hắn mang theo thiên khải chí tôn, cấp tốc hướng luân hồi thiên quốc bên ngoài bay đi. Muốn chạy! Diệp Thần ánh mắt đột nhiên rét lạnh, cũng không thẳng thân tiêu hao cùng đại giới, vung tay lên, treo cao chân trời thiên hỏa mệnh tinh, lập tức liền hung hăng hướng về tinh đồng thiên tôn cùng thiên khải chí tôn oanh tạc mà đi. Thiên hỏa tinh bạo, diệt cho ta giết. Nóng rực, đốt đỏ, bàng bạc, thuần túy thiên hỏa mệnh tinh, bộc phát ra núi lửa dâng lên gào thét, lại phảng phất là viễn cổ man hoang cự thú gào thét, từ phía chân trời bạo rơi mà xuống, mang theo hung mãnh vô cùng uy thế, thế muốn đem tinh đồng thiên khải hai người nổ chết. Tại to lớn nóng rực thiên hỏa mệnh tinh làm nổi bật dưới, tinh đồng thiên khải hai người lại như con kiến hôi nhỏ bé. Giờ khắc này Diệp Thần, cực hạn rực rỡ. Thiên hỏa mệnh tinh chỗ bộc phát ra sáng chói ánh lửa, cuồn cuộn viêm sóng, chiếu rọi chư thiên, không không lúc nào không vô số thế lực, đều có thể thấy rõ này ngôi sao khủng bố cùng cuồng dã. Từng mảnh vũ trụ tinh không, hắc ám nguyên chất, lóe sáng tinh hà, tại Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh tàn lửa trùng kích vào, trực tiếp liền bốc hơi thành kiếp hôi, vô số sinh linh kêu thảm tránh né, chỉ có lòng thành niệm tụng lấy Diệp Thần tên thật, phương có thể miễn cưỡng đạt được bảo hộ. Diệp Thần là điên rồi. Một chiêu này thiên hỏa tinh bạo, đem vừa mới huyết kiêu ngục hoàng hiến tế năng lượng, còn có chính hắn luân hồi huyết mạch lực lượng, trong nháy mắt toàn bộ rút sạch, chỗ bộc phát ra uy lực, đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Tinh đồng thiên tôn cùng thiên khải chí tôn đều ngây dại, to lớn thiên hỏa tinh thần oanh tạc xuống tới, bọn hắn cảm thấy mình tiếp theo trong nháy mắt, liền muốn hóa thành kiếp hôi. Thiên ma cổ bảo, cho ta ngăn trở. Sống chết trước mắt, tinh đồng thiên tôn đem thiên ma cổ bảo triệu hoán tới. Hắn thiên ma cổ bảo, tuy chỉ là một mảnh vụn, nhưng hắn khổ tâm rèn luyện vô số kỷ nguyên, lực phòng ngự 10 điểm cường hãn, đủ để ngăn chặn thiên đế oanh kích. Lớn đại hắc ám thành bảo, ngăn tại Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh trước mặt. Tại thiên hỏa mệnh tinh phụ trợ dưới, này tòa thật to thành bảo, cũng lộ ra nhỏ bé. Tinh đồng thiên tôn cùng thiên khải chí tôn, sợ hãi trốn ở thành bảo bên trong, chỉ có thể đem sinh tử giao cho vận mệnh. Oanh! Thiên hỏa mệnh tinh hung hăng oanh tạc xuống tới, không thể tưởng tượng nổi nổ tung bạo phát. Cả tòa thiên ma cổ bảo, trong nháy mắt bị phá hủy vỡ nát, đất đá bay tứ tung, trong đó rất nhiều thủ hộ đại trận, cùng giấy yếu ớt, hoàn toàn ngăn không được Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh oanh tạc. Trong thành bảo thiên khải chí tôn cùng tinh đồng thiên tôn, tại to lớn nổ tung bên trong, thân thể cũng là hóa thành cho tàn. Phía dưới gió lốc tinh vực rất nhiều võ giả, còn có tử thần giáo đoàn ma thần nhóm. Tại mắt thấy một màn này về sau, tinh thần triệt để hỏng mất. Bọn hắn không thể tin được, không thể tin được tinh đồng thiên tôn cùng thiên khải chí tôn, thế mà ngăn không được thiên hỏa mệnh tinh nổ tung, trực tiếp bị tạc thành cho tàn. Một màn này quá kinh khủng, thiên hỏa mệnh tinh, chẳng qua là luân hồi thất tinh đệ tứ tinh, liền hung mãnh như vậy bá đạo, bạo diệt chư thiên vô địch, vậy nếu là về sau ba ngôi sao, thì còn đến đâu?
Chờ luân hồi thất tinh hoàn toàn thức tỉnh, chỉ sợ Diệp Thần thực lực, cũng sẽ tiêu thăng đến đạo tông đại chủ tể, nguyên thiên đế, hồn thiên đế trở cường giả tối đỉnh mức độ. Thiên hỏa mệnh tinh nổ tung về sau, vỏ quyết lưu hỏa, tại luân hồi thiên quốc vùng trời bay vụt. Diệp Thần chính mình luân hồi thiên quốc, đang kịch liệt kinh khủng nổ tung bên trong, cũng là khắp nơi lửa cháy, sơn hà thành phế tích. Hắn toàn thân linh khí hao hết, rơi xuống mặt đất, đem đại điện ném ra một cái hố sâu, từng đầu vết nứt kéo dài mở đi ra. 3. Có một khối óng ánh mảnh vỡ, từ không trung dư âm nổ mạnh bên trong rớt xuống. Đó chính là cuối cùng một khối thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, che kín vết rách, nhưng cũng không có đập tan. Không thể không nói, hồn thiên đế thiên ma cổ bảo, phòng ngự đích thật là cường hãn, tại Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh cực hạn dưới vụ nổ, cũng không có triệt để làm tổn thương. Tinh đồng thiên tôn, thiên khải chí tôn, hai người này, bọn hắn còn chưa có chết tuyệt. Diệp Thần bắt chẹt lấy thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, da mặt hơi co rúm. Mượn thiên ma cổ bảo phòng hộ, tinh đồng thiên tôn cùng thiên khải chí tôn, tuyến thời gian không có hoàn toàn bị bạo diệt, còn có một số thừa xuống dưới. Dùng tu vi của bọn hắn, không bao lâu, liền có thể phục sinh. Bất quá, phục sinh sau bọn hắn, cũng là nguyên khí bị thương nặng, trong thời gian ngắn đối ta không tạo được uy hiếp. Thiên khải chí tôn chịu này trọng thương, tử thần giáo đoàn căn cơ muốn bị lay động, có thể muốn rơi xuống ra nhất lưu thế lực phạm trù. Tôn gì cô nàng kia, nghĩ đến cũng có thể nhân cơ hội này, theo thiên ma tinh hải bên trong ra tới. Diệp Thần tâm bên trong lóe lên vô số suy nghĩ. Nhớ tới Tôn Di, khóe miệng không khỏi khơi gợi lên vẻ tươi cười. Nhưng mà tiếp theo sát, hắn tầm mắt nhìn về phía mình cánh tay trái, vẻ mặt liền trở nên ngưng trọng lên. Chỉ gặp hắn trên cánh tay trái, quấn quanh lấy từng đầu xích sắt, đó là chưa ngừng khí thiên tỏa dây xích. Này chút khí thiên tỏa dây xích, quấn quanh lấy Diệp Thần cánh tay, như từng đầu như độc xà, ở giữa mang theo một cái đồng khóa. Cái kia đồng khóa, liền là khí thiên tỏa. Là khí thiên tỏa dây xích hạch tâm chỗ. Này khí thiên tỏa. Diệp Thần quơ quơ cánh tay trái, thấy trận trận trầm trọng, phảng phất bị vô tận sát khí quấn quanh.